Nhìn mức độ nóng cháy của ngọn lửa trên thân kiếm của Tôn Lâm, ngụy hỏa tinh của hắn sợ là đã bồi luyện đến cấp bậc ngàn năm rồi nhỉ. Thật biến thái, hỏa tinh bất tử bất diệt, nhưng là ngụy hỏa tinh lại không thể. Nếu như trường kỳ không cung cấp nguyên khí hỏa hệ cho ngụy hỏa tinh sẽ chậm rãi suy nhược, thẳng đến tan biến. Đương nhiên, ngụy hỏa tinh cường đại tan biến chậm, ngụy hỏa tinh nhỏ yếu tan biến nhanh. Cái gọi là ngụy hỏa tinh cấp bậc ngàn năm, đó chính là sau khi ngừng cung cấp chân nguyên hỏa hệ, ngụy hỏa tinh này tự nhiên tồn tại thời gian 1000 năm. Đây là năm tháng tương đối dài lâu, phải biết lịch sử của Thất Huyền Cốc cũng chỉ mới 600 năm mà thôi. Dù là đối với đệ tử hạch tâm Thất Huyền Cốc có được lượng lớn tài nguyên mà nói, hỏa tinh cũng là thứ cực kỳ xa xỉ, chỉ có thể nhìn mà thèm. Có thể có một cái ngụy hỏa tinh cấp bậc ngàn năm cũng là chuyện cực kỳ giỏi rồi. Các ngươi nói Khương sư huynh sẽ thắng lợi trong vòng mấy chiêu? Không dễ nói, ta thấy phải 10 chiêu trở lên, nói không chừng phải 20 chiêu ấy. Tuy rằng thực lực Tôn Lâm biểu hiện ra không tầm thường nhưng đệ tử ở đây vẫn coi trọng Khương Lan Kiếm hơn. Khương sư huynh, tiếp ta một chiêu liệt hỏa liêu nguyên. Trên lôi đài, Tôn Lâm ra tay, vừa ra tay chính là chiêu thức sở trường, chỉ nghe tiếng lửa cháy, phừng phừng, mưa lửa đỏ rực từ trên thân kiếm rộng lớn của Tôn Lâm lao ra, che trời phủ đất bao phủ hướng Khương Lan Kiếm. Khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là, ngọn lửa tạo thành mưa lửa này không giống ngọn lửa bình thường phủ kín rắn lửa bập bùng, mà là ngưng tụ thành từng luồng, như mũi tên nhọn. Là Thâm Uyên Chi Hỏa, Thâm Uyên Chi Hỏa nhân giai thượng phẩm. Tôn Lâm rồi lại có thể kiếm được loại lửa này để bồi dưỡng ngụy hỏa tinh của hắn. Một đệ tử Luyện Khí Tông không kìm nổi kêu lên, ánh mắt nhìn về phía Tôn Lâm tràn ngập ghen tị. Hiển nhiên Thâm Uyên Chi Hỏa này đối với hắn kích thích rất lớn. Loại lửa nhân giai thượng phẩm này khẳng định sẽ không phải chính Tôn Lâm kiếm ra, như vậy chỉ có một loại khả năng, là tài nguyên Luyện Khí Tông phân cho hắn. Đây là đặc quyền của đệ tử hạch tâm, đệ tử bình thường bọn họ ở tông môn hơn trăm năm cũng sẽ không được phân đến lượng lớn ngọn lửa nhân giai thượng phẩm để bồi dưỡng ngụy hỏa tinh của mình. Đối mặt với mưa lửa đỏ rực, Khương Lan Kiếm vẫn bình thản như trước. Trường kiếm ra khỏi vỏ, trường kiếm màu xanh rộng 3 ngón tay, sắc thái cổ xưa. Không có bất kỳ cảm giác sắc bén, nhìn qua giống như một chiếc lá khô không chút bắt mắt. Kiếm chi vân tiêu, Khương Lan Kiếm xuất kiếm, căn bản nhìn không rõ động tác ra tay của hắn, chỉ thấy ánh xanh chợt lóe, trong nháy mắt đó dường như có một con rồng xanh vọt lên trời. Kiếm khí bừa bãi cùng mũi tên của mưa lửa va chạm cùng một chỗ, chỉ nghe một chuỗi phốc phốc liên tiếp nổ vang, mưa lửa tan thành mây khói. Ánh lửa sáng lạn giống như pháo hoa nở rộ che mờ ánh mắt người xem, mọi người không kịp phản ứng. Khương Lan Kiếm lại một kiếm chớm ra, một kiếm này mang theo tiếng khí bạo sắc bén, đâm thẳng tim Tôn Lâm. Liệt diễm chi tường, Tôn Lâm vô cùng giật mình, hắn liệu đến liệt hỏa liêu nguyên khả năng không thể thương đến Khương Lan Kiếm, nhưng cũng không nghĩ tới bị phá dễ dàng như vậy. Trong cơn hốt hoảng, Tôn Lâm một bên lui về phía sau, một bên bố trí liệt diễm chi tường phòng ngự. Phừng phừng phừng, liên tục 3 loạt liệt diễm chi tường, loạt sau thế lửa thịnh vượng hơn loạt trước. Ngọn lửa màu đỏ thấm vọt lên cao mười mấy trượng, phá. Khương Lan Kiếm vung trường kiếm, một luồng kiếm khí với khí thế vô cùng chớm thẳng ra, chia cắt toàn bộ sân thi đấu, 3 bức tường lửa liền bị Khương Lan Kiếm một kiếm chớm đứt. Ngọn lửa bị kiếm khí trực tiếp thổi tắt, tốc độ của Khương Lan Kiếm trong nháy mắt đạt tới cực hạn, ngay sau đó một bóng người màu xanh đã xuất hiện ở trước mắt Tôn Lâm. Tôn Lâm sắc mặt đại biến, kiếm quang chợt hiện, bùm, chân nguyên hộ thể của Tôn Lâm bị phá, thân thể bay ngược ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Một khi gần người, Tôn Lâm căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Hắn chỉ là một đệ tử Luyện Khí Tông, tuy rằng cũng là dùng kiếm nhưng căn bản không tính là kiếm khách, kiếm của hắn càng giống như một loại pháp khí thi triển ngọn lửa công kích. Mà kiếm của Khương Lan Kiếm thì khác, kiếm của hắn chính là vận mệnh của hắn, nhân kiếm hợp nhất, trước giờ chưa từng bất lợi. Khương Lan Kiếm thắng, trưởng lão trọng tài cũng cảm thấy ngoài ý muốn sâu sắc, 3 kiếm phá địch, đối phương cũng không phải hạng vô danh, lại thua đến triệt để như thế. Thực lực của Khương Lan Kiếm quá khủng bố, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đã vượt qua một số đệ tử thân truyền. Nên biết, hắn còn không phải thủ tịch đệ tử của Kiếm Tông. Như vậy đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ tuổi Kiếm Tông Khương Bạc Vân lại đã đến loại trình độ nào? Không thể tưởng tượng, ở trên khán đài, đệ tử bình thường đều bị chấn kinh. Khương Lan Kiếm thật sự quá cường đại, ngay cả đệ tử thân truyền của Trận Tông Phương Khải cũng sắc mặt không dễ nhìn. Nếu vừa rồi chính là toàn bộ thực lực của Khương Lan Kiếm, hắn còn miễn cưỡng có thể cùng Khương Lan Kiếm đánh một trận. Nếu như không phải, hắn sẽ nguy hiểm. Là một trong 7 đệ tử thân truyền, nếu bại bởi đệ tử thứ 2 của Kiếm Tông, hắn tự nhiên trên mặt không ánh sáng. Không riêng gì Phương Khải, đám người Âu Dương Minh, Huyễn Tiểu Điệp sắc mặt cũng không quá tự nhiên. Tạm thời bọn họ còn không cần lo lắng Khương Lan Kiếm, bọn họ lo lắng chính là Khương Bạc Vân. Bọn họ không hiểu biết thực lực của Khương Lan Kiếm, Kiếm Tông khẳng định không thể không biết. Khiến Khương Lan Kiếm lợi hại như vậy làm đệ tử thứ 2, chỉ có thể chứng minh Khương Bạc Vân càng mạnh so với Khương Lan Kiếm. Tốt, thật là tốt, thời điểm này, Âu Dương Minh đột nhiên nghe thấy bên người hắn vang lên một giọng nói âm trầm, khiến hắn ra đầu tê dần. Quay đầu nhìn qua, lại thấy một tên toàn thân gầy trơ xương như củi, quấn băng vải đang cười hắc hắc. Nhìn thấy cỗ thây khô bên cạnh này, Âu Dương Minh chỉ cảm thấy toàn thân không được thoải mái, hắn nhíu mày nói. Mộc Cổ Bạc Vực, người cười cái gì? Khạc 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 khạc, có đối thủ như vậy, ta rất hưng phấn. Thây khô vươn đầu lưỡi thật dài liếm mép, trong mắt lóe hào quang quỷ dị. Giống như quỷ hút máu thấy con mồi ngon miệng, khiến người nhìn không rét mà run. Họ của thây khô rất kỳ quái, họ kép Mộc Cổ, tên là Bạc Vực. Hắn cũng không phải người Nam Thiên Vực mà là ra từ cực Tây Vực vô cùng xa xôi. 600 năm trước, một người cực Tây Vực tên là Mộc Cổ Nham Trác thông qua truyền tống trận khoảng cách siêu xa đi tới Thất Huyền địa khu của Nam Thiên Vực. Hắn chính là người sáng lập Khôi Lỗi Tông Thất Huyền Cốc. Khôi Lỗi Tông là một tông môn thần bí nhất của Thất Huyền Cốc, đệ tử trong tông môn cũng là một dòng, chỉ có một dòng họ là Mộc Cổ. Bọn họ chưa từng thu đệ tử khác họ, cùng với nói là một tông môn kỳ thật càng giống một gia tộc. Nhân số của Khôi Lỗi Tông dù so với Cầm Tông và Huyễn Tông nhân đinh thưa thất cũng không bằng 1/3 tổng số người của đối phương. Nhưng là không có người nào dám coi thường Khôi Lỗi Tông. Bởi vì sức chiến đấu của đệ tử Khôi Lỗi Tông quá mạnh mẽ, hơn nữa phi thường đoàn kết. Lấy Tổng Tông Hội Võ lần này mà nói, Khôi Lỗi Tông chỉ phái ra 2 người, một người Mộc Cổ Bạc Vực, một người là Mộc Cổ Kiếp Nhung. 2 người đều một đường quét ngang, toàn thắng vào vòng sau. Trong đó Mộc Cổ Bạc Vực là đệ tử thân truyền, chiêu thức quỷ dị, thực lực khó lường. Âu Dương Minh tình nguyện đấu với Khương Bạc Vân cũng không nguyện ý gặp thây khô này. Mộc Cổ Kiếp Nhung kia khẳng định cũng không kém bao nhiêu, 10 hạng đầu là ổn thỏa. Thậm chí Phương Khải của Trận Tông đều rất có thể không phải đối thủ của Mộc Cổ Kiếp Nhung. Khôi Lỗi Tông thật sự quá kỳ dị, phân tông bọn họ có tín ngưỡng của mình, dường như là vị thần nào đó đến từ Tây Vực, cả ngày thần bí hề hề. Ngọn núi chính nơi tông môn cách ngọn núi chính của Thất Huyền Cốc xa chừng 1000 dặm, sâu trong dãy núi Thiên Huyền. Ở đó vắng vẻ không giấu chân người, hung thú thành đàn. Khôi Lỗi Tông không dùng đến tài nguyên của Thất Huyền Cốc mấy, cũng không nộp tài nguyên lên Thất Huyền Cốc. Ngẫu nhiên dùng đến đồ của Thất Huyền Cốc, cũng sẽ trao đổi đồng giá. Có thể nói Khôi Lỗi Tông là một phân tông tính độc lập phi thường mạnh bên trong Thất Huyền Cốc, bình thường ít tiếp xúc với 6 phân tông khác, về phần mệnh lệnh của cốc chủ, đối với bọn họ mà nói gần như là có thể nghe có thể không nghe. Thất Huyền Cốc từ trên xuống dưới đều hiểu được một sự kiện, đệ tử của Khôi Lỗi Tông tuyệt đối không thể trêu vào, bởi vì bọn họ chẳng những thực lực cường đại hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm. Nếu nói Kiếm Tông là phân tông cường đại nhất của Thất Huyền Cốc, như vậy Khôi Lỗi Tông lại là phân tông khó đối phó nhất. Không ai nguyện ý giao thủ với bọn họ, chẳng những bởi vì bọn họ chiêu thức quỷ dị hơn nữa một khi bị bọn họ rớt, thi thể của ngươi vô cùng có khả năng bị làm thành con rối. Đây cũng là nguyên nhân nhân vật phong vân như Âu Dương Minh nhìn thấy Mộc Cổ Bạc Vực đều ra đầu phát run. Hắn biết rõ túi đeo lưng trên người Mộc Cổ Bạc Vực chính là da của một cao thủ tiên thiên làm thành, mà con rối ngủ say trong túi da người này cũng là thi thể của một cao thủ hậu thiên đỉnh phong làm thành. Khương Bạc Vân, ngươi lần này xui xẻo rồi. Phát hiện Mộc Cổ Bạc Vực một mực liếm môi nhìn phía Khương Bạc Vân, Âu Dương Minh vui sướng khi người gặp họa nghĩ ngợi. Để hắn chống lại Khương Bạc Vân, hắn căn bản không nắm chắc, đối phó tên người không ra người quỷ không ra quỷ trước mắt này hắn lại càng không muốn. Nếu như 2 người bọn họ gặp nhau, đấu đến lưỡng đại câu thương ngược lại là vui mừng lớn. Sau khi Khương Lan Kiếm ra tay, liên tục ra sân 3 đệ tử thân truyền, gần như đều là giải quyết đối thủ trong vòng 3 chiêu. Trong lúc nhất thời, không khí sân thi đấu bị đẩy lên tới một cao trào. 7 đệ tử thân truyền nhân khí tăng vọt, thế cho nên sau khi Cầm Vô Tâm ra sân, trên sân thi đấu vang lên tiếng hò hét như thủy triều dâng. Cầm Vô Tâm tất thắng, Cầm sư tỷ cố lên, Cầm sư tỷ, ta yêu nàng. Các loại thanh âm hỗn tạp truyền lên lôi đài, nhưng mà Cầm Vô Tâm chỉ ôm cầm đứng yên, căn bản không chịu ảnh hưởng chút nào. Nàng mặc một bộ quần áo thuần trắng, gió nhẹ thổi, quần áo bay bay. Toàn thân tự nhiên toát ra một luồng khí xuất trần không dính khói lửa nhân gian. Đối thủ của nàng là Tĩnh Thiền Ngọc. Tĩnh Thiền Ngọc như trước đeo mạng che mặt, mặc một bộ áo liền quần màu vàng sáng, thoạt nhìn tĩnh như xử nữ. 2 vị mỹ nữ phong cách bất đồng đứng chung một chỗ tự nhiên hấp dẫn vô số ánh mắt. Đối với rất nhiều nam nhân mà nói, lúc này so tài bản thân lại đã không trọng yếu. Ngươi không phải đối thủ của ta, Cầm Vô Tâm lạnh lùng lên tiếng. Ta biết, tuy nhiên, ta nếu đã tiến vào top thứ nhất sẽ không muốn bỏ qua cơ hội giao thủ với đệ tử thân truyền các ngươi. Tĩnh Thiền Ngọc ngạo nghễ ngẩng đầu, tuy rằng bị Phương Khải đả kích cho thương tích đầy mình, nhưng nàng lại sẽ không từ đó sa sút tinh thần. Nàng tự tin ngày sau theo thời gian trôi qua, nàng sẽ từng bước đuổi kịp bọn họ, thẳng đến khi vượt qua. Hiện tại nàng muốn biết chênh lệch rốt cuộc bao lớn, như vậy, thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Cầm Vô Tâm mặt không biểu tình nói, nghe ta một khúc cầm âm, bàn tay thon dài đặt lên cầm huyền thật dài, tiếng đàn như cao sơn lưu thủy. Theo đó vang lên, cầm âm nhẹ nhàng vang lên, quanh quẩn trên lôi đài. Dù là người ngồi trong đại điện Thất Huyền Cốc cũng nghe từng tiếng lọt vào tai, vô cùng rõ ràng. Ta sao lại nghe cầm âm của ngươi? Tĩnh Thiền Ngọc hừ lạnh một tiếng, dùng chân nguyên bịt kín hai tai. Không cần nghĩ cũng biết cầm âm này có cổ quái, Tĩnh Thiền Ngọc đem chân nguyên thúc giục đến tận cùng. Đối mặt Cầm Vô Tâm, Nàng ngay từ đầu phải toàn lực ứng phó, nếu không ngay cả cơ hội toàn lực ứng phó đều không có. Tầng phòng ngự màu vàng đất dày dặn trải rộng chung quanh thân thể, Tĩnh Thiền Ngọc bước chân không nhúc nhích, tay biến thành đao, muốn dùng ra Minh Thiện Bàn Nhược Trường. Đây cũng là võ kỹ mạnh nhất Tĩnh Thiền Ngọc có thể thuấn phát. Nhưng mà đúng vào lúc nàng chuẩn bị dốc hết toàn lực một kích, thân thể của nàng lại đột nhiên khựng lại. Nàng không thể tin nổi mở to đôi mắt đẹp, chố mắt nhìn tầng phòng ngự chân nguyên mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, không hiểu nguyên do xuất hiện vết dạn vừa mới xuất hiện liền trong nháy mắt phủ kín toàn bộ tầng phòng ngự. Tang, theo một tiếng giòn vang, tầng phòng ngự tính dài 10 phần lúc này lại như pha lê bị đông lạnh hóa giòn ầm ầm vỡ nát, biến thành mảnh vỡ chân nguyên rải đầy đất. Tĩnh Thiền Ngọc ngây ra, tầng chân nguyên phòng hộ vỡ nát, nàng lại không bị đến nửa điểm công kích, thậm chí không biết công kích của đối phương là như thế nào tác dụng lên lồng phòng hộ của nàng. Bên tai nàng vẫn vang lên cầm âm như cao sơn lưu thủy, dịu dàng êm tai, không nghe ra bất kỳ chút sát phạt nào, nhưng vòng bảo hộ của nàng cứ như vậy vỡ vụn trong nháy mắt, yếu ớt giống như vỏ trứng. Chẳng lẽ vừa rồi phát động công kích chính là cầm âm nghe ra hết sức dịu dàng này? Ta nhận thua. Tĩnh Thiền Ngọc khép đôi mắt, chua xót cười. Nàng vốn cũng chỉ là muốn xem rốt cuộc chênh lệch bao lớn, nhưng là hiện tại vừa thử nàng lại hiểu được, chênh lệch căn bản không thể phỏng chừng. Từ đầu đến cuối, Cầm Vô Tâm Khải Đàn đều không nhìn nàng lấy một cái, thậm chí trên người căn bản không nhận ra dao động chân nguyên. Tuy sớm biết hẳn phải thua không nghi ngờ, nhưng Tĩnh Thiền Ngọc lại thua trận như thế, thậm chí không phát giác ra thủ đoạn công kích của đối phương là cái gì. Cầm Vô Tâm thắng, trọng tài tuyên bố không hề trì hoãn. Lâm Minh hít ngược một hơi khí lạnh, Cầm Vô Tâm này thật đáng sợ. Cảm giác của Lâm Minh hết sức cường đại, hắn có thể nhạy bén nắm bắt được mỗi một tia dao động chân nguyên trong không khí. Sức khống chế của Cầm Vô Tâm đối với chân nguyên tinh thuần khiến người giận sôi. Dù là Lâm Minh nắm giữ luyện lực như tơ, khống chế chân nguyên đạt tới cấp nhập vi, cũng tự nhận không thể làm đến trình độ như Cầm Vô Tâm. Vừa rồi Cầm Vô Tâm dung nhập chân nguyên trong sóng âm, toàn bộ công kích tập trung lên lồng phòng hộ của Tĩnh Thiền Ngọc, trong nháy mắt đánh nát, chân nguyên không có nửa phần tràn ra ngoài, càng không có thương đến Tĩnh Thiền Ngọc mảy may. Thế cho nên rất nhiều người nghe thấy cầm âm không cảm giác ra bất kỳ dị thường. Công pháp của Cầm Tông thật khiến ta giật mình. Lâm Minh rất rõ ràng, sóng âm kỳ thật là một loại chấn động, trong sóng âm ẩn chứa chân nguyên kỳ thật chính là làm cho chân nguyên chấn động lên. Như vậy cùng luyện lực như tơ ghi lại trong hỗn độn cương đấu kinh có diệu dụng dị khúc đồng công. Luyện lực như tơ là thông qua điều chỉnh tần suất hô hấp của vi tế bào toàn thân làm cho bản thân chân nguyên chấn động lên. Mà công pháp của Cầm Tông là đem chân nguyên bám lên trên sóng âm chấn động, đạt đến hiệu quả theo sóng âm mà chấn động. Từ điểm này mà xem, công pháp của Cầm Tông rõ ràng không bằng hỗn độn cương đấu kinh. Nhưng là ở một trình độ nhất định, công pháp Cầm Tông lại có thể đạt tới hiệu quả tương tự luyện lực như tơ, tỉ như công kích bỏ qua. Phòng ngự, Lâm Minh có thể một quyền đánh nát lồng phòng hộ của Tĩnh Thiền Ngọc. Cầm Vô Tâm cũng có thể. Ta thật sự không thể xem thường anh hùng thiên hạ, thiên diễn đại lục kế thừa mấy vạn năm, cũng là thiên tài xuất hiện lớp lớp. Tuy rằng nội tình thâm hậu xa xa không bằng thần vực, nhưng là ở một số mặt nào đó lại không nhất định so ra kém thần vực. Lâm Minh chính đang suy nghĩ, lại không chú ý tới vòng so tài thứ nhất đã kết thúc, vòng thứ hai bắt đầu ngay sau đó. Mà trận đầu tiên đối chiến, chính là Lâm Minh ra sân. Trận chiến đầu tiên, Lâm Minh chiến Phương Khải. Khi trọng tài hô lên danh sách ra sân của trận đầu, Lâm Minh giật mình. Phương Khải nhưng là một trong 7 đệ tử thân truyền, tuy rằng có vẻ đệ tử thân truyền của Trận Tông và Luyện Khí Tông ở trong 7 đệ tử thân truyền là hai người yếu nhất, nhưng tốt xấu cũng là đệ tử thân truyền. Không nghĩ tới 29 trận so tài, lúc này mới vòng thứ hai hắn đã phải chạm mặt đệ tử thân truyền. Nghĩ đến đây, Lâm Minh cười khổ lắc lắc đầu, chạm mặt cũng là bình thường, hắn lại không phải là tuyển thủ hạt giống được tổ trọng tài nhìn chúng, không có khả năng bị lưu lại đến cuối cùng. Mấy trận trước, hắn tất nhiên sẽ gặp phải đệ tử thân truyền hoặc nhân vật cấp bậc Khương Lan Kiếm. Tương đối mà nói, gặp phải Phương Khải vẫn xem như là tốt rồi. Phương Khải cười tủm tỉm nhìn về phía Lâm Minh, so tài tiểu tổ chúng ta bỏ lỡ, kết quả là chúng ta vẫn là vòng thứ nhất giao thủ. Vận khí của ngươi thật sự là không tốt, vòng thứ hai liền gặp phải ta. Tuy nhiên ngươi có thể giữ thành tích toàn thắng đến bây giờ cũng xem như không tồi, đến vòng này bảo trì toàn thắng chỉ có 15 người. Đương nhiên, toàn thắng của ngươi đến đây chấm dứt. Lâm Minh nhe răng cười, ta cảm thấy vận khí còn tạm được, chỉ là gặp phải ngươi, không gặp phải đám người Khương Bạc Vân và Âu Dương Minh. Tình huống này cũng không tính gay gâu. Nghe thấy lời của Lâm Minh, Phương Khải lập tức xa sầm nét mặt. Hắn tự nhận không bằng đám người Khương Bạc Vân, nhưng dù là vậy cũng không đến lượt một võ giả tới từ 36 nước như Lâm Minh đến nói móc. Ngươi không xem mình là thân phận gì, cũng xứng xem thường ta. Giọng điệu thật cuồng vọng, ta vốn còn chuẩn bị nể tình xuất thân cùng tổ, hạ thủ lưu tình. Ngươi đã có tự tin như vậy, trọng thương đừng trách ta. Phương Khải hừ lạnh một tiếng, bước chân khẽ động, liền đã đứng trên lôi đài. Dưới đài lập tức vang lên tiếng cổ vũ như thủy triều. Đệ tử Trận Tông vì gia tăng thanh thế rồi lại làm ra một pháp trận khuếch đại âm thanh, loại pháp trận nhỏ này đối với đệ tử Trận Tông mà nói là một bữa ăn sáng. Thế cho nên trong lúc nhất thời, tiếng cổ vũ của Phương Khải vọt thẳng lên trời, dùng long trời lở đất để hình dung cũng không quá. Phương Khải, Phương Khải, Phương Khải, tất thắng. Nhất là những đệ tử ghen tị hận đối với Lâm Minh có tư cách cạnh tranh 10 hạng đầu kia, ngoác họng giống lên. Miểu sát, miểu sát, miểu sát, miểu sát dân nông thôn. Đây chính là ưu thế sân nhà. Lâm Minh đứng trên lôi đài gần như thành công địch toàn dân. Tiếng cổ vũ yếu ớt của võ giả 36 nước sớm bị át đi. Trên thực tế, dù là võ giả xuất thân 36 nước, có đến 90% trở lên cũng không coi trọng Lâm Minh. Đệ tử thân truyền tích huy quá nặng, dù là Cầm Tử Nha cũng đầy vẻ ngưng trọng. Ông cũng không nghĩ tới gặp phải đệ tử thân truyền sớm như vậy. Mà chính vào lúc này, bên tai Lâm Minh vang lên chân nguyên truyền âm. Nhất định phải đánh bại hắn, xin nhờ. Lâm Minh quay đầu nhìn, lại thấy Tĩnh Thiền Ngọc đeo mạng che mặt đứng ở cách đó 20 trượng, trong đôi mắt đẹp tràn ngập kỳ vọng nhìn về phía mình. Lâm Minh cười cười, đang định xoay người nghênh chiến, liếc mắt thoáng nhìn, lại phát hiện trên khán đài rất nhiều đệ tử đến từ 36 nước đều nắm chặt tay, đồng dạng vẻ mặt chờ mong nhìn về phía mình. Bọn họ không hò hét cổ vũ giống như đệ tử Thất Huyền Cốc, chỉ nắm chặt tay ngồi ở đó, có lẽ không phải bọn họ không muốn cổ vũ mà là bọn họ không có lòng tin. Võ giả 36 nước, từ khi sinh ra liền mang theo một loại cảm giác tự ti ăn sâu vào tận xương, không thể xóa đi. 36 nước vốn là tài nguyên thiếu thốn, trong đó 90% trở lên còn phải tiến cống Thất Huyền Cốc. Bao nhiêu võ giả chính là vì thiếu mấy gốc dược thảo chữa thương cấp thấp mà chôn xuống vết thương ngầm, tạo nên tàn tật cả đời. Bao nhiêu võ giả bởi vì mấy chục lượng vàng, ở trong rừng rậm hung thú vào sinh ra tử, chỉ là vì săn lấy một chút tài liệu hung thú cấp thấp mà ở trong mắt đệ tử tông môn lớn không khác gì rác rưởi kia. Bao nhiêu võ giả bởi vì khuyết thiếu truyền thừa, không thể không tu luyện công pháp thấp kém nhất. Bao nhiêu võ giả vì theo đuổi cánh giới ngưng mạch hư vô mờ mịt, liều mạng một đời, cuối cùng vẫn không hề có kết quả. Mà võ giả của Thất Huyền Cốc vừa sinh ra liền cao cao tại thượng. Ăn là linh cốc linh thái, thịt hung thú cấp cao bọn họ nghĩ đều không dám nghĩ tới. Dùng là bảo khí cực phẩm, chân nguyên thạch tinh thuần. Học chính là truyền thừa hạch tâm, công pháp đỉnh cấp của tông môn lớn. Từ nhỏ đã dùng dược thảo thay đổi thể chất, các loại linh đan rượu dược hoàn toàn có thể coi như cơm ăn. Cho dù bọn họ ngu ngốc đến như heo, mỗi ngày hết ăn lại nằm, cha mẹ của bọn họ đều có thể đưa bọn họ tăng lên đến ít nhất là ngưng mạch kỳ. Đệ tử thân truyền của Thất Huyền Cốc chính là nhân vật đỉnh cấp nhất trong những người này, là đại biểu của bọn họ. Trận chiến của mình với Phương Khải đã không chỉ đại biểu cho đám người bọn họ, mà là đại biểu cho võ giả 36 nước tràn ngập tự ti đến tận xương, tuyên chiến hướng đệ tử tông môn lớn. Những đệ tử Thất Huyền Cốc kia, hò hét cổ vũ điên cuồng như thế chính là muốn Phương Khải hung hăng dẫm mình xuống, trong lòng bọn họ võ giả 36 nước chính là nên kém cỏi như vậy, nên là ăn mày chờ bọn họ bố thí. Bọn họ sao có thể dễ dàng cho phép một võ giả 36 nước vượt qua bọn họ, dẫm lên bọn họ, xâm phạm cảm giác ưu việt và tôn nghiêm từ bẩm sinh. Hít sâu một hơi, biểu tình của Lâm Minh trở nên nghiêm túc. Đã từ rất lâu, hắn chính là một thành viên của võ giả bình dân, nếu không phải ngẫu nhiên chiếm được cơ duyên bằng trời, hắn hiện tại cũng giống như bọn họ, vì mấy chục lượng vàng mà vào sinh ra tử trong rừng rậm hung thú, liều mạng tu luyện không tiếc thân thể để lại thương ngầm, thậm chí ngay cả một bộ công pháp gia hồn đều không tìm được. Trận chiến này, ta nhất định phải thắng, hơn nữa phải thắng đến vẽ mặt, thắng để tranh ra một hơi. Lâm Minh nắm chặt tay, hô hấp của vi tế bào toàn thân điều tiết đến cùng một tần số, 5000 luồng chân nguyên chấn động ngưng tụ trên nắm tay, hoàn mỹ dung hợp với lôi đình lực. Lúc này trọng tài còn chưa tuyên bố so tài bắt đầu, Phương Khải chú ý tới lưu động chân nguyên trên người Lâm Minh, cười nhạo. Khẩn trương rồi sao, chuẩn bị trước cũng sẽ không thay đổi kết quả gì. Kỳ thật ngươi căn bản không cần chuẩn bị, sau khi khai chiến ta nhường ngươi 3 chiêu. Ngươi có đầy đủ thời gian ra tay, Lâm Minh lạnh giọng nói. Không cần nhường nhịn, ha ha, đối mặt với võ giả 36 nước như các ngươi, nếu như ta 3 chiêu đều nhường không nổi, còn làm đệ tử thân truyền gì nữa. Lực xuyên thấu của giọng nói Phương Khải rất mạnh, mơ hồ phù hợp quy tắc nào đó của trận pháp, dù trong sân thi đấu tiếng hò hét rung trời cũng rõ ràng truyền vào trong tai người xem. Phương Khải tuyệt vời, nhường hắn 3 chiêu, cho hắn biết cái gì gọi là chênh lệch, tên nhà quê đến từ nông thôn, cút về nhà ăn cơm đi. Còn muốn xông 10 hạng đầu, không đái ra tự soi. Xem mình là đức hạnh gì, ngươi xứng sao? Hết thảy tiếng động nghị luận, Lâm Minh mắt điếc tai ngơ, nhường ta 3 chiêu. Tốt, vậy ngươi làm đi, ta xem sau 3 chiêu, ngươi còn có cơ hội ra chiêu hay không? Trận đấu bắt đầu, trọng tài tuyên bố, Lâm Minh không lao ra trước, chân nguyên tinh khiết quấn quanh nắm tay phải càng thêm nồng đậm, xung quanh có điện quang hiện lên, ẩn ẩn có thể nghe được thanh âm như dao long tê giống. Phương Khải mặt mỉm cười, thân thủ xuất thế, một kim trận phù trống rỗng xuất hiện, lúc trước ở tiểu tổ, Phương Khải đối mặt với đệ tử luyện khí tông Trương Ngạn, chính là dùng trận phù này trong nháy mắt nuốt lấy xích viêm chi hỏa đối phương phóng ra. Đối với trận phù này, Phương Khải rất tự tin, ở đây trừ bỏ vài biến thái ở các phân tông khác, căn bản không ai có thể một kích phá vỡ nó, bởi vì bên trong ẩn chứa một phương không gian độc lập, có thể rời đi công kích, trừ phi vượt qua lực cực hạn trận pháp chịu đựng, nếu không công kích gì cũng thể làm bị thương mảy may đến Phương Khải. Phương Khải tùy tiện nói ra nhường Lâm Minh 3 chiêu, chính là bằng vào trận phù nho nhỏ này, một tiểu trận phù liên tiếp đỡ 3 chiêu thức Lâm Minh toàn lực ra tay, hắn còn có mặt mũi tiếp tục đánh sao? Phương Khải rất chờ mong biểu tình trên mặt lúc đó của Lâm Minh, tựa như lúc trước hắn đối với Tĩnh Thiền Ngọc, khiến cho đối phương không cam lòng rồi hung hăng dẫm đạp bọn họ, đây là chuyện thực thú vị. Lúc này, ở trên thính phòng, hai tay Tĩnh Thiền Ngọc có chút khẩn trương nắm vào nhau, nàng cũng đã thấy trận phù này, nàng sợ Lâm Minh bước theo dập khuôn của nàng, nếu như vậy, đó là đả kích nghiêm trọng đối với lòng tự tin của võ giả. Lâm Minh có thể 3 chiêu phá vỡ Phương Khải sao? Ít nhất để đối phương bối rối một ít, xóa sạch khinh thường trên mặt hắn chứ. Một động tác nâng lên trận phù, Phương Khải cười nói, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Ta đang đợi ngươi chuẩn bị tốt. Lâm Minh nhếch miệng cười, đột nhiên hai chân mạnh mẽ bước lên một bước, theo nham thạch dưới chân vỡ nát, thân thể hắn xuất hiện hư ảnh liên tiếp. Quyền phải của Lâm Minh hỗn loạn lôi lực hùng bá mênh mông, 5000 cỗ chân nguyên chấn động, giống như 5000 dao long hung lệ. Quyền lực cuồng bạo khiến không khí chung quanh phát ra tiếng rít chói tai. Ka 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 ka. Theo đất đá bay tán loạn, khí lãng quay cuồng, chân nguyên cuồng bạo ở trên viên gạch chớm ra một đạo khe sâu, một quyền đánh ra, quyền định càn khôn. Đối mặt với khí thế như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng Phương Khải chột dạ, tuy nhiên ngẫm lại chính mình tốt xấu là đệ tử thân truyền, làm sao không đến mức chắn được. Nghĩ như vậy Phương Khải lại khôi phục tự tin, xuất ra kim trận phù, hắn rốt cuộc không quan tâm trong lòng nữa. Cút, Lâm Minh hét lớn một tiếng, quyền phải nện mạnh ở trên kim trận phù, chân nguyên bùng nổ chấn động. Giang giác, chỉ nghe một tiếng giòn vang, quyền kình nổ tung theo mắt có thể thấy được, kim trận phù giống như bị một cước giẫm nát vỡ thành vô số mảnh vụn. Mà quyền thế Lâm Minh không giảm, như trước đến Phương Khải. Sắc mặt Phương Khải đại biến, như thế nào có thể? Trong hốt hoảng, Phương Khải lấy ra một khối trận bàn từ trong tu di giới, trận bàn vừa xuất hiện, ánh sáng xanh bùng phát. Cửu Chuyển Thanh Quang Trận, một đạo quầng sáng xanh dày xuất hiện ở trước người Phương Khải, nghênh đón quyền kình của Lâm Minh. Ầm, 5000 cỗ chân nguyên chấn động như hổ đói vồ mồi hung lệ đi lên, xâm nhập đến mỗi một tấc kết cấu quầng sáng xanh. Quầng sáng xanh chỉ kiên trì được 1 giây, trong nháy mắt liền vỡ vụn ầm ầm. Tuy rằng quyền kình Lâm Minh bị triệt tiêu rất nhiều, nhưng vẫn như trước quyết chí tiến lên. Phương Khải vô cùng kinh ngạc, mạnh mẽ cắn lưỡi, phun ra một búng máu ở trên trận bàn. Trong nháy mắt, lại một đạo quầng sáng xanh ngưng tụ thành, chỉ là trên quầng sáng này ẩn ẩn ánh sáng đỏ. Ca, quyền kình Lâm Minh đã tiêu hao gần nửa, tấn công thật mạnh ở trên quầng sáng xanh đỏ, theo tiếng nổ vang, quầng sáng nát hơn phân nửa, chỉ miễn cưỡng duy trì. Phương Khải thân ở quầng sáng sắc mặt trắng bệch, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, bởi vì thúc giục khí huyết mạnh mẽ trong nháy mắt, hắn thiếu chút nữa phun ra một ngụm nghịch huyết, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào. Lần nuốt ngược này khiến hắn càng thêm khó chịu, mặt đương nhiên sẽ không tốt. Lâm Minh nhướng mi lên, lại có thể đỡ, đệ tử thân truyền quả nhiên có vài phần bản sự, như vậy. Còn có 2 chiêu, Phương Khải nghe Lâm Minh nói như vậy, mặt lập tức khó coi giống đã mẹ chất, 3 chiêu chi ước, chính miệng hắn đồng ý. Ai muốn gặp một tên biến thái như vậy, một quyền phải hắn dùng Cửu Chuyển Thanh Quang Trận, thậm chí còn dùng 2 lần liền nhau, lần thứ 2 bởi vì dùng rất vội vàng, không kịp hỏa trận phù, không thể không phun ra một búng máu. 3 chiêu chế ước, nếu nói quyết chiến, còn có thể lật lọng, nhưng hiện tại trước mắt toàn bộ đệ tử, hắn là đệ tử thân truyền sao có thể áp chế. 3 chiêu này, cho dù hắn liều mạng cũng phải đỡ toàn bộ, nếu không về sau hắn không còn mặt mũi đứng ở Thất Huyền Cốc. Không quan hệ, vừa rồi hẳn là một kích mạnh nhất của hắn, nếu là tuyệt chiêu áp đáy hòm, khẳng định tiêu hao không nhỏ, lượt đánh tiếp theo, uy thế hẳn sẽ yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa vừa rồi ta cũng bởi vì vội vàng phòng ngự mới chật vật như thế, nếu chuẩn bị trước thời hạn sẽ tốt hơn rất nhiều, cùng lắm thì dùng ra con bài chưa lật của ta. Phương Khải an ủi mình như vậy, lo lắng trong lòng bớt đi một chút. Toàn bộ trường thi đấu tĩnh lặng, những đệ tử kia nguyên bản dùng pháp trận khuếch đại âm thanh điên cuồng hò hét duy trì Phương Khải cũng chưa dứt, bọn họ vốn tưởng rằng Phương Khải có thể thoải mái đỡ một kích này, không nghĩ tới kết quả như thế. Tuy rằng Phương Khải cưỡng chế khí huyết quay cuồng, không có hộc máu đương trường, nhưng người xem ở đây cũng không phải ngu ngốc, tự nhiên nhìn ra vừa rồi Phương Khải đã ăn mệt. Không thể nào, chúng ta trợ uy cho Phương sư huynh. Đúng vậy, lúc này mới cần trợ uy, cái tên Lâm Minh vừa rồi phát ra một quyền kia 8 thành là vận dụng bí pháp, không có khả năng kéo dài, cho dù Phương sư huynh nhường 3 chiêu cũng sẽ thắng như thường. Đúng vậy, Phương sư huynh sao có thể thua? Những đệ tử trận tông này vẫn đủ khí lực, vừa mới chuẩn bị tiếp tục hò hét, nhưng thanh âm lại lập tức nuốt ngược về. Có mấy người đã hô lên, cũng như là gà trống bị dắt cổ họng, thanh âm trở nên cực kỳ cổ quái. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, Lâm Minh nhẹ nhàng sờ tu di giới, theo một đạo ánh sáng trắng hiện lên, một cây vũ khí dài chói lọi xuất hiện ở trong bàn tay. Trọng Huyền Nguyên Ngân Thương, vũ khí, hắn còn có vũ khí, Lâm Minh không phải dùng quyền sao, hắn như thế nào còn có vũ khí, đệ tử trận tông đều trong mộng, tuy rằng võ giả không cần vũ khí ở Thiên Diễn Đại Lục không nhiều lắm, nhưng không hiếm thấy, tỉ như hai huynh muội Kính Thiền Quốc Tĩnh Thiền Ngọc cùng Tĩnh Thiền Thạch. Bọn họ cũng chỉ dùng trưởng cùng ngón tay, bọn họ đương nhiên nghĩ đến, Lâm Minh chính là một võ giả dụng quyền, tuy rằng nắm tay công kích ngắn, nhưng thắng ở linh hoạt cùng chuẩn xác, nếu dùng tốt, phụ trợ với quyền pháp võ kỹ đẳng cấp cao chưa chắc kém hơn so với đao kiếm. Nhưng nếu một võ giả bản thân có vũ khí, như vậy hắn khẳng định chuyên tấn công vũ khí, nắm tay cũng chỉ là phụ trợ. Chỉ là phụ trợ nắm tay, còn có bậc uy lực này. Điều này sao có thể? Hắn phô trương thanh thế, có đệ tử Trận Tông cố chấp nói, nhưng mà thanh âm hắn lại không được mọi người đồng tình, tất cả đệ tử Trận Tông mặt đều có chút khó coi, hình như Phương Khải đá phải tấm sắt ở một góc tuyển thủ tịch. Âu Dương Tử Phong nhìn thương bạc trong tay Lâm Minh, khóe miệng co rúm. Thời điểm ta quyết đấu cùng hắn ngay cả vũ khí hắn cũng không dùng tới sao? Nghĩ đến lúc trước chính mình nói, không biết đối phương có thể để hắn rút kiếm hay không, Âu Dương Tử Phong cười khổ trong lòng. Bởi vì trong tiềm thức đem Lâm Minh trở thành võ giả 36 nước, mọi người đều xem nhẹ hắn. Trên lôi đài, mặt Phương Khải sớm đã chướng như mặt lợn, hiện tại hắn đã bất chấp suy nghĩ vì cái gì một võ giả xuất thân 36 nước lại biến thái như thế. Hắn cũng bất chấp thân phận, ở trước người bố trí 5 đạo Cửu Chuyển Thanh Quang Trận. Vừa rồi vội vàng sử dụng Cửu Chuyển Thanh Quang Trận làm phun một búng máu. Lần này, hắn đương nhiên sẽ không tái phạm sai lầm như vậy, bố trí ra Cửu Chuyển Thanh Quang Trận trước thời hạn. Nhìn 5 đạo Thanh Quang Trận trước mặt, Phương Khải bớt đi lo lắng một chút, người lợi hại hơn nữa có thể phá vỡ 5 pháp trận sao? Tuy nhiên nghĩ, Phương Khải vẫn cảm thấy vẫn nên ổn thỏa một ít cho thỏa đáng, hắn lấy ra một phương trận kỳ nhỏ từ trong tu di giới, rót chân nguyên vào trong đó, chuẩn bị về sau. Phương tiểu kỳ này là một trong tuyệt chiêu áp đáy hòm của Phương Khải. Lực phòng ngự trận pháp tuy mạnh, nhưng có một khuyết điểm, đó chính là phát động chậm, phải sớm chuẩn bị. Liên tiếp chuẩn bị, Phương Khải tiêu hao rất lớn, tuy nhiên trên thân hắn có trận phù đặc thù có thể bổ sung chân nguyên. Đúng lúc này, Lâm Minh ra, cơ sở quyết thức thứ nhất, Giao Long xuất hải. Rào, Giao Long thanh lệ giống lên một tiếng thẳng tận trời, ở phía sau Lâm Minh, rõ ràng ngưng tụ thành một hư ảnh Giao Long tím, Lâm Minh hấp thu Tử Giao Thần Lôi xong. Giao Long xuất hải đã khác biệt một trời một vực với nguyên bản Giao Long xuất hải, hắn ra một kích chân chính ẩn chứa thiên địa long uy. Cộng thêm lôi lực trên thân với 5000 cỗ chân nguyên chấn động, quả nhiên quét ngang hết thảy. Tử điện xà tùy ý phun ra nuốt vào, Lâm Minh nhất thời mang theo chi thế núi sông vạn quân, trong nháy mắt đâm thủng hư không. Bong, 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 liên tục 3 đạo Cửu Chuyển Thanh Quang Trận bị xé nát. Phương Khải mặt biến đổi, vội vàng huy động trận kỳ trong tay. Bong, đạo Cửu Chuyển Thanh Quang Trận thứ tư bạo toái. Trọng Huyền Nguyên Ngân tiến quân thần tốc. Ca, đạo thứ 5 Cửu Chuyển Thanh Quang Trận va chạm kịch liệt, mà lúc này, ánh sáng vàng trên trận kỳ của Phương Khải đại thịnh, từng đạo kim phù văn từ trên trận kỳ đánh ra, toàn bộ khắc ở trên Cửu Chuyển Thanh Quang Trận. Làm sao có thể? Phương Khải trơ mắt nhìn Cửu Chuyển Thanh Quang Trận được kim quang trận kỳ gia cố vẫn như trước sinh ra vết rạn. Vết rạn kia giống như mặt quỷ tươi cười, mở rộng từng chút một. Không có khả năng phá kim quang trận kỳ của ta. Phương Khải cắn răng, liều mạng thúc giục chân nguyên toàn thân kịch liệt va chạm tách ra, gương mặt vặn vẹo. Nhưng vết rạn vẫn như trước mở rộng từng chút một, phù văn màu vàng bám ở trên thanh quang trận bạo toái từng cái một. Bong, một đạo phù văn màu vàng cuối cùng bạo toái, thanh quang trận tầng thứ 5 mất đi phù văn chống đỡ, rốt cuộc đến cực hạn, ở dưới tấn công của Trọng Huyền Nguyễn Ngân Thương hoàn toàn dập nát. Phương Khải kêu to, huy động trận kỳ trong tay hướng về phía Trọng Huyền Nguyễn Ngân Thương. Thương kỳ chạm vào nhau, mắt thường có thể thấy được dư ba chân nguyên kích động đi ra ngoài. Phương Khải chỉ cảm thấy dường như đánh vào một tòa núi không thể lay chuyển, theo một cỗ lực lượng không thể đỡ mạnh mẽ truyền đến, trực tiếp cuốn hắn bay. Kỳ dù sao cũng là bảo khí định trận, mà thương trời sinh chính là dùng cho vạn quân xung phong liều chất, hai người đối hợp lại, kết quả có thể nghĩ mà biết. May mắn duy nhất của Phương Khải chính là lúc này Trọng Huyền Nguyễn Ngân Thương thế đi đã kiệt, mà hắn phản kích lúc tuyệt địa, lúc này mới miễn cưỡng đỡ được. Chân nguyên dư ba va chạm Phương Khải bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất rồi lăn lông lốc 6-7 bước mới ổn định thân hình. Tuy nhiên lúc này hắn cũng bất chấp mặt mũi, có thể tiếp được một chiêu này đã tốt lắm rồi. Quay đầu liếc mắt nhìn trận kỳ trong tay một cái, phù văn màu vàng nát 1/3. Phương Khải rất đau lòng, trận kỳ này tên là Kim Quang Trận Kỳ, là pháp bảo đỉnh cao nhất trong nhân giai thượng phẩm, tác dụng lớn nhất của nó chính là cất chứa những phù văn màu vàng này. Phù văn màu vàng có thể gia tăng uy lực trận pháp thật to, là con bài chưa lật Phương Khải dùng để áp trận, vốn chuẩn bị chống lại Âu Dương Minh hoặc là Khương Bạc Vân mới dùng. Đương nhiên Phương Khải cũng không tính toán thật sự có thể thắng những tên biến thái này, chỉ là không muốn thua quá coi, dù sao mọi người đều là đệ tử thân truyền, chênh lệch quá lớn mặt mũi sẽ không tốt. Nhưng hiện tại mới gặp Lâm Minh, phù văn màu vàng êm đẹp đã tiêu hao 1/3, điều này làm cho Phương Khải khóc không ra nước mắt. Nếu nói, ban đầu Phương Khải chỉ khóc không ra nước mắt, một câu ngay sau đó của Lâm Minh khiến Phương Khải đều muốn vỡ mật. Lâm Minh nói, còn có một chiêu cuối cùng, ngọa tào. Phương Khải thật muốn vả chính mình một cái, ngọa tào ta lắm mồm làm gì, hứa cái gì ba chiêu chi ước. Hiện tại Phương Khải đâm lao phải theo lao, dù sao cũng phải thua, 36 nước sao lại sinh ra một tên biến thái như vậy. Đây còn là người sao? Ở trên tuyển thủ tịch, mắt Khương Lan Kiếm sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Minh, từ khi Lâm Minh Trọng Huyền Nguyễn Ngân Thương vừa ra, hắn liền cảm thấy uy hiếp. Thời điểm lúc trước Lâm Minh chỉ có tinh thần công kích. Khương Lan Kiếm không để Lâm Minh vào mắt, kiếm thế của hắn có thể chớm hết thảy hư vô, bao gồm tâm ma, nghiệp chướng, chấp niệm. Đương nhiên cũng bao gồm linh hồn công kích, có thể nói võ giả, linh hồn công kích căn bản không uy hiếp được kiếm khách nhân kiếm hợp nhất chân chính. Nhưng hiện tại, đối phương rút ra thương, tuy rằng chỉ điểm một thương, nhưng trong một thương này ẩn chứa khí thế khiến Khương Lan Kiếm kinh hãi. Bất kể là thương hay là kiếm, đều có linh hồn chính mình, bình thường võ giả dùng chiêu thức ra thương kiếm chỉ là bề ngoài, mà cao thủ chân chính, dùng ra thương chiêu kiếm chiêu có thể đem dung nhập thương, kiếm hồn trong đó. Một thương vừa rồi của Lâm Minh, mang theo chi thế núi sông, hàm chứa thiên địa long uy, một thương vừa ra, ngay cả Cửu Chuyển Thanh Quang Trận đều không chịu nổi. Nhất là trong thương ẩn chứa long uy, đã ngưng thực đến trình độ có thể nghe được long ngâm. Điều này làm cho Khương Lan Kiếm tự thẹn không bằng, thường nói, kiếm như ngọc, đao như hổ, thương như rồng, Lâm Minh tuổi còn nhỏ, cũng đã làm được thương như rồng, thiên phú có thể coi nghịch thiên. Khương Lan Kiếm tự nhận trình độ chính mình ở trên thân kiếm đã rất cao, nhưng so với Lâm Minh lại xa xa không bằng. Khương Bạc Vân chú ý tới Khương Lan Kiếm khác thường, cười nói. Lan Kiếm, nhuệ khí của ngươi dường như yếu đi, cái này cũng không giống ngươi. Khương Lan Kiếm lắc đầu, chỉ là bị Lâm Minh làm kinh hãi, tuy nhiên hắn tuy mạnh vẫn còn không đến mức làm tan nhuệ khí của ta. Ha ha, đây mới là nhuệ khí kiếm khách chúng ta cần. Khương Bạc Vân nói xong vỗ bả vai Khương Lan Kiếm một chút, lại nói. Lan Kiếm, ngươi có biết Lâm Minh bao nhiêu tuổi? Đại khái 17, 18 đi. Khương Lan Kiếm nói ra một cái tuổi phỏng đoán, nói 18 có thể không đến, 17 tuổi gần như, hẳn sẽ không nhỏ hơn. Hắc, ngươi đã đoán sai, Lâm Minh chỉ có 16 tuổi, hơn nữa vài ngày trước mới vừa đủ 16 tuổi. Cái gì? Khương Lan Kiếm luôn luôn trầm ổn hoàn toàn, mất đi chấn định ngày xưa, trực tiếp đứng lên, mới vừa đến 16 tuổi. Ngươi xác định? Ta tự nhiên xác định, trưởng lão Kiếm Tông chúng ta, ngày hôm qua cũng đã bắt đầu nói ra hoạt động, nên muốn thu Lâm Minh vào Kiếm Tông. Đó là ngày hôm qua, hôm nay chỉ sợ tông chủ đều phải ngồi không yên. Khương Bạc Vân bản thân là đệ tử thân truyền, đối với sự tình trong tông hiểu biết rất rõ ràng. Khương Lan Kiếm cả kinh không phải nhỏ, tạm thời bất luận hiện giờ Lâm Minh có tu vi luyện cốt đỉnh phong, chỉ cần có thể đạt tới thiên phú lục phẩm đều thu vào được. Hắn không thể tin nhất chính là trình độ Lâm Minh ở linh hồn công kích, còn có lĩnh ngộ của hắn ở trên thương, một thiếu niên vừa mới đủ 16 tuổi, tập võ vẻn vẹn chỉ 4 năm, vừa công pháp tu luyện, vừa giỏi linh hồn công kích, còn cả lĩnh ngộ thương thế, hắn có phân thân thuật sao? Điểm chất người chính là, Lâm Minh còn là một võ giả lôi hệ độ phù hợp lôi nguyên khí ít nhất lục phẩm, quả thực khiến người ta không thể tin, thế gian này thực sự xê thiên tài như vậy sao? Khương Bạc Vân vỗ vỗ phía sau lưng Khương Lan Kiếm, nói. Được rồi, không nói nữa, xem một chiêu cuối cùng. Trên lôi đài, Phương Khải lại lần nữa bày ra 5 đạo Cửu Chuyển Thanh Quang Trận, không phải hắn không muốn nhiều hơn mà là hắn đồng thời chỉ khống chế nhiều nhất 5 trận pháp, hơn nữa chân nguyên hắn cũng có hạn, còn phải lưu chân nguyên khống chế kim quang trận kỳ. Lại nói tiếp trào phúng, vốn cái gọi là nhường 3 chiêu, là Phương Khải lưu cho Lâm Minh thời gian lực ngưng tụ lược, nhưng hiện tại đảo lại, là Lâm Minh lưu cho Phương Khải thời gian đến bố trí phòng ngự trận. Tuy nhiên sự việc đã tới nước này, Phương Khải làm sao còn có thể cố được nhiều như vậy, có thời gian tự nhiên phải sử dụng cho tốt. Ta còn có 2/3 kim phù, một hơi dùng hết, một kích này thế nào cũng có thể đỡ, chỉ cần đỡ được, ta sẽ nhận thua, còn có thể miễn cưỡng bảo trụ một chút mặt mũi cuối cùng. Phương Khải đã hạ quyết tâm, không tiếc hết thảy phải ngăn trở chiêu thứ 3 của Lâm Minh, dù sao hắn cũng không trông cậy vào kim quang trận kỳ, lưu lại một chút kim phù cũng không ý nghĩa, dùng toàn bộ mới có lợi. Lâm Minh nắm Trọng Huyền Nguyễn Ngân Thương, cánh tay đè lên đuôi thương, bày ra thức mở đầu thiết kiều lan giang. Một kích này, hắn không tính toán lưu thủ, két két két, điện xà thô to như cánh tay quấn quanh Trọng Huyền Nguyễn Ngân Thương, đồng tử Lâm Minh đều lóng lánh, màu tím, đó là sắc thái Tử Giao Thần Lôi. Phốc phốc phốc, Phương Khải nghe được thanh âm chấn động tầng thứ nhất Cửu Chuyển Thanh Quang Trận truyền đến, đó là khí thế Lâm Minh phát ra phong duệ, thanh âm đâm vào thanh quang trận. Sắc mặt Phương Khải trắng bệch vài phần, vẻn vẹn chỉ khí thế đã có uy lực này. Nếu đánh chính diện thì sẽ ra sao? Trước thời hạn dùng ra 1/3 trận phù màu vàng, lạc ấn ở trên một tầng Cửu Chuyển Thanh Quang Trận cuối cùng, lúc này Phương Khải mới thở nhẹ một hơi. Ta cũng không tin ngươi có thể phá vỡ kim quang trận kỳ 2/3 kim phù. Ở khoảnh khắc khí thế đạt tới đỉnh, ánh mắt Lâm Minh ngưng lại, kim bằng phá hư thân pháp bùng nổ. Trọng Huyền Nguyễn Ngân Thương giống như tia chớp quấn quanh đốm lửa cấp tốc đâm ra, thương thế tràn ngập hư không. Linh hồn lực Lâm Minh trầm xuống, hạt giống tà thần trong trái tim phát ra tiếng ô ngâm hưng phấn. Tà thần lực, mở ra. chân nguyên nén ép cao độ bùng nổ từ trong hạt giống tà thần, phía sau Lâm Minh lại lần nữa ngưng tụ thành hư ảnh giao long, so với lần trước càng thêm ngưng thực rất thật, thậm chí có thể thấy rõ những vảy rồng chớp động ánh sáng màu tím. Thanh âm long ngâm to rõ thẳng hướng phía chân trời, mây trên trời đều bị đánh tan. Thần thương như rồng, phốc, tầng thứ nhất cửu chuyển thanh quang trận còn chưa va chạm vào mũi thương, cũng đã tuyên cáo vỡ nát, nó bị khí thế cường đại ẩn chứa trong thương phá hủy. Tầng thứ hai cửu chuyển thanh quang trận vừa mới tiếp xúc liền bể thành mảnh vụn, vỡ hoàn toàn hơn so với tầng thứ nhất, chân nguyên ở dưới chấn động ẩn chứa tử giao thần lôi, không có kim phù thêm vào cửu chuyển thanh quang trận không có gì khác nhau. Phốc phốc phốc, cửu chuyển thanh quang trận vỡ nát liên tiếp, Phương Khải cũng bất chấp lưu lại hậu thủ, tất cả kim phù lạc ấn ở tại một tầng cửu chuyển thanh quang trận cuối cùng, toàn bộ trận pháp biến thành màu vàng rực. Ầm, Trọng Huyền Nguyên Ngân Thương đánh lên, chân nguyên kịch liệt tấn công hình thành khí kình khủng bố, trên đài đá vụn bị chân nguyên đánh bay ra bốn phía, ngay cả pháp trận phòng hộ quanh thân lôi đài đều bị chấn rung chuyển kịch liệt. Mở ra tà thần lực, lại thêm chân nguyên chấn động, dung hợp tử giao thần lực, một kích này gần như là một kích mạnh nhất khi Lâm Minh dùng thương. KKK, một tầng cửu chuyển thanh quang trận cuối cùng chỉ ngăn cản được mấy hơi thở, sau đó sinh ra vô số vết dạn màu vàng, giống như mạng nhện lan toàn ra. Sao có thể? 2/3 kim phù. Phương Khải đã không còn cơ hội nghi ngờ, thương mang xuyên ra từ trong cửu chuyển thanh quang trận, giã thật mạnh ở ngực Phương Khải. Ầm, theo một cái trận phù màu vàng cuối cùng mất đi, tầng thứ 5 cửu chuyển thanh quang trận ầm ầm vỡ nát, thân thể Phương Khải giống như bao tải bị đánh bay ra ngoài, lăng không phun ra một ngụm máu tươi. 3 chiêu phá địch, người xem toàn trường lặng ngắt như tờ, hai bàn tay Tĩnh Thiền Ngọc trắng nõn gắt gao nắm cùng một chỗ, trừng mắt to nhìn Lâm Minh ở giữa trung tâm đài, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nàng luôn luôn nhờ và Lâm Minh nhất định phải thắng, tranh chấp chấp niệm trong lòng nàng không xác định Lâm Minh thật sự có phần thực lực này hay không. Nhưng hiện tại, hắn thắng, hơn nữa thắng hoàn toàn triệt để. Lâm Minh thắng, mãi cho đến khi trọng tài trưởng lão tuyên bố kết quả, người xem ở đây vẫn như trước có chút khó có thể tin, Phương Khải nhường Lâm Minh 3 chiêu, kết quả hắn lại không chống được 3 chiêu. Nhất là đệ tử Trận Tông, từng người đều xám xịt mặt mũi, bọn họ trông cậy vào Phương Khải hung hăng dẫm đạp Lâm Minh, để những võ giả cóc mà đòi ăn thịt thiên nga ở nông thôn này biết chênh lệch, ai cũng không nghĩ tới loại kết quả này, khiến người ta không thể chấp nhận. Phương Khải bị bại hoàn toàn như vậy, nếu là bọn hắn, không hề nghi ngờ sẽ còn thảm hại hơn. Lâm Minh đi đến khu tuyển thủ, đã thấy một cô gái áo vàng đứng yên ở nơi đó, chờ chính mình, chính là Tĩnh Thiền Ngọc. "Cảm ơn ngươi," Tĩnh Thiền Ngọc nhẹ giọng nói, "vốn Phương Khải chính là đối thủ ta muốn đả bại, không có gì phải tạ ơn." "Ân, ta biết." Tĩnh Thiền Ngọc nhất thời không biết nên nói cái gì, một màn vừa rồi Lâm Minh ở trường thi đấu một thương phá địch kia lưu lại ấn tượng cho nàng quá sâu, quả thực giống như một chiến thần tuyệt thế, xông phá hết thảy, thế không thể đỡ. Đúng lúc này, Khương Lan Kiếm đã đi tới, hắn với Lâm Minh miễn cưỡng xem như nhận thức. "Lâm Minh, Khương sư huynh." Lâm Minh ôm quyền, đối với Khương Lan Kiếm, Lâm Minh ấn tượng cũng không tệ lắm, đối phương rõ ràng là một kiếm khách một lòng theo đuổi kiếm đạo, người như thế, khi tiếp xúc không cần ôm tâm đề phòng quá. Rất nhiều thời điểm, chủng loại công pháp có thể nhìn ra nhân phẩm, Thất Huyền Cốc có chính có tà, với tà công dâm đờ sao o kế thừa từ Hợp Hoan Tông hơn phân nửa sẽ không ra người tốt gì, mà đệ tử Kiếm Tông, Cầm Tông phần lớn là chính nhân quân tử, không phải nói bọn họ là người tốt, chỉ là bọn hắn sẽ không hãm hại sau lưng, cho dù thích sát cũng sẽ quang minh lỗi lạc, nếu không tâm bất chính, kiếm tâm, cầm tâm bọn họ đều khó có thể viên mãn. "Lâm Minh, người mới vừa đủ 16 tuổi, tuy rằng đã xác thực tin tức từ trong miệng Khương Bạc Vân, nhưng Khương Lan Kiếm vẫn không kìm nổi xác nhận một chút. Tin tức này thật sự rất rung động, lời vừa nói ra, Lâm Minh còn không có trả lời, Tĩnh Thiền Ngọc đột nhiên cả kinh. Mới vừa đủ 16 tuổi, nàng theo bản năng khẽ che miệng, một đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh. Lâm Minh không có do dự gì, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Loại sự tình này không có khả năng giấu được, chỉ cần Thất Huyền Cốc nếu muốn tra, rất dễ dàng tra ra rõ ràng. Tuy rằng tuổi quá mức dễ làm người khác chú ý, Lâm Minh cũng không lo lắng cái gì, thiên tư xuất chúng, ngược lại phải nhận được Thất Huyền Cốc coi trọng, thắng được tài nguyên. Lui một vạn bước mà nói, cho dù bởi vì bại lộ nhiều thứ, có người mang lòng dạ bất lương đối với chính mình, như vậy cũng có Thần Hoàng Đảo ở phía sau chính mình uy hiếp. Những kẻ tâm thuật bất chính kia không dám có động tác gì. Lâm Minh tin tưởng, tuy rằng Mục Thiên Vũ chưa chắc để ý chính mình, nhưng ít ra ở thời điểm hắn gặp rủi ro sẽ giúp hắn một chút. Nhìn thấy Lâm Minh gật đầu thừa nhận, Tĩnh Thiền Ngọc hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Tuổi của nàng lần này tham gia Tổng Tông Hội Võ đã là nhỏ, nhưng nàng ở 2 tháng trước cũng đầy 18 tuổi, nàng vốn tưởng rằng tuổi sấp xỉ Lâm Minh với nàng, nhiều nhất kém mấy tháng, không nghĩ tới đối phương lại chỉ có 16 tuổi. 16 tuổi đã tham gia Tổng Tông Hội Võ, hơn nữa 3 chiêu đánh bại đệ tử thân truyền Trận Tông Phương Khải, đây là thành tích khủng bố như thế nào. Mặc dù là đệ tử thân truyền Thất Huyền Cốc, cho dù là Khương Bạc Vân, Âu Dương Minh, thời điểm 16 tuổi cũng không có phần thực lực này đi. Tĩnh Thiền Ngọc phát hiện, nàng càng ngày càng không thấy rõ Lâm Minh, Lâm Minh tựa như một tòa băng sơn nổi trên mặt biển, khi ngươi tự cho là thấy rõ hắn, ngươi lại phát hiện, chính mình nhìn thấy chỉ là một góc bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Khương Lan Kiếm hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Lâm Minh, hắn còn nhớ lời bình rõ lúc trước ở Nam Hoa Lâu, nói mặc dù Lâm Minh đến cảnh giới đồng dạng với chính mình, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Không thể tưởng được, hiện giờ hắn với tu vi luyện cốt đỉnh phong đã có thể uy hiếp đến chính mình, bậc thực lực này khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa mấu chốt tuổi đối phương quá nhỏ, mặc dù Khương Lan Kiếm kiếm tâm đại thành, cũng sinh ra một tia cảm giác khó có thể với tới, đối phương luyện thương bao nhiêu năm, còn không phải một lòng luyện thương, thành tích ở trên thương đạo cũng đã vượt qua kiếm đạo chính mình. Lâm Minh, ta chờ mong giao thủ cùng ngươi, Khương Lan Kiếm trịnh trọng nói, chúng ta sẽ giao thủ rất nhanh, Lâm Minh cười nói. Khương Lan Kiếm xoay người rời đi, lưu lại Tĩnh Thiền Ngọc vẫn như trước không thể tin nhìn về phía Lâm Minh, nàng không biết lúc này nên nói cái gì, nàng rất rõ ràng, tương lai Lâm Minh ít nhất trở thành đệ tử thân truyền Thất Huyền Cốc, nếu hắn cứ như thế này, tấn công cảnh giới tiên thiên chỉ là chuyện nước chảy thành sông, thậm chí vô cùng có khả năng vấn đỉnh toàn đan. Nên biết rằng, toàn bộ Thất Huyền Cốc cũng chỉ có một cao thủ toàn đan, nhưng lại là toàn đan sơ kỳ mà thôi. Nếu Lâm Minh thành tựu toàn đan, hơn phân nửa hắn sẽ không là cao thủ toàn đan bình thường, rất có thể là đệ nhất nhân phạm vi mấy mươi vạn dặm Thất Huyền địa khu, thậm chí trở thành thái thượng trưởng lão Thất Huyền Cốc. Nghĩ đến đây, tim Tĩnh Thiền Ngọc đập có chút mau, người đứng bên cạnh chính mình chính là thống trị tương lai Thất Huyền địa khu sao? Tuy rằng biết rõ hiện tại làm tốt quan hệ với Lâm Minh, tương lai Kính Thiền Quốc hội được lợi vô cùng, nhưng Tĩnh Thiền Ngọc chưa bao giờ làm ra loại chuyện kiểu như này, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Trên thực tế, dứt bỏ quốc gia ích lợi không nói, đáy lòng Tĩnh Thiền Ngọc nguyện ý kết bạn Lâm Minh, nhưng nên bắt đầu như thế nào? Đúng lúc này, Tần Hạnh Hiên cùng Cầm Tử Nha đã đi tới phía Lâm Minh, vừa rồi tư thế Lâm Minh ở trên đài đả bại Phương Khải vô cùng oai hùng, Tần Hạnh Hiên nói không tâm động là giả, nhất là một thương cuối cùng. Lâm Minh, tiêu hao lớn không? Cầm Tử Nha đi tới, đưa ra một cái bình ngọc nhỏ. Dung Nguyên Đan, xúc tiến khôi phục thực lực, đi điều tức một chút đi. Cầm Tử Nha sợ ảnh hưởng đợt trận đấu thứ hai của Lâm Minh, không tiếc lấy ra một viên Dung Nguyên Đan, bởi vì là đan dược khôi phục cho nên không có đan độc, có thể tùy ý ăn. Lâm Minh gật đầu, hắn quả thật cần bổ sung một chút, tà thần lực đã dùng hết, phải lại lần nữa nén ép chân nguyên, tuy rằng hiện tại thời gian tà thần lực khôi phục đã rất nhanh, nhưng phải nhanh chóng ngưng tụ ra tà thần lực mới để chuẩn bị. Lúc này Lâm Minh tiếp đan dược, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ ở trên bồ đoàn, tiến vào không linh võ ý, ngồi xuống khôi phục. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có ba người Cầm Tử Nha, Tần Hạnh Hiên cùng Tĩnh Thiền Ngọc. Tần Hạnh Hiên mỉm cười với Tĩnh Thiền Ngọc, lễ phép nói: "Tĩnh tiểu thư, lần đầu gặp mặt, ta tên là Tần Hạnh Hiên, là bằng hữu Lâm Minh." Tĩnh Thiền Ngọc cũng đáp lễ cười, nhưng mà cười có chút xấu hổ, nàng xem Tần Hạnh Hiên đại khái 15, 16 tuổi, hơn phân nửa là bạn gái Lâm Minh, đối phương rất có thể hiểu lầm, chính mình chỉ muốn nhận thức Lâm Minh, cũng không có ý tứ này. Thì ra là Tần tiểu thư, thật cao hứng nhận thức ngươi. Tĩnh Thiền Ngọc hơi làm thi lễ, tuy rằng chuyên chú tu luyện, tuy nhiên dù sao Tĩnh Thiền Ngọc cũng là cô gái, cũng có chút tâm tư, nhìn thấy Tần Hạnh Hiên, không tự giác so sánh với chính mình. Dung mạo không dưới chính mình, khí chất các hữu thiên thu, thiên tư cũng không kém gì chính mình, chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, chỉ là tuổi đối phương nhỏ hơn chính mình, điểm ấy không có cách nào thay đổi. Thở dài một hơi, Tĩnh Thiền Ngọc nói: "Thiền Ngọc cáo từ." "Ân, Tĩnh tiểu thư đi thong thả." Tần Hạnh Hiên cũng thi lễ, nhìn theo Tĩnh Thiền Ngọc rời đi. Cầm Tử Nha ở một bên cười lắc đầu: "Hạnh Hiên, chúng ta đi thôi, nơi này là khu tuyển thủ, chúng ta ở lâu không thích hợp." "Ân, vâng." Tần Hạnh Hiên gật đầu, khi rời đi không kìm được quay đầu lại nhìn Lâm Minh một cái, lúc này Lâm Minh đã hoàn toàn tiến nhập không linh võ ý, hết thảy không quan tâm tới ngoại giới. Ở loại trạng thái này, Lâm Minh đóng lục thức, trừ phi là gặp được nguy hiểm, nếu không cái gì cũng không cảm giác. Ở trên đại điện Thất Huyền Cốc, Mục Thanh Hồng mỉm cười nhìn về phía Lâm Minh ngồi xuống ở khu tuyển thủ, đây là không linh võ ý theo như lời Thiên Vũ đi, nếu chính mình không phải biết trước thời hạn, thật đúng không phát giác ra dị thường gì. Lôi lực ra, hiện giờ thương cũng ra, tiểu gia hỏa này còn cất giấu con bài chưa lật Tử Giao Thần Lôi, không biết ai có thể buộc hắn dùng đến. Ánh mắt Thiên Vũ thật không sai, không nói đến thiên phú Lâm Minh ở phương diện linh hồn lực mà còn độ phù hợp lôi nguyên khí phẩm cấp cao, chỉ cần khí thế khi hắn ra thương đã vượt xa võ giả đồng cấp, thương thế như núi, thương uy như rồng, không thể tin hắn còn tuổi nhỏ đã làm được điểm này, cần ngộ tính rất cao. Khương B cũng coi như không tồi, nhưng thành tích hắn ở kiếm đạo chưa chắc vượt qua Lâm Minh, Khương Bạc Vân vẫn một lòng tu kiếm, tuổi cũng lớn hơn Lâm Minh vài tuổi, chênh lệch quá xa. Bao gồm cả Mục Thiên Vũ, mọi người đều nghĩ Lâm Minh là thương đạo thiên tài cùng linh hồn lực thiên tài ngàn năm khó gặp, ngộ tính cao thái quá. Lực công kích linh hồn của Lâm Minh dựa vào là luân hồi võ ý, về phần làm được thương thế như núi, dựa vào hỗn độn cương đấu cương chí dương, khí động núi sông, thương uy như rồng. Vậy càng đơn giản, Lâm Minh chẳng những hấp thu Tử Giao Thần Lôi, thân còn phụ chân long chi huyết, nếu hắn không làm được thương uy như rồng, như vậy thế giới này chỉ sợ không có vài người có thể làm được. Mục Thanh Hồng liếc mắt Sử Tông Thiên bên cạnh một cái, đã thấy Sử Tông Thiên nhìn như bình tĩnh, kỳ thật thần sắc trong ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Mục Thanh Hồng cười cười, nàng tự nhiên có thể đoán ra tâm tư Sử Tông Thiên, tông môn lập tức ra một thiên tài cấp yêu nghiệt như vậy, còn bị nàng ở chỗ Thần Hoàng Đảo theo dõi, Sử Tông Thiên khó tránh khỏi lo được lo mất, căn bản không bình tĩnh được, cho dù có chính mình hứa hẹn phía trước cũng vô dụng. Mục Thanh Hồng có thể lường trước, Sử Tông Thiên rất nhanh sẽ thông cáo tin tức cấp cho Thái Thượng trưởng lão Thất Huyền Cốc, loại thiên tài cấp bậc này đã đủ để dẫn tới Thái Thượng trưởng lão coi trọng. Đương nhiên, đối với lão già gần đất xa trời này, Mục Thanh Hồng căn bản không quan tâm, ở Thất Huyền địa khu, lão gia hỏa này nói một không nói hai, đến Thần Hoàng Đảo, hắn cũng chỉ là một trưởng lão bình thường thôi, lại còn là loại lui về tuyến sau. Thiên phú Lâm Minh thậm chí còn khoa trương hơn so với Thiên Vũ miêu tả, cho dù đặt hắn ở Thần Hoàng Đảo cũng là đỉnh cao, một thiên tài như vậy đừng nói là ta đặc biệt đi một chuyến, cho dù là trưởng lão tự mình đi một chuyến đều đáng giá. Mục Thanh Hồng nghĩ như vậy, tâm tình rất không tệ, một chuyến hành trình tới Thất Huyền Cốc này, cho dù mục đích khác không đạt tới, chỉ là kiến thức đến thiên phú của Lâm Minh cũng đáng. Nếu bên Nam Hải không đến mức đánh, đợi 100 năm, thậm chí 200 năm sau, Lâm Minh trưởng thành có lẽ sẽ trở thành nhân vật ảnh hưởng hết sức quan trọng tới thế cục phương Nam. Nghĩ đến thế cục Nam Thiên Vực, Mục Thanh Hồng lại lo lắng, thế cục Nam Hải trực tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh Thần Hoàng Đảo. Trên lôi đài trận đấu tiếp tục tiến hành, liên tục mấy trận đều không có gì nhân vật trọng yếu, đương nhiên đây cũng chỉ là tương đối mà nói, người có thể đi tới đây, ít nhất cũng hơn chứ không kém Bích Đình Hoa. Sau 3 trận đấu, Trương Ngạn Triệu lên sân khấu, đối thủ của hắn là đệ tử Kiếm Tông Lưu Nham. Lưu Nham cũng không phải hạng người vô danh, ở trên một lần Tổng Tông hội võ hắn xếp hạng trước 20, thứ tự gần với Trương Ngạn Triệu. Đã trải qua chuyện Lâm Minh, không còn có một đệ tử Thất Huyền Cốc dám khinh thường võ giả bên ngoài Thất Huyền Cốc, huống chi Trương Ngạn Triệu bị ván bài sắp xếp vào trong bảng danh sách tranh thứ nhất, tỷ lệ cược một bồi thường 35. Lưu Nham đồng dạng bị xếp vào bảng danh sách này, tỷ lệ cược xấp xỉ với Trương Ngạn Triệu. Đa số người đều cho rằng đây là một trận thế lực so tay nghề ngang nhau, nhưng mà trận đấu diễn ra không như mọi người dự đoán. Ngay từ đầu, Trương Ngạn Triệu với Lưu Nham đánh khó phân thắng bại, chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Nhưng mà qua đi 20 chiêu, Trương Ngạn Triệu đột nhiên lấy ra một thanh bảo đao dài 4 xích toàn thân màu máu từ trong tu di giới, xuất ra một bộ võ kỹ khí thế hùng hồn, mọi người chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời huyết lãng ngập trời, sát khí bốn phía. Kết quả trong nháy mắt, Lưu Nham liền bại, hơn nữa bị thương. Người xem đều xem choáng váng, Trương Ngạn Triệu này luôn luôn che giấu thực lực. Đao kia là đao gì, thấy thế nào đều không giống như là bảo khí bình thường a, 36 nước cùng 16 gia tộc tu võ khi nào thì trở nên mạnh mẽ như vậy, lại xuất liên tục 2 đối thủ đủ để xếp vào 10 hạng đầu. Một cái Lâm Minh không đủ, lại thêm một cái Trương Ngạn Triệu. Huyết lãng đao kia có cổ quái, ta không nhìn ra cấp bậc. Không giống như là bảo khí nhân giai thượng phẩm bình thường a. Nói không chừng là bảo khí địa giai, làm sao có thể, một gia tộc tu võ sao thể có bảo khí địa giai, rất nhiều trưởng lão tông chúng ta cũng không có đâu, hơn nữa, thứ quý giá như vậy, cho dù Trương gia thật sự có, cũng sẽ không để cho một người trẻ tuổi lấy ra khoe khoang a. Đó quả thật là một kiện bảo khí địa giai, đồ gia truyền gia tộc họ Trương. Ngay tại thời điểm vài đệ tử nghị luận, một thanh âm trầm thấp tiến vào, mọi người xoay người vừa thấy liền chạy nhanh đến thi lễ. Lương sư huynh khỏe, Lương sư huynh này, tu vi đã tới hậu thiên đỉnh phong, hơn nữa tuổi mới vừa 30 tuổi. Tiền đồ không thể lường, gần đây lại vừa được phân một viên nhập thiên đan, có khả năng rất lớn tấn công cảnh giới tiên thiên, một khi thành tựu tiên thiên sẽ thành trưởng lão. Cho nên những đệ tử này thập phần cung kính đối với nam nhân họ Lương. Nam nhân họ Lương nói, gia tộc họ Trương gia chủ đời thứ nhất là một cao thủ toàn đan, huyết lãng đao chính là vũ khí gia chủ bọn hắn dùng qua, phối hợp đao pháp đặc thù Lương gia gia chủ đời thứ nhất tự nghĩ ra, uy lực rất lớn. Gia chủ đời thứ nhất là cao thủ toàn đan, ta còn tưởng rằng đó là đồn đại, cao thủ toàn đan, quá khoa trương rồi, Trương gia như thế nào lại lưu lạc đến nông nỗi như giờ. Rất nhiều đệ tử đều cảm thấy không thể tin được, nam nhân họ Lương nói. Thời gian sẽ thay đổi rất nhiều thứ, 3.000 năm trước, gia tộc họ Trương là một quái vật lớn, nắm giữ tài nguyên vài quốc gia, ẩn ẩn có thể so được với tông môn tam phẩm yếu nhất, tuy nhiên về sau gia chủ đời thứ nhất sống thọ và chết tại nhà, Trương gia không có cao thủ toàn đan mới đến quản lý gia tộc, kết quả bởi vì gia tộc tích lũy đại lượng tài phú khiến người ta mơ ước, cuối cùng bởi vậy gặp họa gia tộc bị huyết tẩy, chỉ có một bộ phận dòng chính mang theo một bộ phân tài phú nhỏ trốn thoát, mai danh ẩn tích, ước chừng đã trải qua 1.000 năm, chờ cừu gia đều chết hết, bọn họ mới khôi phục họ Trương, chậm rãi diễn biến thành Trương gia hiện tại, nội tình Trương gia không thể khinh thường. Ngay cả trưởng lão trong tông đều lễ kính 3 phần đối với gia chủ bọn họ. Nam nhân họ Lương nói tới đây cảm khái trong lòng, một gia tộc nếu mất đi tài phú tài nguyên, như vậy đợi bọn họ chỉ có diệt vong. Hiện tại Trương gia không bị Thất Huyền Cốc rất heo ăn thịt cũng là bởi vì là lúc trước bọn họ nộp lên trên đại lượng tài phú cho Thất Huyền Cốc, thứ hai tài nguyên gia tộc bọn họ kế thừa hơn phân nửa có liên quan với đao, Thất Huyền Cốc không có đao tông, tự nhiên sẽ không ai đánh chú ý tới bọn họ. Trương gia nhiều năm qua luôn luôn điệu thấp, không nghĩ tới hôm nay để Trương Ngạn Triệu sử dụng vũ khí ở Tổng Tông hội võ của Trương gia tổ tiên lúc trước, xem ra Trương gia chuẩn bị khuếch trương lực ảnh hưởng của gia tộc, Trương gia quả thật yên lặng đã lâu lắm rồi. Ở thời điểm nam nhân họ Lương nói chuyện, Khương Bạc Vân cũng luôn tại chú ý Trương Ngạn Triệu. Trương Ngạn Triệu thoạt nhìn có chút vẻ người lớn, nói 25, 26 tuổi cũng không đủ, người dùng đao lâu, trên thân hình thành một cỗ khí phách như có như không, nhưng khí tức Trương Ngạn Triệu thâm trầm, đi lại trầm ổn, trên thân không cảm giác bất kỳ khí thế bá đạo. Đao khí nội liềm, phản phác quy chân, cảnh giới không tồi. Lúc trước ta đã khinh thường hắn, Trương gia truyền huyết lãng đao cho Trương Ngạn Triệu, chỉ sợ muốn cho Trương Ngạn Triệu bỗng nhiên nổi tiếng ở lần Tổng Tông hội võ này đi. Huyết lãng đao phối hợp huyết vương tam sát Trương gia tổ tiên tự nghĩ ra, ở đây nhiều thiên tài như vậy, người thật sự có thể ngăn ba đao này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần hội võ này càng ngày càng có ý tứ, 10 hạng đầu không hề là 7 đại đệ tử thân truyền mà là quần hùng tranh phong. Chàng thứ 7, chàng thứ 8, Huyễn Tiểu Điệp, Cầm Vô Tâm hai tuyệt đại song kiêu trước sau ra tay, đối thủ họ cũng không yếu, ở lần trước hội võ cũng có thành tích không tầm thường, nhưng bất đắc dĩ đối thủ là Huyễn Tiểu Điệp cùng Cầm Vô Tâm, không ra được mấy chiêu liền bị thua. Hai thiên chi kiêu nữ biểu hiện dẫn tới người xem kêu lên từng đợt cả kinh, tuy nhiên đối với những chuyện này, Lâm Minh lại mắt điếc tai ngơ, hắn như trước đắm chìm ở trong không linh võ ý, rất nhanh khôi phục thực lực. Đợt trận đấu thứ 2, chấm dứt, trừ bỏ Phương Khải không hay ho ra, đệ tử thân truyền còn lại cũng không gặp được đối thủ khó giải quyết, với phương thức quét ngang đã xong từng trận đấu. Đến thời điểm bắt đầu trận đấu vòng thứ 3, Lâm Minh đã hoàn toàn khôi phục, tà thần lực một lần nữa nén ép xong, hắn lại ngồi xuống điều tức một lát. Điều chỉnh tâm linh đến trạng thái hoàn toàn trống không mới mở mắt, mà lúc này, hắn thấy được Phương Khải đứng ở giữa sân. Trận đấu Phương Khải đã lên sân khấu, hắn bị thương khôi phục mau như vậy, thuốc chữa thương của Thất Huyền Cốc thật cường hãn, chỉ cần không phải thương thế trên linh hồn, nửa canh giờ có thể khỏi hẳn, không biết đối thủ Phương Khải là ai. Lâm Minh đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được một trận cười quái dị khặc 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 khặc, một tên làn da nhiều nếp nhăn giống như xác ướp đi lên lôi đài, sau lưng hắn đeo một cái túi cổ quái, cả người gầy gầy, quần áo cũng vô cùng kỳ quái, như là vải liệm quan tài chôn ở trong lòng đất hư thối, nhìn qua như một đống rẻ rách. Phương Khải nhìn thấy khối thây khô này, trên mặt cũng không có một chút màu mấu, ngọa tàu đen, trận thứ 2 gặp biến thái giống như Lâm Minh thì thôi, nhưng trận thứ 3 lại gặp khối cương thi khôi lỗi tông, Phương Khải đều muốn phun mật. Lâm Minh có chút ngây ngẩn cả người, thây khô này hình như là đệ tử thân truyền khôi lỗi tông Mộc Cổ Bạc Vực, Phương Khải cũng là đệ tử thân truyền, ta nhớ rõ đệ tử thân truyền ở 10 chàng trận đấu cuối cũng sẽ không chạm mặt. Chẳng lẽ bởi vì Phương Khải bại bởi ta, hắn đã bị hủy bỏ tư cách tuyển thủ hạt giống? Lâm Minh ngẫm lại cũng cảm thấy đương nhiên, để 7 đại đệ tử thân truyền ở lại trong 10 chàng trận đấu cuối cùng, là vì gia tăng tính xem xét trận đấu, mà không phải vì chiếu cố đệ tử thân truyền, nếu đệ tử thân truyền nào không có thực lực, tự nhiên sẽ bị đào thải trước thời hạn. Trận đấu bắt đầu, trọng tài trưởng lão nói ra câu này là câu Phương Khải không muốn nghe được nhất, hắn tình nguyện gặp Khương Bạc Vân cũng không muốn đối mặt với Mộc Cổ Bạc Vực, thực lực tên này rất biến thái, Phương Khải rất hoài nghi Khương Bạc Vân có thể là đối thủ của hắn hay không. Không chỉ như thế, chờ một lát nữa hắn xuất ra những thi thể kia làm thành con rối, ra người làm đạo cụ, quả thực khiến da đầu run lên. Điểm chốt người nhất chính là, hiện tại kỳ tất cả phù văn màu vàng trên kim quang trận đều dùng hết, giờ chỉ có một ện thứ phẩm lâm thời xin được từ tông môn, uy lực không bằng 1/3 kim quang trận kỳ, hắn đã dự đoán kết cục đối mặt với Mộc Cổ Bạc Vực sẽ thê thảm thế nào. Khắc 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 khắc, tiểu tử trận tông kia, ngươi không có ý định nhận thua sao? Mộc Cổ Bạc Vực cười quái dị nói, rõ ràng tuổi hắn cũng không lớn, nhưng khi nói lại làm ra vẻ ta đây, căn bản không để Phương Khải vào mắt. Sắc mặt Phương Khải trắng nhợt, vừa rồi hắn lo lắng có nên lập tức nhận thua hay không, hiện tại nghe Mộc Cổ Bạc Vực nói như vậy, hắn làm sao còn có thể nhận thua, nếu không thật sự thành rùa đen rút đầu, tốt xấu hắn cũng là đệ tử thân truyền, không chiến mà hàng, lại còn bị đối thủ khinh bỉ, vậy quá dọa người. Không đơn giản là chính hắn dọa người, nó còn đại biểu toàn bộ trận tông dọa người, về sau đệ tử trận tông ở trước mặt đệ tử tông môn khác đều không thể ngẩng đầu lên. Phương Khải kiên trì nói, muốn chiến thì chiến, ít nói nhảm, hắc hắc, có khí phách, đáng tiếc, có bao nhiều khí phách thì phải có thực lực xứng đôi mới được, nếu không chính là đồ ngu. Mộc Cổ Bạc Vực nói xong run lên túi phía sau, một con rối giống con nhện nhảy ra từ trong túi. Con rối này cao bằng thân người, dưới thân là một con nhện rất lớn, trên thân là một nữ nhân trần trụi, tuy rằng dáng người không tồi, nhưng tưởng tượng đối phương là một ít tài liệu con rối cùng da xác chất khâu lại mà thành, Phương Khải liền cảm thấy buồn nôn. Khắc khắc khắc, tiểu tử, nếu ngươi có thể đối phó con rối nhện này, coi như ta bại bởi ngươi. Nghe được Mộc Cổ Bạc Vực kiêu ngạo, Phương Khải oán hận cắn răng. Người kia quá kiêu ngạo, tuy rằng ta không phải đối thủ của hắn, nhưng chỉ lấy ra một con rối cấp bậc thứ 2 đã định đối phó ta, hoàn toàn không để ta vào mắt. Tuy rằng khôi lỗi tông thần bí, nhưng Phương Khải vẫn có hiểu biết nhất định đối với chiêu thức của Mộc Cổ Bạc Vực, đối phương ít nhất có 3 cỗ con rối, trong đó có một khối con rối hình người này là cao thủ hậu thiên đỉnh phong bản gốc chế tạo mà thành, cũng là con rối lợi hại nhất trong 3 cỗ. Nếu gặp được con rối đủ hình người, Phương Khải tự nhận không là đối thủ, hiện tại xuất ra con rối nhện đã định đối phó chính mình, rất không để người ta vào mắt. Địa chi trận, bắt diện khôn sát, Phương Khải ném ra trận bàn trong tay, phù văn màu vàng liên tiếp từ trong trận bàn bay ra, trực tiếp vây con rối nhện. Hợp, Phương Khải mạnh mẽ huy trận kỳ trong tay xuống, tất cả trận phù đồng loạt ép xuống con rối nhện, hắn muốn vây sát con rối nhện ở trong trận. Ngay tại trong nháy mắt trận phù dừng ở trên thân con rối nhện, ánh sáng vàng chói mắt lao ra từ trong cơ thể con nhện, ở chung quanh con rối nhện trong giống xuất hiện một cái vòng bảo hộ hình cầu màu vàng. Cong 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 cong, trận phù va chạm ở trên vòng bảo hộ màu vàng, dường như thanh âm bi thép đánh vào chuông, vòng bảo hộ màu vàng chỉ kịch liệt rung chuyển, tất cả trận phù màu vàng vỡ nát toàn bộ. Đây là Kim Trung Cháo, chân nguyên kim hệ, Phương Khải hoàn toàn ngây ngẩn cả người, vòng bảo hộ màu vàng này. Rõ ràng lực phòng ngự so với chân nguyên thổ hệ càng mạnh hơn kim hệ chân nguyên ngưng tụ thành, thật không phải nói kim hệ chân nguyên hiếm thấy cỡ nào, trên thực tế, võ giả có được kim hệ chân nguyên hiếm có hơn nhiều so với võ giả lôi hệ và võ giả phong hệ. Để cho Phương Khải giật mình chính là, chân nguyên kim hệ này là từ một thi thể luyện chế mà thành con rối phát ra. Hơn nữa Kim Trung Cháo thuộc loại võ kỹ tính phòng ngự, một con rối lại có thể thi triển võ kỹ. Ngươi chẳng lẽ đã đạt tới cảnh giới dung nguyên? Sao có thể? Phương Khải kinh hãi không hiểu, ngay cả Âu Dương Minh, Hỏa Nham La cùng đám đệ tử thân truyền trên thính phòng cũng đại biến sắc mặt. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, nắm tay theo bản năng nắm chặt, cảnh giới dung nguyên. Mộc Cổ Bạc Vực tu vi mới nửa bước hậu thiên, lại đạt tới cảnh giới dung nguyên. Tuy rằng Khôi Lỗi Tông vô cùng thần bí, nhưng dù sao lệ thuộc Thất Huyền Cốc, là đệ tử thân truyền, bọn họ cũng có hiểu biết nhất định đối với cảnh giới phân chia của Khôi Lỗi Sư. Khôi Lỗi Sư dùng thi thể người mạnh mẽ cùng thi thể hung thú luyện chế con rối, chỉ là vì sử dụng thi thể khi còn sống cường hãn cùng chân nguyên ưu tú nhất vật dẫn, làm được con rối đồng thời kiêm đủ hai ưu điểm này, tự nhiên vô cùng cường đại. Nhưng con rối dù sao cũng là con rối, năng lực tác chiến vụng về, chỉ có thân cường hãn thể cùng chân nguyên cường đại lại không sử dụng tốt, cuối cùng sức chiến đấu kỳ thật hữu hạn. Nhưng mà, sau khi Khôi Lỗi Sư đạt tới tiên thiên hoặc là nửa bước tiên thiên, sẽ đạt tới cảnh giới dung nguyên khủng bố, cái gọi là dung nguyên chính là khiến con rối giữ lại thuộc tính chân nguyên của bọn họ khi còn sống, thậm chí giữ lại bộ phận công pháp. Cùng võ kỹ, con rối như vậy không thể kém hơn bao nhiêu so với lúc thi thể còn sống. Mộc Cổ Bạc Vực có thể khiến con rối nhện phát ra Kim Trung Cháo, tự nhiên bởi vì nửa thân thể nữ nhân kia khi còn sống kim thuộc tính chân nguyên. Phương Khải trên lôi đài sắc mặt vô cùng tái nhợt, vẻn vẹn chỉ nửa bước hậu thiên lại đạt tới cảnh giới dung nguyên, ít nhất nửa bước tiên thiên mới có thể lĩnh ngộ. Mộc Cổ Bạc Vực tuyệt đối là thiên tài khôi lỗi thuật khủng bố nhất của Khôi Lỗi Tông 100 năm qua. Chỉ sợ Khương Bạc Vân đối mặt với Mộc Cổ Bạc Vực cũng phải thua đi. Chính mình sao đen như vậy, hai trận liên tục gặp đều là biến thái. Ta nhận thua, Phương Khải phun thật mạnh ra một hơi, gian nan nói ra mấy chữ này, nhận thua thì nhận thua đi, Khương Bạc Vân cũng không đối phó được nhân vật khủng bố, chính mình phùng má giả làm người mập cũng không ý nghĩa, cứng rắn chống đỡ tiếp chỉ tự rước lấy nhục thôi. Mộc Cổ Bạc Vực thắng. Thời điểm trọng tài tuyên bố hầu hết không ai tự chủ được đều giật mình, Mộc Cổ Bạc Vực này thật là đáng sợ, lần này Tổng Tông hội võ đều hội tụ những nhân vật nào a, một tên so với một tên càng thêm yêu nghiệt. Vốn nói lần Tổng Tông hội võ này là lần long trọng nhất trong tam giới hội võ, hiện tại xem ra đừng nói là tam giới, dù là 30 giới đều không đủ. Lần trước Tổng Tông hội võ, Hợp Hoan Tông Âu Dương Minh danh liệt thứ 3 tổng bảng, 17 tuổi lấy thứ 3 đã phi thường biến thái, ngay lúc đó thứ nhất thứ 2, hiện giờ tuổi đều đã vượt qua 20 tuổi, lần này mất đi tư cách dự thi. Án theo lẽ thường, lần này Âu Dương Minh bắt thứ nhất là chuyện không hề trì hoãn, nhưng ai biết Khương Bạc Vân sau vượt cái trước, hiện tại lại toát ra một Mộc Cổ Bạc Vực lĩnh ngộ cảnh giới dung nguyên, Khương Bạc Vân thứ nhất cũng chưa chắc chiếm được. Ngoài ra, còn có Khương Lan Kiếm thực lực chưa chắc kém hơn Khương Bạc Vân bao nhiêu, Cầm Vô Tâm Cầm Tâm đại thành, cô gái thiên tài Huyễn Tông Huyễn Tiểu Điệp. Cộng thêm Trương Ngạn Triệu luôn luôn ẩn nhẫn không phát, Lâm Minh sâu không lường được. Thật sự là quần hùng tranh phong, đừng nói tranh thứ nhất, tranh 3 hạng đầu, cho dù là tranh 10 hạng đầu đều vô cùng khó khăn. Rốt cuộc chẳng biết hưu chất về tay ai, trọng tài trưởng lão cũng tràn ngập chờ mong trong lòng, nghĩ, hắn dùng chân nguyên truyền âm liên hệ đến tổ trọng tài. Khương trưởng lão, có chuyện gì phân phó? Trưởng lão tổ trọng tài cung kính hỏi, vị trọng tài trưởng lão trên lôi đài này xuất từ Kiếm Tông, ánh mắt rất chuẩn, tu vi cũng đạt tới tiên thiên trung kỳ, bối phận cũng cao, ở trong đám trưởng lão cũng rất được tôn kính. Sửa lại một chút chương trình thi đấu, thiên tài quá nhiều, không cần đợi toàn bộ đến cuối cùng, nhất là có mấy trận đấu, ta khẩn cấp muốn xem một chút. Tốt, Khương trưởng lão nói chính hợp tâm tư của ta, những trận đấu trước quả thật có chút nặng nề, có mấy trận quyết đấu ta cũng thực muốn biết kết quả. Sau khi Phương Khải lại lần nữa bại trận, mấy trận đấu kế tiếp lại nổi phong ba. Vòng thứ 3 chàng thứ 9, Lâm Minh chiến Trương Ngạn Triệu. Sau khi trọng tài tuyên bố trận đấu này, toàn trường lập tức ồ lên một mảnh, đệ tử của Thất Huyền Cốc coi như bình tĩnh, dù sao bất kể là Lâm Minh hay là Trương Ngạn Triệu đều không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng đệ tử 36 nước cùng 16 gia tộc tu võ đều bắt đầu điên cuồng. Lâm Minh là đại biểu 36 nước, Trương Ngạn Triệu lại là dòng độc đinh 16 gia tộc tu võ, hai cường cùng bính, long tranh hổ đấu, ai thắng ai bại rất khó nói. Thời điểm đệ tử 36 nước cùng 16 gia tộc tu võ cùng một chỗ đối mặt với Thất Huyền Cốc có thể cùng chung mối thù, nhưng đối đụng lẫn nhau, tự nhiên không thể thiếu một trận giao phong. Hắc hắc, Lâm Minh các ngươi thắng liên tiếp, đành dừng ở đây, sớm như vậy gặp phải Trương Ngạn Triệu thì không hay ho rồi. Ta nhổ vào, các ngươi cũng không sợ gió lớn đứt lưỡi sao, Phương Khải lợi hại không? Còn không phải bị Lâm Minh 3 chiêu đánh bại, Trương Ngạn Triệu các ngươi nhiều nhất cùng trình độ với Phương Khải, chống lại Lâm Minh đó chính là bị miểu sát. Hừ, ngươi cứ giả ngu đi, Phương Khải cùng Hỏa Nham La đều là 7 đại đệ tử thân truyền, có thể so với Trương Ngạn Triệu. Ngươi có biết Huyết Vương Tam Sát sao? 3 chiêu này căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, Lâm Minh có thể chống đỡ được 2 đao đã không tồi rồi. Lâm Minh cùng Trương Ngạn Triệu còn chưa giao thủ, đệ tử 36 nước cùng gia tộc tu võ dưới đài đã bắt đầu thần thương khẩu chiến. Khương Bạc Vân uống linh trà, cười nói: Lan Kiếm, nhãn lực của ngươi luôn không tồi, ngươi đoán ai có thể thắng? Khương Lan Kiếm nhìn Khương Bạc Vân thật sâu, mặc dù vừa rồi đối mặt với Mộc Cổ Bạc Vực triển lộ ra cảnh giới dung nguyên, Khương Bạc Vân cũng có thể duy trì lạnh nhạt, tạm thời bất luận hắn thật sự có nắm chắc đối phó Mộc Cổ Bạc Vực hay không, chỉ cần kiếm tâm như vậy đã khiến cho kiếm khách bình thường không theo kịp. Đừng vội nhắc lại nhãn lực của ta như thế nào, ta đã nhìn Lâm Minh nhầm vài lần, ta căn bản không nhìn thấu hắn. Ta vốn xem trọng Lâm Minh, nhưng Trương gia Huyết Vương Tam Sát quá mạnh mẽ, cao thủ toàn đan sáng chế, phối hợp Huyết Lãng Đao, uy lực vô cùng. Nghe nói, vẻn vẹn chỉ đao thứ 3 sẽ tiêu hao 4 thành chân nguyên bản thân, sử xuất đến long trời lở đất, không biết Lâm Minh chắn nổi không. Kết quả trận đấu này ta đoán không ra, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Khương Bạc Vân lắc lắc đầu, chỉ nói: Đao như hổ, thương như rồng, đao như hổ, thương như rồng, long tranh hổ đấu, rồng mạnh hay là hổ mạnh, bất kể Lâm Minh hay là Trương Ngạn Triệu, đều là võ giả am hiểu công kích cường thế, hai người bọn họ nếu lên chiến trường, tuyệt đối là mãnh tướng rất địch hàng vạn hàng ngàn, thế không thể đỡ. Ở trong tiếng hoan hô điên cuồng của đệ tử 36 nước cùng 16 gia tộc tu võ, Trương Ngạn Triệu đi lên lôi đài, trước tiên rút ra Huyết Lãng Đao, đối mặt với Lâm Minh, hắn phải dùng Huyết Vương Tam Sát. Lâm Minh đứng ở cách Trương Ngạn Triệu không xa, cũng Trọng Huyền Nguyên Ngân Thương nơi tay, đây là một trận đao với thương so tay nghề, hắn rất muốn dựa vào thương chiêu của chính mình, thống khoái khoái chớm rất một phen. Thương quyết cơ sở chiến Huyết Vương Tam Sát, nghe ra thương chiêu của Lâm Minh chiếm tình thế bất lợi rất lớn, tuy nhiên ở trong tay Lâm Minh, thương quyết cơ sở đã khác xưa, mỗi một thương mỗi một thức đều ẩn chứa đại thế núi sông, thương chiêu ngược lại không trọng yếu. Hai người cách xa nhau 10 trượng, Trương Ngạn Triệu luôn thu liếm khí thế hoàn toàn bạo phát ra, ẩn ẩn như có thể cảm giác được huyết lãng trên thân hắn quay cuồng, sát khí bốn phía, vẻn vẹn chỉ đối mặt với hắn, dường như cảm giác sắp bị sát khí cuồn cuộn mãnh liệt cùng huyết lãng bao phủ. Lâm Minh nội liếm hơn rất nhiều, hắn đứng thẳng tắp ở trên lôi đài, bản thân giống như một cây trường thương, mang theo một cỗ khí thế phong duệ ẩn mà giấu giếm, không ra thì thôi, đã ra thì phá tận trời. Dường như Trương Ngạn Triệu nghe được thanh âm khí thế chính mình bị xông phá, dường như huyết lãng bị lợi kiếm chớm tan, hắn cười ha ha. Lần tổng tông hội võ này, ta có thể gặp được đối thủ như ngươi cũng đã đủ. Ta chỉ ra 3 đao, nếu ta không thể thắng ngươi, ta nhận thua. Trương Ngạn Triệu nói như vậy cũng không phải đùa, mà Huyết Vương Tam Sát chỉ có 3 đao, sau 3 đao, chân nguyên tiêu hao quá 7 thành, nếu không thắng được Lâm Minh, một trận chiến này cơ bản liền thua. Đối với Huyết Vương Tam Sát, nhất là một đao cuối cùng kia, Trương Ngạn Triệu có tuyệt đối tự tin. Tốt, xuất đao đi, lời vừa nói ra, Lâm Minh triển khai thức thiết kiều lan giang muôn đời không thay đổi, khoảnh khắc kia, khí thế hắn giống như một tòa núi lớn trầm ổn, cao không thể với tới. Huyết lãng vọt lên tận trời, mây trên trời cũng đều tản ra, chân nguyên nồng đậm trong không khí tạo thành gợn sóng với mắt thường có thể thấy được, một vòng lại một vòng va chạm vào quầng sáng thủ hộ quanh lôi đài, sau đó bị chấn văng ra. Người bên ngoài nhìn vào, toàn bộ lôi đài đều trở thành tầng tầng huyết vụ mờ nhạt, giống như huyết vụ bay đầy trời. Huyết Vương thủ sát lãng vô tận. Trương Ngạn Triệu hét lớn một tiếng, bảo đao phát ra huyết quang mạnh mẽ, dường như có vô số huyết lãng cuồn cuộn trên không trung. Trương Ngạn Triệu xuất đao, dường như khắp thiên địa đều bị bao phủ dưới đao khí của hắn, đao khí sắc bén. Đối mặt với đao khí cuồn cuộn và huyết lãng mãnh liệt cuốn tới, Lâm Minh trở nên nghiêm túc trước nay chưa từng có, chân nguyên rót vào trong Trọng Huyền Nguyễn Ngân Thương, luyện lực như tơ bùng nổ, cùng lúc đó, vô số lôi đình chớp động trước người Lâm Minh, thương thế hóa rồng. Một thương đâm ra, mang theo khí thế gió nổi mây phun, 5000 cỗ chân nguyên chấn động nghênh đón huyết lãng. Bồng, dưới chân nguyên chấn động, huyết lãng hóa thành một chùm mưa máu, giống như hồng liên nở rộ đầy trời, sau khi xé mở huyết lãng, trường thương đâm lên đao của Trương Ngạn Triệu, không chút hoa lệ va chạm với nhau. Huyết quang chấp động, một thương của Lâm Minh phá tan màn mấu, thế không thể đỡ. Trương Ngạn Triệu kinh hãi, hắn không nghĩ tới, một thương này của Lâm Minh nhìn như đơn giản, kỳ thật lại ẩn chứa huyền cơ. Với thế hùng hồn, lực chấn động kỳ dị, còn có lôi đình màu tím cuồng bạo, ba loại lực lượng hoàn mỹ hòa vào nhau khiến cho hắn có loại cảm giác không thể ngăn cản. Giờ khắc này, hắn mới biết sự cường đại của Lâm Minh. Không phải Phương Khải quá yếu, mà hắn gặp phải Mộc Cổ Bạc Vực và Lâm Minh quá mạnh, cho nên Phương Khải mới bị thất bại hoàn toàn như thế. Trường thương như rồng, sau khi xông phá sương mù đỏ mấu đâm thẳng ngực Trương Ngạn Triệu. Trong lúc chỉ mảnh treo chuông, Trương Ngạn Triệu biến trưởng thành đao, mạnh mẽ chớm lên Trọng Huyền Nguyên Ngân Thương. Đang, va chạm kịch liệt khiến Trọng Huyền Nguyên Ngân Thương cong lại hình trăng khuyết trong nháy mắt, Trương Ngạn Triệu cắn răng bay về sau. Tay phải đã nhiễm đầy máu tươi. Cái gì? Một thương đã phá huyết phương thủ sát của Trương Ngạn Triệu, hơn nữa khiến đối phương bị thương. Quá thái rồi chứ, một thương vừa rồi của Lâm Minh ta sao cảm thấy giống như võ kỹ vô dụng. Võ kỹ vô dụng mà có thực lực bậc này, vậy dùng võ kỹ cao hơn còn mạnh cỡ nào? Đối với phần lớn người xem mà nói, bất kể là Lâm Minh hay là Trương Ngạn Triệu, đều gây cho bọn họ cảm giác sâu không lường được. Trương Ngạn Triệu lần hội võ trước đã xếp hạng 20. Lần hội võ này, có Lưu Nham một đao đánh bại đối thủ xếp hạng tương đương hắn, cho dù thực lực Lưu Nham không được xếp trước 10, cũng có thể xếp 12, 13, cũng không có kẻ đầu đường xó chợ. Lâm Minh thì càng không cần phải nói, đối phó Phương Khải cũng giống như thái rau bổ dưa. Tuy nhiên điều này cũng không thể chứng minh thực lực hai người cao thấp, người sáng suốt đều biết, những trận đấu lúc trước bọn họ đều không sử ra toàn lực, lần này mới là chiến đấu chân chính. Vốn còn nghĩ thực lực Lâm Minh và Trương Ngạn Triệu kém nhau không nhiều, không nghĩ tới Trương Ngạn Triệu vừa lên đến đã bị thương. Nhị trưởng lão, Ngạn Triệu dường như gặp nguy hiểm, tên Lâm Minh kia dường như chỉ tùy ý đâm ra một thương, cũng không dùng võ kỹ, đã phá được huyết vương thủ sát của Ngạn Triệu. Trương Ngạn Triệu tham gia thi đấu, người của Trương gia tự nhiên cũng theo tới. Dẫn đầu chính là nhị trưởng lão Trương. Gia, không dùng võ kỹ, hắc, ngươi sai lầm rồi, bên trong thương pháp của Lâm Minh không biết dung hợp bao nhiêu thứ, đến cảnh giới này của hắn, chiêu chiêu đều là võ kỹ. Nhị trưởng lão chăm chú nhìn hai người trên lôi đài, ánh mắt sắc bén chớp động. Đừng lo lắng, một thương kia của Lâm Minh cũng không giống nhìn qua tùy ý như vậy, tuy rằng hắn còn con bài khác chưa lật, nhưng cũng không quá mạnh, mà vừa rồi Ngạn Triệu đánh ra một đao yếu nhất trong tam sát của huyết vương tam sát, đao thứ hai uy lực sẽ vọt lên gấp 3, đao thứ ba uy lực sẽ gấp 3 đao thứ hai, phá được đao thứ nhất cũng không có ý nghĩa gì. Trên lôi đài, Trương Ngạn Triệu ánh mắt sáng quắc, Lâm Minh, ngươi quả thật mạnh khiến cho ta giật mình. Tuy nhiên ngươi cho như vậy là có thể thắng thì quá sai lầm rồi. Trong lúc nói chuyện, ánh đao chớp động, nham thạch dưới chân Trương Ngạn Triệu bị sóng khí chấn vỡ nát. Huyết vương song sát thần quỷ diệt, hô, huyết khí giống như bùng cháy, trên thân đao nổi lên một cái lốc xoáy màu đỏ, trong nháy mắt hấp thu sạch sẽ huyết khí đầy trời. Trong lúc nhất thời, đao khí dường như ngưng thành thực chất, uy lực so với đao đầu tiên mạnh hơn mấy lần. Trong lòng Lâm Minh cả kinh, hả, đem toàn bộ huyết khí đao thứ nhất phóng ra dung nhập vào trong đao thứ hai, uy lực không ngờ tăng lên nhiều như vậy. Ít nhất tăng phúc gấp 3, Lâm Minh cau mày, cũng không phải hắn không đỡ được một đao này, chỉ là uy lực đao thứ hai đã tăng nhiều như vậy đao thứ ba thì sao? Huyết lãng nóng rực dồn dập đánh tới Lâm Minh, đao khí hùng hồn giống như nước lũ vỡ đê ập tới. Đối mặt với đao khí mãnh liệt này, Lâm Minh triển khai thân pháp kim bằng phá hư, thân ảnh bạo lui, cùng lúc đó, Trọng Huyền Nguyễn Ngân Thương giống như rắn độc điểm ra một cái. Bạo vũ lê hoa, phốc 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 phốc, trong nháy mắt Lâm Minh đã đâm ra trăm thương, mỗi một thương đều ẩn chứa chân nguyên chấn động và lôi đình lực dung hợp với nhau. Với thế dồn dập, huyết lãng như trước, một hơi đã vọt ra mấy chục trượng lao thẳng tới Lâm Minh, bức hắn tới bên cạnh lôi đài mới bắt đầu tiêu tán. Tình cảnh nghịch chuyển cực nhanh, người xem đều không kịp phản ứng, vừa rồi Lâm Minh mới một thương phá vỡ một đao của Trương Ngạn Triệu, hơn nữa đả thương hắn, trong nháy mắt Trương Ngạn Triệu chớm ra đao thứ hai, Lâm Minh lại bị hắn bước lui xa như vậy. Điều này chứng minh, huyết vương tam sát của Trương Ngạn Triệu một đao lại mạnh hơn một đao, hơn nữa chênh lệch rất lớn, như vậy đao thứ ba mạnh mẽ cỡ nào? Lâm Minh làm sao đối phó? Đệ tử 36 nước không khỏi toát mồ hôi thay Lâm Minh. Ha ha, tốt, một gã trưởng giả Trương gia cười ha ha, Lâm Minh một đường đi tới bây giờ vẫn còn chưa có người nào bước lui được hắn, bây giờ lại bị Trương Ngạn Triệu một đao bước lui xa mấy chục trượng. Hơn nữa, đây chỉ là đao thứ hai của huyết vương tam sát, đao thứ ba uy lực lại tăng lên gấp 3, xem Lâm Minh làm sao chống đỡ. Ngạn Triệu đã thắng một nửa, Lâm Minh cho dù có con bài chưa lật, cũng chưa chắc tiếp được đao thứ ba. Ngạn Triệu nếu có thể thắng Lâm Minh, như vậy đối với thanh thế của Trương gia ta rất có lợi, trận chiến này rất trọng yếu. Nhị trưởng lão vuốt râu, định liệu trước nói, Trương gia giấu tài mấy trăm năm, bây giờ rốt cuộc cũng phải thực hiện phục hưng, một gia tộc ẩn thế, tài phú cũng không còn ý nghĩa gì. Ngược lại, bọn họ cần phải khuếch đại thanh thế gia tộc mình, thanh thế lớn, tự nhiên càng ngày càng có nhiều cường giả và thiên tài đến đầu nhập gia tộc bọn họ. Còn một đao cuối cùng, Lâm Minh, ta xem ngươi làm sao chống đỡ. Trương Ngạn Triệu nói xong, chân nguyên toàn thân bùng nổ, hai tay giơ huyết lãng đao cao hơn đỉnh đầu, ánh đao đại thịnh, chân nguyên cả người lập tức giống như nước lũ cuồn cuộn tràn tới bảo đao. Lâm Minh cảm giác rõ ràng, chân nguyên trong cơ thể Trương Ngạn Triệu cấp tốc hạ xuống. Không hổ là bảo đao địa giai, có thể một hơi tồn trữ nhiều chân nguyên như vậy. Thời điểm Lâm Minh dùng lôi hỏa sát cũng lập tức tiêu hao 4 thành chân nguyên, đó là bởi vì chân nguyên dung nhập vào trong hạt giống tà thần, hạt giống tà thần quả thực chính là một cái động không đáy. Nhưng nếu hắn rót vào trong trọng huyền nguyên ngân thương, không được bao nhiêu đã đạt tới cực hạn chứa đựng của nó, chỉ cần điểm này, chênh lệch giữa bảo khí nhân giai trung phẩm và bảo khí địa giai như trời và đất. Trách không được người ta nói huyết vương tam sát chỉ có thể dùng huyết lãng đao cấp địa giai trở nên mới thi triển được, thì ra là nguyên nhân này, bảo khí bình thường ngay cả chân nguyên cũng không cất chứa được. Không tới một hô hấp, huyết lãng đao đã được rót vào 5 thành chân nguyên, cộng thêm tiêu hao 2 đao lúc trước, chân nguyên trong người Trương Ngạn Triệu còn lại không tới 3 thành mà thôi. Được ăn cả ngã về không, một đao định thắng bại. Tiếp ta một kích mạnh nhất, huyết vương tuyệt sát thiên địa băng. Trương Ngạn Triệu hét lớn một tiếng, thân thể mạnh mẽ vào tới, khoảng cách mấy chục trượng, dưới chân hắn hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Đồng tử Lâm Minh co rút lại, uy lực một đao này của Trương Ngạn Triệu lại tăng lên gấp 3 lần. 2 lần liên tục tăng lên, đao thứ 3 so với đao thứ nhất chênh lệch 9 lần. Cho dù mở ra tà thần lực, thực lực Lâm Minh tăng phúc cũng chỉ được 6 thành, căn bản thể đỡ được một đao này, nếu muốn chính điện đón đỡ, trừ phi sử dụng tử giao thần lôi hoặc là lôi hỏa sát. Tuy nhiên chống lại Trương Ngạn Triệu, Lâm Minh cũng không muốn dùng ra 2 con bài chưa lật này. Hắn còn một con bài chưa lật khác, nghịch lân chi huyết. Dung hợp chân long chi khí màu xanh ra trời thiên thanh chân nguyên không ngừng sinh sôi. Loại chân nguyên này chẳng những vô kiên bất tồi, hơn nữa vô cùng dẻo dai, khó bị rớt chất, tuy rằng không bất tử bất diệt giống như hỏa tinh, nhưng muốn phá hư nó, cần phải mấy lần chân nguyên mới có thể làm nó hao mòn được. Đây là ý cảnh muôn đời bất hủ lực ẩn chứa trong chân long. Hiện tại Lâm Minh vẫn chưa đạt tới bất hủ chân chính, bởi vì tu vi có hạn, hắn không thể phát huy toàn bộ uy lực của nghịch lân chi huyết. Nhưng mà dù như vậy, với chân nguyên không ngừng sinh sôi, cũng không phải dễ dàng bị diệt như vậy. Giống, theo một tiếng long ngâm, khí thế Lâm Minh xông lên tận trời, nghịch lân chi huyết hoàn toàn hòa tan vào chân nguyên. Trong khoảnh khắc kia, Mục Thanh Hồng đang ngồi ngay ngắn trong đại điện trong lòng kinh hãi, khuôn mặt xinh đẹp chợt biến sắc. Đây là, Mục Thanh Hồng ở Thần Hoàng Đảo nhiều năm, trong cơ thể cũng có một ít huyết mạch chu tước, ngay lúc tiếng long ngâm truyền tới, nàng cảm giác huyết mạch trong cơ thể không khỏi chấn động. Chẳng lẽ, đây là huyết mạch giao long kỳ dị hư hư thực thực theo như lời Thiên Vũ nói sao? Nàng mở to mắt nhìn sau lưng Lâm Minh lại lần nữa hiện ra hư ảnh giao long, so với bất kỳ lần trước càng thêm ngưng thực, chờ một chút, đây không phải giao long, dường như là chân long, Trường Thương hóa rồng, Trường Thương thật sự hóa rồng, trời ạ, hắn mới mấy tuổi. Thiên phú người này trên phương diện dùng thương, trước này chưa từng có. Chân nguyên bao hàm chân long chi khí chấn động kịch liệt va chạm với huyết vương tuyệt sát. Chân nguyên Lâm Minh hóa thành màu xanh da trời thuần túy, đối lập với màu đỏ sẫm đầy trời, vô cùng chói mắt. Không gian dường như bị xé rách, sóng xung kích màu đỏ tàn sát bừa bãi, huyết lãng ngập trời, mà ở trong sóng lớn cuồng mãnh, lại có một thương mang màu xanh da trời lao ra, đâm thẳng tới ngực Trương Ngạn Triệu. Tất cả biểu tình Trương Ngạn Triệu trong nháy mắt động lại. Phốc, ngực giống như bị một ngọn núi lớn đánh lên, Trương Ngạn Triệu mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Lưng mạnh mẽ đập lên vầng sáng thủ hộ, Trương Ngạn Triệu khí huyết nhộn nhạo, tuy rằng hắn bị thương không nhẹ, nhưng vẫn chống đao trên mặt đất, không đến mức mất mặt trước mọi người. Làm sao có thể, chính mình một hơi tiêu hao mất 5 thành chân nguyên, phát ra huyết vương tuyệt sát, trong đao khí cuồng mãnh như thế, không ngờ bị đánh tan dưới cỗ thương mang nhìn qua yếu hơn rất nhiều kia, ngược lại còn mạnh mẽ xuyên thủng huyết lãng, đả thương chính mình. Đó là thương mang gì, giống như không thể phá hủy, thật là đáng sợ. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Minh, vẫn thấy đối phương đứng thẳng tắp trên lôi đài, không có bất kỳ thương tích gì. Trương Ngạn Triệu thấy rõ ràng, vừa rồi trong nháy mắt huyết vương tuyệt sát công kích đến Lâm Minh, cỗ thương mang màu xanh ra trời kia xé huyết lãng một cái lỗ hổng, cũng chính lỗ hổng này để Lâm Minh tránh được phần lớn công kích, một ít dư kình còn thừa đánh lên người hắn, cũng không phá được thanh thương chân nguyên hộ thể của hắn. Loại chân nguyên kỳ dị này rất khủng bố, rõ ràng không có cảm giác cường đại, nhưng lại không thể phá vỡ. Tất cả người xem đều dại ra, bọn họ lăm lăm nhìn về phía lôi đài. Một kích cuối cùng của Trương Ngạn Triệu mạnh tới khó tin, ở trung ương lôi đài, gạch đá lót nền trải qua trận pháp gia trì cũng bị chấn thành bột phấn, thậm chí còn lưu lại hố sâu mấy trượng. Trời ạ, đây còn là quyết đấu thế hệ trẻ tuổi sao? Cao thủ hậu thiên hậu kỳ, hậu thiên đỉnh phong cũng không tạo thành sức phá hoại khủng bố cỡ vậy. Lúc này, bầu trời bay đầy tơ máu, giống như mưa phùn ngày xuân, dính dính rơi xuống mặt đất. Sau khi vô tận huyết lãng nổ tung, lực lượng cường đại thấm qua màn sáng thủ hộ lôi đài, hình thành tơ máu như vậy, đây là do chân nguyên Trương Ngạn Triệu hóa thành thực chất, chân nguyên hóa hình, kết dính như máu. Ngay cả trưởng lão tổ trọng tài cũng khiếp sợ không nói lên lời, bởi vì bọn họ đều là thế hệ với Khương Bạc Vân, những đệ tử thân truyền thực lực đã đạt tới hậu thiên trung kỳ, cho nên màn sáng thủ hộ này cũng được thiết kế tiêu chuẩn hậu thiên hậu kỳ. Có thể chịu được cao thủ hậu thiên hậu kỳ liên tục toàn lực công kích mà không bị phá. Trương Ngạn Triệu có thể khiến cho huyết lãng thẩm thấu qua màn sáng, điều này ý nghĩa với công kích của hắn đã đạt tới tiêu chuẩn của cao thủ hậu thiên hậu kỳ. Một tên võ giả nửa bước hậu thiên, có lực công kích ngang ngửa cao thủ hậu thiên hậu kỳ là khái niệm gì? Khó có thể tưởng tượng. Huyết Vương Tam Sát, rất khủng bố, nhưng mà càng khủng bố chính là Lâm Minh, công kích mạnh mẽ như vậy không ngờ không thể đả thương được hắn. Một thương phá vỡ huyết lãng, xuyên thủng một cái lỗ. Chẳng những mình bình yên vô sự, lại cho Trương Ngạn Triệu một kích thật mạnh. Thanh thương chân nguyên kia tuy rằng bản thân cũng không mạnh mẽ, nhưng lại ngoan cường khiến người ta kinh sợ. Ở chính điện trên quảng trường, Sử Tông Thiên nhìn Mục Thanh Hồng hơi trầm ngâm, phản ứng kịch liệt vừa rồi của Mục Thanh Hồng toàn bộ đều bị hắn thu vào mắt. Từ lúc hội võ bắt đầu cho tới bây giờ, Mục Thanh Hồng luôn luôn điềm tĩnh, mặc kệ là thành tựu của Khương Lan Kiếm trên kiếm đạo, hay là Mộc Cổ Bạc Vực đạt tới cảnh giới dung nguyên. Mục Thanh Hồng nhìn thấy, nhiều nhất chỉ gật gật đầu mà thôi, không có phản ứng gì quá lớn, dường như xem cho vui. Nhưng vừa rồi, gương mặt Mục Thanh Hồng vẫn luôn duy trì vẻ ung dung lạnh nhạt lại biến sắc, lúc ấy tay nàng vịn chặt lưng ghế, thiếu chút nữa đứng lên, điều này khiến cho Sử Tông Thiên cảm thấy kinh ngạc, thầm nghĩ người cũng có lúc giật mình sao. Đệ tử tông phái của mình có thể khiến cho cao thủ thần hoàng đảo đặc biệt kinh ngạc như vậy vốn phải là một chuyện đáng để đắc ý, nhưng bây giờ Sử Tông Thiên lại không thể đắc ý được. Rất hiển nhiên Mục Thanh Hồng vừa rồi mới phát hiện một chuyện ngoài ý muốn, mà Sử Tông Thiên hắn đối với chuyện này lại không hay biết gì cả. Hắn nghi ngờ, thanh thương chân nguyên kia có bí mật gì mà Mục Thanh Hồng biết, nhưng mình lại không biết. Tìm kiếm lại trong trí nhớ của mình cũng không có tin tức về phương diện này, chẳng lẽ thanh thương chân nguyên là một loại võ ý đặc thù? Hoặc là, chân nguyên ý cảnh, nghĩ đến đây trong lòng Sử Tông Thiên run lên, nếu đúng thật là chân nguyên ý cảnh, vậy cũng quá nghịch thiên đi, người có thể lĩnh ngộ chân nguyên ý cảnh, đã ít lại càng ít, Lâm Minh lại lĩnh ngộ ý cảnh này, rất giống ý cảnh trong truyền thuyết, chân nguyên không ngừng sinh sôi, bất tử bất diệt. Nhưng thật như vậy sao? Ngay cả còn chưa hết giai đoạn luyện cốt kỳ đã lĩnh ngộ chân nguyên ý cảnh. Hơn nữa còn là ý cảnh trong truyền thuyết. Mục Thanh Hồng chú ý tới biểu tình của Sử Tông Thiên, biết mình đã thất thố, không khỏi mỉm cười nói. Sử Cốc chủ hình như có gì muốn nói sao? Sử Tông Thiên thoáng sửng sốt, cười nói. Không có gì, chỉ là tự diễu đệ tử Thất Huyền Cốc ta ánh mắt vụng về, viên ngọc quý như thế này lại bị thánh nữ Quý Tông phát hiện trước một bước. Quý Tông đúng là tuệ nhãn như đuốc, chẳng trách thần hoàng đảo ngàn năm nay, phát triển không ngừng. Lời của Sử Tông Thiên còn mang theo một chút không hài lòng, hiển nhiên là bất mãn với thần hoàng đảo vươn tay quá dài, về phần thanh thương chân nguyên kia, hắn cũng không tự mất mặt mà đi hỏi, Mục Thanh Hồng chịu nói cho mình mới là quỷ. Ha ha, báu vật thiên hạ chỉ người có duyên mới có được, Sử Cốc chủ thấy có đúng không? Sắc mặt Sử Tông Thiên lập tức trở nên khó coi, lời này của Thanh Hồng tiên tử có chút bất công đi. Chỉ có báu vật vô chủ mới là người có duyên mới lấy được, nếu như là báu vật đã có chủ, lẽ ra không nên đánh chủ ý. Sử Cốc chủ, Lâm Minh cũng không phải đệ tử Thất Huyền Cốc ngươi nha. Huống chi, lúc trước khi thiếu chủ nhà ta gặp mặt Lâm Minh cũng vẫn chưa dẫn hắn đi, lúc này, thần hoàng đảo ta hết lòng quan tâm giúp đỡ, Sử Cốc chủ tội gì lại hùng hổ dọa người như thế. Mục Thanh Hồng nói xong hừ nhẹ một tiếng, Sử Tông Thiên nghe xong không khỏi nghẹn lời, hắn quả thật có chút thần kinh, tổng thể cảm thấy thần hoàng đảo tới đây là khoét đục nền tảng, cho nên không khỏi nghĩ như vậy, Lâm Minh thiên phú kinh người như thế, đặt ở tông môn tứ phẩm cũng là đỉnh cấp, thần hoàng đảo tại sao lại buông tha. Tuy nhiên cẩn thận ngẫm lại, thần hoàng đảo nếu quả thật muốn cướp người, quả thật không tất yếu phải làm như vậy, lúc trước cứ hứa hẹn thật nhiều đem Lâm Minh đi là được. Sử Tông Thiên nói, thật sự có lỗi mạo phạm tiên tử, chỉ là đối với tông môn tam phẩm nho nhỏ chúng ta, một tuyệt thế thiên tài thật sự quá trọng yếu, nó thậm chí có thể khiến cho Thất Huyền Cốc mấy trăm năm sau có một tia cơ hội tiến vào tông môn tứ phẩm. Cho nên tại hạ mới có chút kích động, với lực một người, dắt một tông môn tam phẩm lên tới tông môn tứ phẩm, nghe có chút khoa trương, nhưng đúng là có khả năng, chỉ cần Lâm Minh có thể đạt tới toàn đan đỉnh phong, lại thu phục một ít bộ hạ, cũng rất có thể. Toàn đan đỉnh phong, nghe ra vô cùng xa xôi, nhưng ngẫm lại Lâm Minh bây giờ chỉ có tu vi luyện cốt đỉnh phong đã có thể so với cao thủ hậu thiên, tương lai đạt tới toàn đan đỉnh phong cũng có hy vọng. Trên lôi đài, Trương Ngạn Triệu đã áp chế khí huyết quay cuồng trong người, lau máu tươi khóe miệng, hắn cười thảm một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Ta nhận thua, ba đao của mình đã tiêu hao 7 thành chân nguyên, còn mượn bảo khí địa giai hạ phẩm dùng. Nhưng Lâm Minh lúc này chân nguyên tiêu hao không tới 1 thành, mà bảo khí chỉ vẻn vẹn là nhân giai trung phẩm mà thôi. Dưới tình huống như vậy, đối phương còn làm ra phản kích, đánh cho mình trọng thương. Trương Ngạn Triệu cảm giác Lâm Minh giống như một ngọn núi cao ngất xuyên qua mây mù, khó có thể với tới. Đa tạ, Lâm Minh ôm quyền, thu hồi Trọng Huyền Nguyên Ngân Thương. Lâm Minh thắng, trọng tài tuyên bố, nhị trưởng lão Trương gia thở mạnh một hơi, thì thào nói. Người này là Tiềm Nguyên Chi Long, Ngạn Triệu thua không oan. Tuy rằng thua trận này nhưng mà Trương gia vẫn tạo được thanh thế rất lớn, một đao cuối cùng của Trương Ngạn Triệu có thể so với công kích của cao thủ hậu thiên hậu kỳ, khiến cho toàn trường khiếp sợ. Dưới tình huống như vậy, cho dù thua bởi tay Lâm Minh nhưng chỉ có thể nói là bản lĩnh không bằng người. Khi Lâm Minh trở lại khu thi đấu, rất nhiều tuyển thủ cũng không tự chủ nhìn về phía hắn, ánh mắt phức tạp có, ghen tị có, kính sợ có, hưng phấn có, hoan thưởng có. Trận đấu vòng thứ 3, Lâm Minh ra sân nổi bật chẳng kém Mộc Cổ Bạc Vực lĩnh ngộ cảnh giới dung nguyên. Đương nhiên, đây chỉ là nói Lâm Minh khiến người ta rung động tương đương với Mộc Cổ Bạc Vực, cũng không phải nói thực lực tương đương hắn. Trong mắt phần lớn người ở đây, Mộc Cổ Bạc Vực đã đạt tới cảnh giới dung nguyên mạnh hơn một ít, đó chính là cảnh giới thủ tiên thiên mới có thể đạt tới. Thực lực chân chính của Mộc Cổ Bạc Vực có thể đã vượt qua Khương Bạc Vân, là cao thủ đứng đầu trong 7 đại đệ tử thân truyền. Về điểm này, từ trên đặt cược cũng có thể nhìn ra. Trước khi Mộc Cổ Bạc Vực bày ra cảnh giới dung nguyên, tỷ lệ cược của Khương Bạc Vân là 1/6, còn ứng viên cho người đoạt giải quán quân Âu Dương Minh, tỷ lệ cược lại đạt tới 1/4, lúc ấy Mộc Cổ Bạc Vực cũng chỉ là 1/4. Nhưng sau khi Mộc Cổ Bạc Vực bày ra cảnh giới dung nguyên, tỷ lệ cược của hắn đột nhiên hạ xuống 1/0.8, mà tỷ lệ cược của Khương Bạc Vân lại lên tới 1/2.5. Về phần Âu Dương Minh, tỷ lệ cược đã lên tới 1/6, hơn nữa cho dù như vậy, người mua Âu Dương Minh cũng không nhiều, cho dù là đệ tử Hợp Hoan Tông, hơn phân nửa cũng mua Mộc Cổ Bạc Vực. Đáng nhắc tới chính là Lâm Minh, cũng xuất hiện ở trong danh sách tranh giải quán quân, tỷ lệ đặt cược của hắn là 1/12, tỷ lệ này cũng đã rất không tồi, lúc trước tỷ lệ cược của Trương Ngạn Triệu cũng chỉ là 1/35 mà thôi. Hạnh Hiên, Tần Hạnh Hiên đang ở trong phòng, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng chân nguyên truyền âm của Lâm Minh. "A, Lâm Minh, ngươi không sao chứ?" Trong đầu Tần Hạnh Hiên vẫn còn đang lởn vởn hình ảnh Lâm Minh từ trong huyết lãng rất ra, trái tim không khỏi nhảy loạn, cũng gần như là nàng vì lo lắng cho Lâm Minh, bây giờ lại mạnh mẽ phủ định, thứ hai cũng là trong lòng đã nảy sinh chút tình cảm, khiến tim nàng đập mạnh. Đi tới chỗ đặt cược, mua 300 viên chân nguyên thạch ta thắng, đây là ta mua, nếu ngươi không đủ chân nguyên thạch có thể tới cầm phủ chủ mượn một ít, quay trở lại ta đưa chân nguyên thạch cho ngươi. 300 viên chân nguyên thạch, mặc dù Tần Hạnh Hiên ra thế giàu có nhưng mà nghe con số như vậy cũng kinh hãi. Đây chính là 30 vạn hoàng kim, nghe ý tứ của Lâm Minh, dường như hắn nắm chắc thắng lợi, nếu như thật sự thắng, sẽ thắng được 3.600 chân nguyên thạch. Trời ạ, 3.600 chân nguyên thạch, 360 vạn lượng vàng, cho dù đối với phủ nguyên soái thì cũng là một khoản cực lớn. Nên biết rằng một năm chi tiêu của phủ nguyên soái cũng chỉ có 2-30 vạn lượng vàng mà thôi. Ừ, đúng vậy, 300 viên chân nguyên thạch, bây giờ Lâm Minh tu luyện cần chân nguyên thạch không phải là một con số nhỏ. Mấy năm nay Thất Huyền Cốc không biết đã rút ruột bao nhiêu tài nguyên của những quốc gia xung quanh, mình lấy lại một chút này, ngay cả một chút lợi tức cũng không đủ. Nếu không phải sòng bạc này là do một ít đệ tử có bối cảnh trưởng lão tự mở, Lâm Minh cũng muốn mua vài ngàn viên, khiến cho bọn họ một hơi tuồn ra mấy vạn chân nguyên thạch, tuy nhiên đó cũng chỉ là đệ tử tự ý mở ra, bọn họ trả được đã là rất tốt, 3.600 viên chân nguyên thạch, cũng chỉ là chi tiêu mấy tháng của những đệ tử trưởng lão này, chắc là cũng lấy ra được. Ta, nhận thua. Trận đấu vòng thứ 4, đối thủ đối mặt với Lâm Minh rất quyết đoán nhận thua, tiến vào vòng chung kết, chuyện nhận thua rất ít khi xảy ra, cho dù đối mặt với những đệ tử thân truyền, biết rõ không địch lại nhưng vẫn đánh một trận, rất nhiều đệ tử chỉ là thuần túy muốn kiến thức thực lực của đệ tử thân truyền cho nên mới so chiêu với bọn họ. Về phần Lâm Minh, trước khi hội võ có thể nói cả tên cũng không biết, mọi người cũng không có hứng thú so chiêu cùng hắn, đánh với hắn cũng chẳng khác nào tự rước nhục vào thân. Lâm Minh thoải mái chiến thắng, sau khi đến phiên Phương Khải xuất chướng, trận này, Phương Khải rốt cuộc cũng kết thúc vận rủi của mình. Đối thủ là một đệ tử không mạnh cũng không yếu, hắn với ưu thế áp đảo đạt được thắng lợi. Phương Khải gần như là bằng vào tốc độ nhanh nhất giành chiến thắng, hắn dường như muốn dùng phương thức này tuyên bố với mọi người, không phải ta yếu, mà vận khí của ta không tốt, hai kẻ lúc trước thực sự quá biến thái. Một trận lại một trận, hoặc là thực lực chênh lệch xa quyết đấu, hoặc là hai tên thực lực khá yếu quyết đấu, cũng không có nhiều trận đáng xem lắm. Vốn còn tưởng rằng vòng đấu thứ 4 chấm dứt mà không có chút gợn sóng nào, nhưng mà ở trận đấu cuối cùng lại xuất hiện một trận đấu kinh động. Hỏa Nham La gặp Mộc Cổ Kiếp Nhung, hai người đánh tới lúc này đều là toàn thắng. Hỏa Nham La là đệ tử thân truyền Luyện Khí Tông, mà Mộc Cổ Kiếp Nhung là đệ tử thứ hai của Khôi Lỗi Tông. Đệ tử thân truyền và đệ tử thứ hai quyết đấu, khán giả ngược lại càng xem trọng Mộc Cổ Kiếp Nhung. Tuy rằng Hỏa Nham La là đệ tử thân truyền, nhưng Luyện Khí Tông và Trận Tông từ trước tới giờ đều là tông môn có sức chiến đấu yếu nhất trong 7 đại tông môn, cũng chính là tinh lực và thời gian có hạn. Dành quá nhiều thời gian vào việc luyện khí và trận pháp, không thể tránh khỏi ảnh hưởng tới thực lực bản thân. Trong mắt đa số người xem, Hỏa Nham La và Phương Khải kẻ tám lạng người nửa cân. Mà Mộc Cổ Kiếp Nhung, tuy rằng là đệ tử thứ hai, nhưng xuất từ Khôi Lỗi Tông cường đại quỷ bí, lại có Mộc Cổ Bạc Vực lúc trước, thực lực Mộc Cổ Kiếp Nhung nói vậy cũng rất mạnh mẽ. Trận đấu này, nhà cái đưa ra tỷ lệ đặt cược, tỷ lệ cược của Hỏa Nham La là 1/3, Mộc Cổ Bạc Vực chỉ có 1/1.4. Ngay lúc bắt đầu trận đấu, Mộc Cổ Kiếp Nhung đã xuất ra 3 con rối, trong đó 2 con là thi lỗi con rối làm từ thi thể người, hung thú con còn lại là máy móc được làm từ các loại vật liệu. 3 con rối giáp công, Hỏa Nham La trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mộc Cổ Kiếp Nhung khặc khặc cười quái dị, tuy rằng hắn không đạt tới cảnh giới dung nguyên, nhưng mà đối phó một đệ tử luyện khí tông vẫn còn dư giả. Giao chiến mấy chiêu, Hỏa Nham La đã bị ép đến góc chết. Luyện khí tông đúng là yếu nha, ngay cả ta cũng đánh không lại, huống chỉ là sư huynh ta. Ta đưa ngươi ra ngoài. Phốc phốc phốc, 4 tay con rối cơ giới rút ra trường đao sáng chói, mà 2 con thi lối khác cũng vận chuyển chân nguyên toàn thân, từ 3 hướng tấn công ép Hỏa Nham La vào góc chết. Thế cục tất sát đã thành, trong tình cảnh mảnh chỉ treo chuông, trong mắt Hỏa Nham La lóe lên một đạo ánh sáng đỏ, đó là màu của lửa. Thâm Uyên Chi Hỏa, bạo, ầm, thân thể Hỏa Nham La giống như nổ tung, trăm ngàn con rắn lửa trong cơ thể hắn lao ra, lao thẳng tới 3 con rối. Sóng nhiệt khủng bố tản ra, 3 con rối trực tiếp bị ngọn lửa chấn bay, trong đó 2 cỗ thi lỗi trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Con rối cơ giới cũng bị cháy lên hừng hực, ngay cả gạch đá dưới chân Hỏa Nham La cũng tan thành dung nham. Mộc Cổ Kiếp Nhung ngây ngẩn cả người, điều này sao có thể? Cách xa nhau mười mấy trượng, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng sóng nhiệt ngọn lửa đỏ thấm kia, giống như hải triều liên miên không dứt, hắn không chút nghi ngờ, nếu mình rút chân nguyên hộ thể về thì quần áo sẽ bốc cháy trong nháy mắt. Đây là lửa gì? Chẳng lẽ là hỏa tinh? Cho dù là hỏa tinh bình thường, cũng không có uy lực mạnh như vậy, trừ phi là hỏa tinh cao cấp. Hỏa Nham La này chỉ có tu vi ngưng mạch đỉnh phong, không ngờ hấp thu hỏa tinh cao cấp. Lúc này, người xem đều dại ra, trong đó có không ít người hiểu biết về hỏa tinh. Trời ạ, Thâm Uyên Chi Hỏa, hỏa tinh nhân giai trung phẩm, còn là hỏa tinh đỉnh cấp trong nhân giai trung phẩm, ít nhất phải là cao thủ hậu thiên mới có thể hấp thu được nha. Hỏa Nham La làm sao hấp thu được? Đệ tử của Thất Huyền Cốc nghị luận sôi nổi, nhất là đệ tử luyện khí tông, ánh mắt đều đỏ lên. Hỏa tinh chính là thứ bọn họ tha thiết mơ ước nhất, đừng nói là hỏa tinh nhân giai trung phẩm, cho dù là hỏa tinh nhân giai hạ phẩm thấp nhất bọn họ cũng không thể tìm được. Đừng hâm mộ cũng vô dụng, phụ thân Hỏa Nham La là tông chủ luyện khí tông, hỏa tinh nhân giai trung phẩm này nhất định là tông chủ luyện khí tông dùng thủ pháp đặc thù đánh nhốt vào trong cơ thể Hỏa Nham La, ví như để cho Hỏa Nham La ăn Hàn Băng Thần Tuyền trước áp chế hỏa tinh, sau đó ngồi trên giường hàn ngọc hấp thu, nói như vậy, có khiến cho tu vi cần để hấp thu hỏa tinh hạ xuống hậu thiên sơ kỳ. Tuy rằng Hỏa Nham La chỉ là ngưng mạch đỉnh phong, nhưng mà tư chất kinh người, độ phù hợp hỏa chi nguyên khí lại đạt tới lục phẩm, hạn chế tu vi hậu thiên sơ kỳ cũng không làm khó được hắn. Hàn Băng Thần Tuyền, trời ạ, cái loại này ta chỉ nghe qua, nghe nói một bình nhỏ nhất cũng phải mất 5-6 vạn chân nguyên thạch. Chỉ muốn cho Hỏa Nham La hấp thu Thâm Uyên Chi Hỏa mà dùng hết, thật là xa xỉ mà. Đừng có giận, ai bảo ngươi không có phụ thân tốt, lại nói, với thiên phú của Hỏa sư huynh cho đặt ở nơi nào cũng tốt. Cho dù phân cho chúng ta tài nguyên như vậy, chúng ta cũng không dùng được. Chỉ sợ trực tiếp bị Thâm Uyên Chi Hỏa hỏa tinh đốt thành tro. Ôi, đó là hỏa tinh nhân giai trung phẩm nha. Cả đời ta cũng không dám với, ngụy hỏa tinh của ta ngay cả 500 năm cũng chưa bồi luyện tới. Sau này không biết chừng ta sẽ được một quả hỏa tinh nhân giai hạ phẩm. Ở trong đại điện Thất Huyền Cốc, tông chủ Kiếm Tông quay sang phụ thân Hỏa Nham La Hỏa Huyến cười nói. Lão Hỏa, lần này ngươi đúng là lấy ra cả vốn lẫn lãi nha. Hắn đã sớm biết Hỏa Nham La hấp thu hỏa tinh, nhưng cũng không biết là Thâm Uyên Chi Hỏa nhân giai trung phẩm. Đừng nói nữa, vì để cho đứa con không nên thân này hấp thu Thâm Uyên Chi Hỏa, ta đã khổ sở tốn hơn nửa năm trời. Tuy rằng Hỏa Huyến miệng nói bất mãn, nhưng vẻ tươi cười trên khuôn mặt hắn không có chút bất mãn gì, hiển nhiên vô cùng vừa lòng với con trai của mình. Hơn nữa lần tổng tông hội võ này hắn bỗng nhiên nổi tiếng, tuy rằng muốn lấy được quán quân thật sự khó khăn, nhưng mà chiếm một cái danh ngạch trước 5 cũng dễ dàng, thậm chí có hy vọng đánh vào trước 3. Đối với luyện khí tông không coi kỹ năng chiến đấu là việc chính thì thành tích này đã rất là không tồi rồi. Ta nghe nói, Nham La có độ phù hợp lửa chi chân nguyên lục phẩm hả? Nói chuyện chính là đại trưởng lão Kiếm Tông. Hỏa Huyễn đỏ mặt, hơi lộ ra vẻ đắc ý. Lục phẩm trung đẳng, tạm được. Không nói ra thế, Hỏa Nham La dùng tu vi ngưng mạch đỉnh phong hấp thu hỏa tinh nhân giai trung phẩm, chỉ riêng chuyện này đã nói lên hắn thiên phú kinh người. Nếu không phải hắn thiên phú lục phẩm, Hỏa Huyễn có cho hắn nhiều tài nguyên hơn nữa cũng vô dụng. Trên lôi đài, ngọn lửa trên người con rối cơ giới khó có thể dập tắt, Mộc Cổ Kiếp Nhung mắt thấy con rối của mình đã bị thiêu hủy hơn phân nửa. Nên biết rằng, tài liệu chính tạo thành con rối này đều cứng rắn vô cùng, có thể chịu lửa, đặt vào trong dung nham cũng không bị tiêu hủy dù chỉ một chút, nhưng lại bị Thâm Uyên Chi Hỏa đốt cháy. Về phần khung con rối, đều là canh kim có thể chế tạo bảo khí nhân giai thượng phẩm, cho dù cổ khớp dùng để co giãn cũng dùng Trọng Huyền Nguyên Ngân, bây giờ cũng bị nung chảy rất nhiều, uy lực hỏa tinh nhân giai trung phẩm này có thể thấy được rõ ràng. Điều này chẳng phải rất nhiều bảo khí của võ giả, nếu không có chân nguyên bảo hộ sẽ bị Thâm Uyên Chi Hỏa thiêu cho nóng chảy sao? Hỏa Nham La phải không, ta nhớ kỹ ngươi. Mộc Cổ Kiếp Nhung thu con rối hủy hơn phân nửa vào túi, hai con mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hỏa Nham La. Trận này, ta nhận thua, ngày sau, ta sẽ đòi cả gốc lẫn lời. Hỏa Nham La mày rậm nhíu lại, giọng điệu lạnh lùng nói. Thua còn hung hăng như vậy, ngươi cho ngươi là ai? Hừ, Mộc Cổ Kiếp Nhung hừ lạnh một tiếng, xoay người xuống đài. Hỏa Nham La đang muốn nói gì, đột nhiên phát hiện Mộc Cổ Bạc Vực dưới đài cười lạnh nhìn mình, cặp mắt như rắn độc nhìn chằm chằm con mồi. Hỏa Nham La chỉ cảm thấy lạnh cả người, tuy nhiên nghĩ lại, mình có Thâm Uyên Chi Hỏa, vị tất phải sợ Mộc Cổ Bạc Vực, đốt cháy con rối của hắn xem hắn còn đánh cái gì. Nghĩ như vậy, Hỏa Nham La bớt hẳn lo lắng, không chút ý kỵ đối diện với Mộc Cổ Bạc Vực. Khôi Lỗi Tông nổi tiếng nhất là bao che khuyết điểm, Hỏa Nham La hủy diệt của Mộc Cổ Kiếp Nhung ba con rối, khiến thực lực của hắn giảm mạnh, chuyện này, Mộc Cổ Bạc Vực sẽ thay hắn đòi nợ lại. Hỏa Nham La thắng, trọng tài trưởng lão tuyên bố, dưới đài vang lên tiếng hoan hô, tuy rằng rất nhiều đệ tử Luyện Khí Tông có chút ghen tị nhưng dù sao thiên phú Hỏa Nham La đặt ở nơi nào thì bọn họ cũng tâm phục khẩu phục, bây giờ thân làm đệ tử thân truyền Luyện Khí Tông bọn họ chiến thắng cường địch, bọn họ tự nhiên phải hoan hô. Hơn nữa Luyện Khí Tông xưa nay yếu thế, bỗng nhiên lần này trở nên nổi tiếng, như thế nào cũng có cảm giác vui sướng hãnh diện. Vòng chung kết này, đúng là thay nhau mọc lên, lúc trước có Mộc Cổ Bạc Vực và Lâm Minh giành hết nổi bật, lần này đến phiên Luyện Khí Tông chúng ta. Hắc, có hỏa tinh nhân giai trung phẩm, Hỏa sư huynh thực lực đại trướng, chắc là có thể áp chế Lâm Minh, Huyễn Tiểu Điệp và Cầm Vô Tâm, cũng không biết so với Mộc Cổ Bạc Vực và Khương Bạc Vân như thế nào. Cho dù không địch lại, cũng đứng trước 5, tranh giành trước 3. Nếu vậy Luyện Khí Tông chúng ta nở mặt nở mày rồi. Ở khu tuyển thủ, Lâm Minh vuốt cằm, hắn không nghĩ tới Hỏa Nham La xuất ra một hỏa tinh nhân giai trung phẩm lại dẫn tới chấn động cỡ vậy. Xem ra, hỏa tinh và lôi linh so với ta nghĩ đến còn quý báu hơn, nếu ta nhớ không lầm, Mục Thiên Vũ từng nói qua, đẳng cấp của Tử Giao Thần Lôi là địa giai hạ phẩm. May mà Mục Thanh Hồng đến Thất Huyền Cốc này, nếu không chỉ sợ ta không thể sử dụng Tử Giao Thần Lôi, bây giờ có Mục Thanh Hồng làm chỗ dựa cho ta, ta có thể không cố kỵ bày ra thực lực càng mạnh, càng nhận được nhiều tài nguyên. Lâm Minh đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe trọng tài tuyên bố. Trận đầu vòng thứ 6, Lâm Minh gặp Khương Lan Kiếm. Khương Lan Kiếm, Lâm Minh không khỏi cả kinh, không ngờ gặp Khương Lan Kiếm nhanh như vậy. Khương Lan Kiếm cũng không nghĩ tới trận chiến giữa hắn và Lâm Minh lại đến nhanh như vậy, trận chiến này, hắn rất là chờ mong, có thể nói, ở trong tất cả đối thủ, Lâm Minh chính là người mà Khương Lan Kiếm hy vọng chiến đấu nhất. Cũng không phải là Lâm Minh mạnh nhất, mà trong mắt Khương Lan Kiếm, thực lực Lâm Minh đại khái xếp trước 5, thậm chí có thể tranh giành trước 3 nhưng lý giải của Lâm Minh đối với thương đạo lại khiến hắn rất là tôn trọng, thậm chí so với lý giải trên phương diện kiếm đạo của Khương Bạc Vân cũng không thua kém. Khương Lan Kiếm mong chờ trận chiến này cùng Lâm Minh, kiếm đạo của mình lại nhảy vọt một bước. Chúng ta lên sân khấu đi, trận chiến này, ta đã mong chờ từ lâu, ta sẽ toàn lực ứng phó. Khương, Bạc Vân tràn đầy chiến ý nhìn Lâm Minh, bước chân vừa động, đã xuất hiện ở trên lôi đài. Lâm Minh cũng triển khai thân pháp Kim Bằng Phá Hư, thân ảnh giống như thuấn di, xuất hiện cách mười mấy trượng trước mặt Khương Lan Kiếm. Tất cả người xem, đều nín thở chú ý trận này, thiên tài kiếm đạo và thiên tài thương đạo quyết đấu. So với trận chiến của Lâm Minh và Khương Bạc Vân, hiển nhiên trận chiến giữa Lâm Minh với Khương Lan Kiếm cũng rất đáng xem, bởi vì thực lực hai người bày ra cũng không chênh lệch lắm. Có lẽ lúc này Lâm Minh nổi bật hơn một chút, nhưng mà Khương Lan Kiếm cũng chưa lộ ra con bài chưa lật của hắn. Tần Hạnh Hiên theo bản năng siết chặt hai nắm tay, ở trong tất cả tuyển thủ hạt giống, Khương Lan Kiếm là người nàng tiếp xúc nhiều nhất, mấy lần tiếp xúc, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng sự cường đại của Khương Lan Kiếm, cái loại cảm giác này thậm chí còn vượt qua lão sư Mộc Dịch tiên sinh của nàng. Nói cách khác, Khương Lan Kiếm đặt ở Thiên Vận Quốc ít nhất tương đương với cao thủ hậu thiên trung kỳ. Khương Lan Kiếm mới chỉ 19-20 tuổi, lão sư Mộc Dịch của nàng cũng đã hơn 100 tuổi, chênh lệch bậc này có thể thấy được rõ ràng. Nhớ tới tình cảnh hơn nửa năm trước, mình và lão sư gặp Lâm Minh ở Đại Minh Hiên, Tần Hạnh Hiên cảm khái vạn lần, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, thiếu niên thời điểm gặp mặt đó không tới một năm đã trưởng thành tới mức có thể so sánh với lão sư của nàng. Trường kiếm trong tay Khương Lan Kiếm run lên, một cỗ kiếm khí sắc bén tràn ra, giống như một ngọn núi cao chót vót chìm vào trong mây mù, kiếm khí cao vút, sắc bén quét ngang thiên hạ. Suy suy suy, Lâm Minh có thể nghe được rõ ràng thanh âm kiếm khí của Khương Lan Kiếm đâm phá khí thế của mình, đối với khí thế trầm ổn như núi của Lâm Minh mà nói, kiếm khí của Khương Lan Kiếm hiển nhiên cũng có lực công kích. Kinh hồng nhất kiếm, Khương Lan Kiếm xuất kiếm, tốc độ nhanh tới mức khó tin. Thân ảnh hắn kéo thành tàn ảnh liên tiếp, kiếm quang gần như ngưng tụ thành một sợi dây nhỏ, ẩn giấu trong không khí, trong lúc nhất thời khoảng cách dường như con số 0. Đó là chân nguyên được nén với mức độ cao, tốc độ nhanh tới làm người kinh sợ. Làm sao cản, ánh mắt Lâm Minh híp lại, tầm nhìn của hắn cũng biến mất trong kiếm quang, nhưng mà hắn còn có cảm giác được một ít khí tức bên cạnh hướng gió. Kim Bằng Phá Hư, trong nháy mắt Lâm Minh biến mất tại chỗ, viên gạch dưới chân hắn đã chia 5/7. Xịch xịch xịch, Khương Lan Kiếm quay người lại, liên tục xuất 36 kiếm. Kiếm quang của hắn, mỗi một đạo đều nhỏ như sợi dây, cô động đến cực hạn, chân nguyên thực chất hóa nén ép ở trong kiếm khí với mức độ cao, lợi hại vô cùng. Không chỉ như thế, góc độ xuất kiếm của Khương Lan kiếm cũng cực kỳ xảo quyệt. Căn bản không thể đoán được quỹ tích xuất kiếm của hắn, như linh dương quải rác, không thể tìm ra dấu vết. Trương Ngạn Triệu trong thính phòng thấy một màn như vậy nặng nề hít một ngụm lãnh khí, chân nguyên trong kiếm quang của Khương Lan kiếm cũng không mạnh, thậm chí rất yếu, nhưng qua quá trình nén ở mức độ cao, lại linh hoạt sắc bén vô cùng. Lực công kích huyết phương tam sát của hắn quả thật mạnh tới mức khiến người ta kinh sợ, có thể một đao chớm vỡ lôi đài, tiếp cận lực công kích của cao thủ hậu thiên hậu kỳ. Chỉ luận về lực công kích, Khương Lan kiếm tuyệt đối không bằng mình, nhưng mấu chốt ở chỗ, tốc độ của Khương Lan kiếm sẽ cho hắn một cơ hội sao? Tuy rằng thời gian xúc lực của huyết phương tam sát rất ngắn, nhưng gần như cũng phải mất một giây, đối với cao thủ mà nói, một giây cũng đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Lúc ấy Lâm Minh đứng yên trên lôi đài chờ mình ra chiêu, nhưng nếu là Khương Lan kiếm tại trong nháy mắt kia đã vọt tới trước mặt mình rồi, vậy thì sẽ thế nào? Nghĩ tới tình cảnh, mình đối mặt với không có chỗ nào là không có kiếm quang của Khương Lan kiếm như vậy, Trương Ngạn Triệu âm thầm đổ mồ hôi lạnh, thông qua thôi diễn, hắn phát hiện một khi mình bị kiếm quang như vậy bao phủ, nhất định sẽ thất bại. Ta quá coi thường đệ tử thân truyền Thất Huyền Cốc, vốn tưởng rằng ta có thể tranh được một hạng trước năm, bây giờ xem ra, ngay cả Khương Lan kiếm, ta cũng không đối phó được, muốn tiến vào trước năm, khó. Đấu pháp của Lâm Minh gần giống ta, với khí thế áp nhân, binh khí lại là trọng binh, cũng không am hiểu tốc độ, hắn làm sao chống đỡ được. Công kích của Khương Lan kiếm cũng không có cảm giác long trời lở đất gì, nhưng lại vô cùng sắc bén. Này với công kích của Trương Ngạn Triệu là hai thái cực, Trương Ngạn Triệu nghĩ không ra Lâm Minh dùng biện pháp gì chống lại kiếm của Khương Lan kiếm, chẳng lẽ chuỗi trận thắng liên tiếp của Lâm Minh cũng dừng tại đây sao? Trong nháy mắt Trương Ngạn Triệu nảy ra ý nghĩ này, cũng là phần lớn ý nghĩ trong lòng những trưởng lão Thất Huyền Cốc ở đây, Kiếm Tông được xưng tông môn mạnh nhất Thất Huyền Cốc, cũng không phải là không có căn cứ, kiếm đạo linh hoạt, sắc bén, quỷ dị, nhanh chóng. Những thứ này đều được Khương Lan kiếm phát huy tới cực hạn. Trên lôi đài Lâm Minh liên tiếp thối lui mười mấy trượng, ngay lúc lui tới cạnh lôi đài, trong khoảnh khắc không thể tiếp tục lui kia, hắn ra thương, vẫn là thế thương ẩn chứa đại thế thiên địa, đối mặt với kiếm của Khương Lan kiếm, cho dù hắn sử dụng Bạo Vũ Lê Hoa thương, cũng không đuổi kịp kiếm quang mãnh liệt này, nhưng Lâm Minh vẫn còn cách ứng phó khác. Lúc trước khi Lâm Minh đối mặt với Chu Viêm, đối phương cũng dùng đối pháp nhanh tới mức tận cùng nhưng vẫn bị Lâm Minh ngăn cản, Chu Viêm chớm ra 3, 4 kiếm, Lâm Minh chỉ đâm ra một thương. Thứ hắn dựa vào chính là luyện lực như tơ, chân nguyên mênh mông chấn động trực tiếp đẩy ra phần lớn kiếm quang của Chu Viêm. Thực lực của Khương Lan kiếm tự nhiên hơn xa Chu Viêm, kiếm quang ngưng luyện đến mức tận cùng, có thể đủ đột phá chân nguyên chấn động, nhưng nếu trong chân nguyên chấn động ra chỉ thêm chân long lực thì sao? Trong nháy mắt kia, chân nguyên Lâm Minh biến thành màu xanh da trời thuần túy. Thanh thương chân nguyên không ngừng sinh sôi trào ra, đinh 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 đinh, vô số kiếm quang Khương Lan kiếm chút xuống thương mang, trong nháy mắt Khương Lan kiếm chỉ cảm thấy mỗi một kiếm của hắn dường như đâm vào một ngọn núi lớn, chân nguyên bám vào thương của Lâm Minh mang theo một cỗ chấn động trầm trọng, hơn nữa không ngừng sinh sôi, mặc cho kiếm quang của hắn cô động cỡ nào, cũng không thể đâm thủng. Bồng bồng bồng, kiếm quang của Khương Lan kiếm mạnh mẽ bị đánh tan. Thanh thương chân nguyên mênh mông như thủy triều cuồn cuộn vào tới Khương Lan kiếm, mặc cho kiếm quang hắn nhanh tới mức nào cuối cùng cũng bị chân nguyên mênh mông này phá vỡ, nếu là người bình thường dùng thủ đoạn này để phòng ngự, đã sớm bị Khương Lan kiếm đâm thủng rồi. Nhưng thanh thương chân nguyên của Lâm Minh lại không ngừng sinh sôi, không thể lay chuyển. Loại lực cản khổng lồ này khiến cho Khương Lan kiếm cảm thấy kiếm của mình như cá lao vào vũng bùn, tốc độ giảm mạnh. Hả, sợ hãi, Khương Lan kiếm trong lòng kinh hãi, trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy tim mình dường như bị chấn động cuồn cuộn này ảnh hưởng, máu trong người dường như muốn chảy ngược, chân nguyên trong kinh mạch cũng loạn cả lên, đây là chuyện gì xảy ra? Phá, Lâm Minh lại đâm ra một thương, Khương Lan kiếm hốt hoảng chống đỡ một kích này, liên tiếp thối lui mười mấy bước. Trong người khí huyết nhộn nhạo. Khương Lan kiếm biến sắc, là lực chấn động, ngươi lĩnh ngộ ý cảnh sao? Ý cảnh, Lâm Minh thoáng sửng sốt, bởi vì hắn tu luyện Kim Bằng Phá Hư, đúng là lĩnh ngộ Phong Trì ý cảnh còn lại, hắn hoàn toàn không hiểu, hơn nữa cũng không có thời gian đi tìm hiểu. Đem thanh thương chân nguyên dung nhập vào trong luyện lực như tơ, hiệu quả tốt lạ thường, đây chỉ là bước đầu mình dung nhập nghịch lân chi huyết mà thôi, nếu phát huy ra toàn bộ uy lực nghịch lân chi huyết, nói vậy sẽ càng mạnh. Khó trách Vu Thần liệt nghịch lân chi huyết vào bảo vật quý báu nhất trong Vu Thần Thánh Địa. Biến hóa thình lình này khiến người xem khó hiểu, bọn họ lúc nãy chỉ thấy Khương Lan kiếm phát ra kiếm quang linh hoạt, sắc bén vô cùng, nhưng lại bị một thương của Lâm Minh bức lui, căn bản không rõ điều gì xảy ra. Trương Ngạn Triệu lại như lọt vào trong sương mù, vốn hắn còn nghĩ Lâm Minh sẽ bị đánh bại, nhưng không rõ vì sao lại có biến cố này. Khương trưởng lão, vừa rồi là chuyện gì? Chẳng những là người xem không rõ, rất nhiều trưởng lão cũng không thể nhìn ra huyền cơ, lực chấn động. Nếu không tự mình cảm thụ, chỉ bằng nhãn lực rất khó nhìn ra. Khương trưởng lão chính là đại trưởng lão Kiếm Tông, Khương Lan kiếm đúng là một tay hắn dìu dắt. Là một loại ý cảnh, Khương trưởng lão mở miệng, cái gọi là ý cảnh, chính là cách vận dụng pháp tắc tự nhiên nào đó, không hề nghi ngờ, một thương vừa rồi của Lâm Minh ẩn chứa một loại pháp tắc, cũng chính loại pháp tắc này, đánh tan thế công của Khương Lan Kiếm. Ý cảnh, một đứa nhỏ 16 tuổi đã lĩnh ngộ ý cảnh, vận dụng pháp tắc. Tiểu tử này ngộ tính cũng quá kinh người đi, Lan Kiếm cũng không phải không lĩnh ngộ ý cảnh chứ. Lĩnh ngộ, nhưng cũng không bằng đối phương. Khương trưởng lão trầm giọng nói, thiên phú của Khương Lan Kiếm đã thập phần kinh người, nếu không phải Khương Bạc Vân càng xuất sắc, đệ tử thân truyền tất nhiên là Khương Lan Kiếm. Khương Lan Kiếm nhiều tuổi hơn Lâm Minh, hơn nữa lại do một tay mình hướng dẫn, mới miễn cưỡng chạm đến cánh cửa ý cảnh. Ý cảnh chính là vận dụng lực lượng pháp tắc, lực lượng pháp tắc là lực lượng căn nguyên vũ trụ, muốn tìm hiểu. Nói dễ hơn làm, từ điểm này mà nhìn, Lâm Minh xuất sắc hơn Khương Lan Kiếm rất nhiều. Trên lôi đài, Lâm Minh cũng hơi trầm ngâm, lực chấn động của hắn, muốn nói thực là ý cảnh, cũng rất đúng. Luyện lực như tơ có thể nói là pháp tắc chấn động, cùng với vô số đơn nguyên dung hợp bên trong nhân thể, hầu hết võ giả thiên diễn đại lục, thậm chí không biết được cấu thành từ vô số đơn nguyên, càng đừng nói tìm hiểu loại pháp tắc này. Lâm Minh, người gây cho ta rất nhiều kinh ngạc. Khương Lan Kiếm hít sâu một hơi, chân nguyên trong cơ thể lặng lẽ xảy ra biến hóa, khí thế của hắn cũng trở nên mơ mơ hồ hồ, khó có thể nắm bắt. Khương Lan Kiếm đã chạm đến cánh cửa phong trì ý cảnh, dưới sự chỉ dẫn tận tình của đại trưởng lão Kiếm Tông, Khương Lan Kiếm đã đem phong trì ý cảnh dung nhập vào trong kiếm chiêu của mình, vốn đây là con bài chưa lật của hắn, nhưng bây giờ lại phải sử dụng ra, kỳ thật mặc dù dùng phong trì ý cảnh, Khương Lan Kiếm cũng không hề nắm chắc, Lâm Minh giống như một cái đầm sâu, không thể đoán được cực hạn của hắn ở mức nào. Phong trì ý cảnh, kiếm quang Khương Lan Kiếm vừa bắt đầu đã ngưng tụ thành sợi, sau đó đột nhiên tản ra, kiếm khí như gió, vô tung vô ảnh. Lâm Minh ánh mắt sáng lên, phong trì ý cảnh có thể dùng như vậy sao? Lâm Minh lĩnh ngộ phong trì ý cảnh đã từ rất lâu, phong trì ý cảnh hắn lĩnh ngộ chiếu theo thân pháp đỉnh cấp Kim Bằng Phá Hư từ thần vực. Kim Bằng Phá Hư là do một vị tiền bối đại năng sau khi dùng thời gian dài quan sát Kim Sĩ Đại Bằng với chân long chiến đấu, bế quan tìm hiểu 60 năm mới lĩnh ngộ ra được. Kim Sĩ Đại Bằng là thần thú phong hệ, có thể nói là thủy tổ phong hệ, phong trì ý cảnh lĩnh ngộ được từ thân pháp của nó, cảnh giới cao mức nào, vừa nghĩ cũng biết. Ngộ tính của Lâm Minh không quá cao, nhưng mà tuyệt đối không thấp, thời gian dài. Như vậy, tuy rằng hắn chỉ tìm hiểu một ít da lông của Kim Bằng Phá Hư, nhưng cũng không phải võ giả thiên diễn đại lục có thể bằng được, thậm chí rất nhiều võ giả tinh nghiên phong hệ chân nguyên cũng không bằng được. Đây là sự khác biệt ở điểm khởi đầu, phong trì ý cảnh của Lâm Minh khởi đầu ở điểm cao tới mức thái quá, đệ tử của Thất Huyền Cốc cố gắng cả đời cũng không thể nhìn lên, giống như những võ giả bình dân, có cố gắng cả đời cũng không thể với tới bọn họ vậy. Mặc dù Lâm Minh ở trên phong trì ý cảnh đạt cảnh giới rất cao, nhưng luận về phương pháp vận dụng hắn chỉ có thể tự mình lần mò, trước đó, Lâm Minh chỉ đem phong trì ý cảnh dùng vào thân pháp, cũng không biết phong trì ý cảnh cũng có thể dùng để công kích. Ta rất muốn nhìn, làm sao có thể vận dụng phong trì ý cảnh để công kích, chuyện này là một chỉ dẫn rất tốt đối với ta. Lâm Minh vận khởi linh hồn lực, nhất cử nhất động của Khương Lan Kiếm đều khắc sâu vào trong linh hồn hắn. Kiếm của Khương Lan Kiếm dường như tan vào trong không khí, hoàn toàn không nhìn thấy thân kiếm, chỉ có kiếm quang lóe lên. Vù vù vù, gió xung quanh cũng bị kiếm khí của Khương Lan Kiếm hấp dẫn, ngưng tụ thành con lốc. Gió nổi, bằng 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 bằng, chuyện vừa hoàn thành bằng 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 bằng. 1. Đông à, hạ lạnh. 2. Đoạn ký ức bị đánh mất. 3. Thiếu niên tai mèo của nàng. 4. Không hẹn mà đến. Bằng 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 bằng. Trong thính phòng, mọi người cảm giác không khí có biến hóa, giống như tất cả dòng khí đều hội tụ về phía trung ương lôi đài. Làm sao có thể, trên lôi đài có pháp trận thủ hộ, chân nguyên Khương Lan Kiếm không thể thấm ra được mới đúng chứ. Rất nhiều đệ tử tỏ vẻ khó hiểu, lúc này, một tên đệ tử Kiếm Tông ngạo nghễ nói. Các ngươi biết cái gì, ý cảnh chính là lực lượng pháp tắc, Khương Sư Huynh đã nắm giữ lực lượng pháp tắc, đã tiếp cận đứng trên đỉnh cao quan sát chúng ta, loại pháp trận thủ hộ phát ra từ căn nguyên lực lượng ngăn cản cấp bậc hậu thiên này làm sao cản được. Lực lượng pháp tắc, căn bản không cần va chạm chính diện, có thể xuyên qua trận pháp cấp hậu thiên sao? Chung quanh bất kể là đệ tử của Thất Huyền Cốc, hay là đệ tử 36 nước, 16 gia tộc tu võ cũng vô cùng giật mình, vậy cũng quá biến thái đi. Lĩnh ngộ ý cảnh có thể quản trận pháp, vậy đệ tử Trận Tông chống lại đối thủ lĩnh ngộ ý cảnh còn đánh gì nữa? Một tên võ giả 36 nước khiêm tốn hỏi, tên đệ tử Kiếm Tông khinh thường trắng mắt liếc hắn một cái. Hừ, ngươi cho là ý cảnh dễ lĩnh ngộ như vậy sao? Loại lực lượng này đối với các ngươi nói rất là xa vời, đừng nói 36 nước các ngươi. Cho dù toàn bộ thế hệ trẻ tuổi Thất Huyền Cốc chúng ta, người lĩnh ngộ ý cảnh cũng không vượt quá một bàn tay. Muốn dùng trận pháp khắc chế ý cảnh cũng không khó, chỉ cần bản thân trận pháp sư cũng lĩnh ngộ ý cảnh, đem ý cảnh gia trì vào trong trận pháp là được. Không vượt quá một bàn tay, nghe con số này, rất nhiều đệ tử ở đây hít một ngụm lương khí, thế hệ trẻ tuổi nơi này, chính là chỉ đệ tử dưới 26 tuổi. Không chỉ bao gồm những người lần hội võ này mà còn bao gồm cả lần hội võ trước. Kể cả những thiên tài giỏi nhất, cộng hết lại, tổng cộng mới không vượt quá 5 người lĩnh ngộ ý cảnh. Nếu con số này là thực, vậy thì ngộ tính của Khương Lan Kiếm tuyệt đối là cấp yêu nghiệt. Nếu không phải gặp Khương Bạc Vân càng yêu nghiệt hơn, hắn tuyệt đối trở thành đệ tử thân truyền Kiếm Tông. Gió trên lôi đài gió càng ngày càng mạnh, khi khí lưu khắp nơi hội tụ tới mức tận cùng, Khương Lan Kiếm động, thân ảnh trở nên mơ hồ. Thanh phong tuyệt sát kiếm, trong nháy mắt, gió trên không trung dường như ngưng lại, trường kiếm trong tay Khương Lan Kiếm đâm ra, 72 đạo kiếm khí linh hoạt, sắc bén xả sung hữu đột, đâm thẳng tới Lâm Minh, nhưng mà kiếm của hắn lại biến mất trong gió, hoặc là nói, gió đầy trời chính là kiếm của hắn. Ánh mắt Lâm Minh chợt lóe lên tinh quang, chân nguyên rót vào trong gió, kiếm khí hóa gió, lấy gió làm kiếm, đây là cách vận dụng phong trì ý cảnh sao? Trường thương trong tay ngâm lên ô ô, chân nguyên chấn động gào thét tràn ra, Lâm Minh đang muốn đỡ kiếm khí của Khương Lan Kiếm đột nhiên đồng tử co rụt lại. Lâm Minh hoàn toàn không nghĩ tới, thứ đầu tiên hắn đối mặt không phải là kiếm khí Khương Lan Kiếm phóng xuất ra, mà là ánh mắt sắc bén linh hoạt gần trong gang tấc của Khương Lan Kiếm. Hả? Lâm Minh trong lòng kinh hãi, thân pháp so với kiếm khí còn nhanh hơn. Xịch, trường kiếm xẻ lên đường cong dày đặc, không ngờ kiếm khí linh hoạt, sắc bén của Khương Lan Kiếm trước một bước đâm tới trước người Lâm Minh, một kiếm đâm ra. Khoảng cách gần như thế, lại dung hợp với phong trì ý ảnh, tốc độ nhanh như thế căn bản không phải Lâm Minh có khả năng tránh được, cũng không kịp giơ thương ra chắn. Trong lúc mảnh chỉ treo chuông, Lâm Minh cũng hóa trưởng thành đao, một trưởng chớm lên kiếm phong của Khương Lan Kiếm. Dùng trưởng chặn kiếm, điên rồi, gần như trong lòng tất cả người ở đây đều hiện lên ý niệm này trong đầu, kiếm thương khác nhau, thương có thể dùng tay chớm lên cán thương, nhưng kiếm hai bên đều là lưỡi kiếm sắc bên, lại ẩn chứa kiếm khí vô cùng sắc bén, linh hoạt, huống chi, người xuất kiếm còn là thiên tài kiếm đạo như Khương Lan Kiếm. Cho dù là một khối huyền thiết, cũng sẽ bị một kiếm của Khương Lan Kiếm chấm đôi. Lâm Minh không cần tay nữa sao? Tình cảnh nhanh như chớp, người xem còn không kịp nghĩ lại, bàn tay Lâm Minh đã vỗ mạnh lên trên kiếm phong. Thanh thương chân nguyên mãnh liệt tràn ra, chân nguyên chấn động, một cỗ lực lượng chấn động giống như thủy triều nhằm về phía kiếm phong. Suy suy suy, kiếm của Khương Lan Kiếm sắc bén cỡ nào, chân nguyên không ngừng bị chớm ra, nhưng mà thanh thương chân nguyên lại không ngừng sinh sôi, trong lúc nhất thời vẫn không bị xé rách. Khương Lan Kiếm kinh hãi, đang muốn thúc giục chân nguyên trong cơ thể phá vỡ chân nguyên của Lâm Minh, nhưng đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được thân kiếm chấn động kịch liệt, chân nguyên Lâm Minh lại tiến vào trong kiếm, đánh tan kiếm khí của hắn. Cái gì? Khương Lan Kiếm kinh hãi không thôi, hắn rút kiếm bạo lui, mà ngay lúc hắn thối lui, 72 đạo kiếm khí từ hai bên sườn hắn lao ra, đâm thẳng đến Lâm Minh. Đây là kiếm khí lúc trước hắn phát ra, hoàn toàn dung nhập vào trong gió, phát trước tới sau, không hề sơ hở công kích tới, căn bản phản ứng không kịp. Lúc này Lâm Minh vừa mới đỡ xong công kích của Khương Lan Kiếm, cũ lực đã hết, lực mới chưa sinh, căn bản không thể ngăn cản. Lâm Minh quát lớn một tiếng, cả người bạo lui, cùng lúc đó, chân nguyên màu xanh hộ thể bạo phát. Tà thần lực mở ra, thanh thương chân nguyên không hề giữ lại chút xuống. Phốc 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 phốc, tuy rằng miễn cưỡng tránh được phần lớn kiếm khí, nhưng vẫn có một phần kiếm khí ẩn chứa phong trì ý cảnh đâm lên chân nguyên hộ thể của Lâm Minh. Cho dù tà thần lực mở ra, kiếm khí vẫn xuyên qua chân nguyên hộ thể đâm vào da thịt hắn. Nhưng mà, nhục thể của Lâm Minh sau khi trải qua vô thần tháp cải tạo cũng mạnh tới biến thái. Máu tươi bắn ra, Lâm Minh lui về phía sau mấy chục trượng mới ổn định được thân ảnh, cả người đính 13 kiếm. Sau khi thanh thương chân nguyên hộ thể làm suy yếu, uy lực kiếm khí cũng giảm hơn phân nửa, đâm vào trong cơ thể cường hãn của Lâm Minh cũng không đủ một tấc. Đối với võ giả chân nguyên dịch cân luyện cốt mà nói, đây chỉ tính là bị thương ngoài da. Mắt thấy Lâm Minh giống như không bị gì đứng trên lôi đài, tất cả người đều há to miệng. Đây, thân thể tên Lâm Minh này làm bằng sắt sao? Cho dù là sắt thì cũng bị cắt thành mảnh vụn rồi ấy chứ. Lấy tay, chắn kiếm, tay không bị gì, kiếm bị văng ra. Dùng thân thể cứng rắn chống lại kiếm khí, chỉ bị thương ngoài da một chút. Đây là phòng ngự biến thái cỡ nào? Nên biết rằng, kiếm này và kiếm khí do Khương Lan Kiếm phát ra, hơn nữa dung nhập phong trì ý cảnh, Kiếm Tông công kích mạnh, ở toàn bộ Thất Huyền Cốc được liệt danh hạng nhất. Khương Lan Kiếm lại là thiên tài thứ hai trong thế hệ trẻ tuổi Kiếm Tông, kiếm khí của hắn có thể thoải mái chớm tan huyền thiết. Trong thính phòng, Trương Ngạn Triệu ngập tràn cảm xúc, hắn giả lập mình và Lâm Minh thay đổi vị trí cho nhau, đối mặt với Khương Lan Kiếm vận dụng phong trì ý cảnh như vậy, hắn cũng nản lòng phát hiện, nhất định mình sẽ thất bại. Đừng nói là 72 đạo kiếm khí phát trước tới sau, ngay cả kiếm thứ nhất Khương Lan Kiếm thi triển ra hắn cũng không đỡ được. Thật sự quá nhanh, hắn cũng không có năng lực dùng tay không đỡ kiếm, khi chiến đấu với Lâm Minh, hắn dùng tay vỗ lên cán thương Lâm Minh thôi, hổ khẩu cũng đã bị tách tả tơi, nếu cứng rắn chắn kiếm của Khương Lan Kiếm coi như cánh tay trực tiếp không còn. Đây là con bài chưa lật của Khương Lan Kiếm sao? Không ngờ lại lĩnh ngộ phong trì ý cảnh, nếu không phải gặp Lâm Minh, có mấy người có thể ngăn cản kiếm kỹ tuyệt sát của hắn. Lâm Minh thật là biến thái, kiếm kỹ như vậy cũng không thắng được hắn, rốt cuộc ai mới có thể ngăn cản được bước chân của hắn. Trên lôi đài, Lâm Minh tay cầm trường thương đứng thẳng tắp, đối diện với Khương Lan Kiếm. Phong Trì Ý Cảnh, biến hóa khó lường, không thể tìm ra dấu vết. Khương Lan Kiếm đúng là thiên tài, có thể đem Phong Trì Ý Cảnh tổ hợp ra kiếm kỹ như vậy, nếu ta không có kỳ ngộ ở Vu Thần Tháp, vậy thì một kiếm này ta đã thua rồi. Khương Lan Kiếm đã mạnh như vậy rồi, vậy Khương Bạc Vân còn tới trình độ nào? Xem ra ta quá coi thường thiên tài Thất Huyền Cốc rồi, dù sao bọn họ cũng lớn hơn ta 3-4 tuổi. Khương Lan Kiếm ánh mắt sáng quắc, kiếm khí vô dụng với hắn sao? Thanh thương chân nguyên hộ thể kia của Lâm Minh quá mạnh mẽ, hình như lực phòng ngự thân thể của hắn cũng kinh người, thật không biết hắn rốt cuộc có thể chất gì, làm sao luyện ra thanh thương chân nguyên này. Kiếm khí vô dụng, ta chỉ có thể sử dụng kiếm trực tiếp công kích. Khương Lan Kiếm hai chân bước ra, Phong Trì Ý Cảnh lại khởi động. Tuyệt Phong Thất Kiếm, kiếm quang hòa vào trong gió, lần này, Khương Lan Kiếm lựa chọn trực tiếp dùng kiếm công kích. Mất đi kiếm khí quỷ mị, công kích của Khương Lan Kiếm trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, Lâm Minh thúc giục thanh thương chân nguyên chấn động, một thương đánh tan công kích Khương Lan Kiếm. Nhưng mà tuy rằng công kích bị đánh lui nhưng kiếm khí vẫn như trước hòa tan trong Phong Trì Ý Cảnh, căn bản không thể đánh tan, bất kể là đao hay kiếm, hay là thương cũng không thể chặt đứt được gió. Hai người chiến đấu kịch liệt, giao thủ càng lúc càng nhanh, trong lòng Lâm Minh càng lúc càng cảm thụ rõ ràng. Gió vĩnh viễn không tán đi, cho nên công kích kiếm khí trong Phong Trì Ý Cảnh cũng sẽ không bị đánh tan, ta đã hiểu. Để cho ta thể ngộ được ít làm cách nào dung nhập Phong Trì Ý Cảnh vào trong thương chiêu. Trong khi lần lượt so chiêu với Khương Lan Kiếm, trong nháy mắt, trường thương Lâm Minh hóa thành vô số ảo ảnh. Bạo Vũ Lê Hoa, trong thương quyết cơ sở, không có chiêu nào so với chiêu Bạo Vũ Lê Hoa thích hợp thi triển Phong Trì Ý Cảnh hơn. Thương mang dung nhập vào trong gió, vô ảnh vô hình, chân nguyên bạo khởi, mũi thương hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén đâm thẳng tới Khương Lan Kiếm. Biến cố thình lình này khiến cho Khương Lan Kiếm đau đớn kêu lên một tiếng, thân ảnh bạo lui. Hắn áp chế huyết khí nhộn nhao trong người, khó có thể tin nhìn Lâm Minh. Đây chẳng lẽ là Phong Trì Ý Cảnh? Không có khả năng, lời nói của Khương Lan Kiếm rõ ràng truyền tới tai từng người ở đây, tất cả người xem đều không khỏi dại mặt ra. Vẻ mặt Khương Lan Kiếm kinh sắc, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, rõ ràng Lâm Minh dùng được Phong Trì Ý Cảnh, hơn nữa mơ hồ, cảnh giới Phong Trì Ý Cảnh của Lâm Minh so với hắn còn cao hơn. Thật giống như đụng chạm đến phong chi căn nguyên, điều này sao có thể? Cả chàng tỷ võ yên lặng như tờ, mấy thời gian hô hấp sau, tiếng nghị luận huyên náo ầm ầm phát ra. Lâm Minh thế nhưng cũng hiểu Phong Trì Ý Cảnh, tại sao có thể như vậy? Đệ tử Kiếm Tông của Thất Huyền Cốc lúc trước đã giải thích qua cho người chung quanh về việc lĩnh ngộ Phong Trì Ý Cảnh có nhiều khó khăn tới mức nào, lúc này cảm giác không cách nào tiếp nhận sự thật này, cả thế hệ trẻ từ 26 tuổi trở xuống của Thất Huyền Cốc, người lĩnh ngộ ý cảnh không cao hơn một bàn tay, hơn nữa đều là sau 19-20 tuổi mới lĩnh ngộ, Lâm Minh mới 16 tuổi, lại là xuất thân từ 36 nước, ai đã chỉ đạo cho hắn lĩnh ngộ Phong Trì Ý Cảnh? Chẳng lẽ là vô sự tự thông? Ha ha, người còn nói đệ tử của 36 nước chúng ta không thể lĩnh ngộ Phong Trì Ý Cảnh, hiện tại như thế nào? Đệ tử của 36 nước chung quanh có cảm giác hãnh diện, lúc trước luôn bị mấy người này dùng giọng khinh bỉ, giống như người thành phố lớn nói chuyện với nông dân, trong lòng bọn họ đã sớm ngậm một bụng lửa giận, song lúc trước bọn họ cũng không hiểu Phong Trì Ý Cảnh là cái gì. Càng không biết Lâm Minh lĩnh ngộ không, chỉ có thể ngậm miệng nghe người ta nói khoác. Hiện tại, rốt cuộc có thể xả cục tức, chính là Phong Trì Ý Cảnh, ngay cả đệ tử Thất Huyền Cốc cũng có thể có 5 người lĩnh ngộ, đối với Lâm Minh mà nói lại tính là cái gì? Nói không chừng Lâm Minh vốn là còn không có lĩnh ngộ Phong Trì Ý Cảnh, là sau khi thấy Khương Lan Kiếm thi triển Phong Trì Ý Cảnh mới lĩnh ngộ loại vật này, đối với Lâm Minh mà nói cũng chính là chuyện nửa nén hương. Đúng vậy, bằng không làm sao Lâm Minh kéo dài lâu như vậy không có kết thúc chiến đấu, nhất định là muốn tìm hiểu Phong Trì Ý Cảnh từ trên người Khương Lan Kiếm. Một gã đệ tử ý tưởng đột phát, lập tức nhận được rất nhiều sự đồng ý, trong suy nghĩ của bọn họ, mặc dù Phong Trì Ý Cảnh nghe rất lợi hại, nhưng đối với Lâm Minh gần như không gì làm không được mà nói, ngộ đạo một chút không sai biệt lắm liền làm xong, căn bản không đáng kể chút nào. Nghe ngôn luận như thế lan tràn ra, đệ tử Kiếm Tông của Thất Huyền Cốc cười khổ một tiếng, cũng lười tranh cãi cùng bọn họ. Bọn họ cho Phong Trì Ý Cảnh là ra oải trắng sao, muốn ăn tự ăn. Ở trong đại điện Thất Huyền Cốc, mấy đại trưởng lão đều có chút nhất thời chịu không được. Gặp qua thiên tài trong thiên tài chưa từng thấy như vậy. Hắn thế nhưng có thể lĩnh ngộ ý cảnh, thật giống như không có gì mà Lâm Minh sẽ không làm được. Đại trưởng lão Kiếm Tông bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Minh chẳng những lĩnh ngộ Phong Trì Ý Cảnh, hơn nữa cảnh giới rất cao, đáng tiếc Lan Kiếm còn nghĩ Phong Trì Ý Cảnh là lá bài tẩy của mình, không nghĩ tới cũng là múa rìu qua mắt thợ. Sử Tông Thiên trầm mặc không nói, Khương Lan Kiếm đã là thiên tài trong thiên tài, Phong Trì Ý Cảnh cũng đủ để làm đòn sát thủ. Đáng tiếc đối thủ của Khương Lan Kiếm là Lâm Minh. Nhìn vẻ mặt sợ hãi than trên mặt những trưởng lão này, nụ cười trên mặt Mục Thanh Hồng càng ngày càng mạnh mẽ. Nàng cảm giác Lâm Minh quả thực chính là một bảo tàng có thể đào móc vô tận, luôn có thể mang đến cho người ta vui mừng mới. Nếu như nói, ví dụ như Tử Giao Thần Lôi, những đồ này có thể dựa vào cơ duyên để nhận được, tu vi cá nhân có thể dựa vào thiên tài địa bảo để đề cao, như vậy bản thân Lâm Minh lĩnh ngộ phong chi ý cảnh cùng thương đạo, còn có võ ý của hắn, vậy thì phải thuần túy dựa vào ngộ tính cùng võ đạo chi tâm của cá nhân, cái gì cơ? Duyên cũng không giúp được hắn, một người ở trên tứ đại phương diện, thương đạo, ý cảnh, võ ý, linh hồn lực đồng thời lấy được thành tích kinh người, đồng thời tu vi cá nhân còn đứng đầu ở những người bạn cùng lứa tuổi, lại có độ phù hợp lôi nguyên khí là phẩm cấp cao cấp, chính là tu vi luyện cốt kỳ hấp thu tử giao thần lôi. Trong cơ thể hư hư thực thực có huyết mạch thượng cổ man thú. Tồn tại của Lâm Minh quả thực đã ra ngoài lẽ thường. Mục Thanh Hồng thầm nghĩ trong lòng, cho dù là Thiên Vũ, cũng không có hoàn toàn hiểu rõ Lâm Minh, chắc hẳn Lâm Minh so sánh với Thiên Vũ còn xuất sắc hơn. Thiên tài bậc này, thần hoàng đảo ta sẽ không bỏ qua. Trên lôi đài, Khương Lan Kiếm thở dài một tiếng. Lâm Minh, thiên phú của ngươi là Khương Lan Kiếm bình sinh mới thấy, cuộc tỷ thí này, sợ rằng ta đã thua, tuy nhiên không tới một khắc cuối cùng, ta sẽ không thả kiếm trong tay. Khương Lan Kiếm vừa nói vừa run run kiếm phong, nhắm thẳng vào Lâm Minh. Tốt, ta cũng muốn chiến thống khoái cùng ngươi. Lâm Minh ha ha cười một tiếng, lời nói của Khương Lan Kiếm rất hợp với tâm ý của hắn, hắn cần tiếp tục luận bàn với Khương Lan Kiếm, tiếp tục hiểu được phong chi ý cảnh. Kinh hồng nhất kiếm, Khương Lan Kiếm xuất kiếm lần nữa, cuồng phong gào thét, thương chiêu của Lâm Minh cũng sáp nhập vào trong gió, dưới sự gia trì của phong chi ý cảnh, tốc độ ra thương của Lâm Minh đạt đến một cái trình độ khủng bố, chỉ nghe từng đợt tiếng xé gió sắc bén của trường thương, thương ảnh đầy trời. Nếu như miễn cưỡng mà nói thương pháp của Lâm Minh có nhược điểm gì, đó chính là công tốc chậm. Thật ra thì điều này cũng không có thể coi là khuyết điểm, thương vốn là thiên hướng về trọng binh khí, chú ý chính là lấy thế đè người, lấy lực phá xảo, không thể nào phát huy tốc độ đến mức tận cùng giống như kiếm. Cho nên Lâm Minh trước trận đánh với Khương Lan Kiếm, kiếm quang cuồn cuộn mãnh liệt, chỉ có thể dựa vào chân nguyên chấn động để ngăn chặn. Mà hiện tại, có phong chỉ ý cảnh gia trì, thương của hắn cũng không chậm hơn bao nhiêu so sánh với kiếm của Khương Lan Kiếm. Đinh 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 đinh, ngắn ngủi mấy thời gian hô hấp, Lâm Minh cùng Khương Lan Kiếm không biết so chiêu bao nhiêu lần, thương kiếm va chạm, tốc độ của Lâm Minh thế nhưng không có rơi vào hạ phong. Thậm chí gió chung quanh cũng bắt đầu nghe hiệu lệnh của Lâm Minh, ngưng tụ thành phong nhận công tới Khương Lan Kiếm. Trưởng lão trên Thất Huyền Đại Điện càng xem càng kinh hãi, vốn là đã nhìn ra Lâm Minh lĩnh ngộ phong chi ý cảnh rất cao, hiện tại phát hiện vẫn là đánh giá thấp hắn. Trong chiến đấu kéo dài, phong chi ý cảnh của Lâm Minh càng ngày càng thuần thục, đã cao tới trình độ mà không phải là Khương Lan Kiếm có thể so với. Không cách nào tưởng tượng hắn tìm hiểu như thế nào. Đại trưởng lão Kiếm Tông cảm khái, để cho Trọng Huyền Nguyên Ngân Thương 1200 cân đuổi theo tốc độ của kiếm, phong chi ý cảnh của Lâm Minh bất khả tư nghị. Ta làm sao cảm thấy, thật giống như Lâm Minh không ngừng tiến bộ ở trong chiến đấu, các người có phát hiện hay không, Lâm Minh đang bắt chước chiêu thức của Lan Kiếm. Một trưởng lão lơ đãng nói ra một câu nói, đều là sự sợ hãi. Kinh hồng nhất kiếm của Khương Lan Kiếm có thể đem thân kiếm ẩn nấp ở trong gió, Lâm Minh cũng đem thương ẩn nấp ở trong gió giống như vậy. Khương Lan Kiếm ngưng tụ phong nhận công kích, Lâm Minh cũng là như thế. Khương Lan Kiếm để cho kiếm khí dung hợp cùng gió, chỉ cần gió không tiêu tan, kiếm khí không tiêu tan, Lâm Minh cũng đem thương mang dung nhập vào trong gió, chỗ nào cũng có. Hắn đang học chiêu thức của Lan Kiếm, trời ạ, chẳng lẽ nói, lúc trước căn bản là hắn không có lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, là lĩnh ngộ trong lúc giao thủ cùng Lan Kiếm. Không thể nào, cho dù là thiên tài, đi nữa cũng sẽ không thể như thế, nhất định là hắn đã sớm lĩnh ngộ, nhưng là lại không có sư phụ dạy, cho nên hắn chỉ là bằng vào ngộ tính nghịch thiên để lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, cũng không hiểu được vận dụng vào bên trong công kích như thế nào. Hiện tại từ trên người Lan Kiếm tìm được linh cảm, vô sự tự thông mà lĩnh ngộ phong chi ý cảnh cũng vượt qua Lan Kiếm nhiều như vậy, thiếu niên này, quá kinh khủng. Ở trên lôi đài, thắng bại đã sáng tỏ, 9 thành phong lực trở lên cũng đều do Lâm Minh điều khiển, phong lực mà Khương Lan Kiếm có thể thúc giục chưa tới 1 thành mà thôi. Đón đỡ một lần công kích của Lâm Minh, Khương Lan Kiếm liên lùi lại vài chục trượng, lau tia máu ở khóe miệng một chút, hắn thu hồi trường kiếm trong tay, nói: "Ta nhận thua, cảm ơn." Lâm Minh ôm quyền, hắn không có lễ phép nói đa tạ, mà là nói cảm ơn, tự nhiên là cảm tạ Khương Lan Kiếm chỉ bảo cho hắn phương pháp vận dụng phong chi ý cảnh vào trong công kích. Trí nhớ của đại năng thần vực vô cùng vụn vặt, có rất ít một cái hệ thống đầy đủ, Lâm Minh mặc dù lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, nhưng là phương diện vận dụng lại thiếu thốn, nếu như không phải là Khương Lan Kiếm, hắn còn không thể lấp đầy sự thiếu hụt đó. Lâm Minh thắng, theo trọng tài trưởng lão tuyên bố, không ít đệ tử Thất Huyền Cốc đều hít một hơi khí lạnh, Khương Lan Kiếm thua. Cầm Vô Tâm có Cầm Tâm Đại Thành, Hỏa Nham La nắm hỏa tinh trong tay, hai người bọn họ có thể ngăn cản cước bộ Lâm Minh thắng liên tiếp hay không? Lâm Minh xoay người đi xuống phía dưới, vừa lúc ánh mắt đối mặt cùng Khương Bạc Vân, ở trong đám người hỗn loạn, ánh mắt Khương Bạc Vân tự phảng phất giống như hai đạo kiếm quang, nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Khương Bạc Vân khẽ mỉm cười, Lâm Minh cũng mỉm cười đáp lễ, tuy nhiên trong lòng thì nhẹ nhàng run sợ. Mặc dù thắng Khương Lan Kiếm, nhưng Lâm Minh cũng không dễ dàng, trận chiến này, hắn trừ lôi hỏa sát cùng tử giao thần lôi, tất cả lá bài tẩy đều đem ra hết, thanh thương chân nguyên, phong chi ý cảnh, tà thần lực, luyện lực như tơ. Tất cả chiêu thức ra hết, lại còn bị thương. Tuyệt sát kiếm kỹ của Khương Lan Kiếm quá mạnh mẽ, không phải là Lâm Minh không muốn trốn, mà là thật sự tránh không thoát. Có thể nói, nếu như không phải là Lâm Trận ăn trộm, học xong phong trì ý cảnh dùng ở trong công kích, cướp đi khống chế đối với gió của Khương Lan Kiếm, Lâm Minh muốn thắng trận chiến này cũng không dễ dàng. Hiện giờ, thấy Khương Bạc Vân mỉm cười, trong lòng Lâm Minh đột nhiên nhớ tới, từ khi bắt đầu thi đấu đến hiện tại, cho tới bây giờ hắn không có thấy vẻ mặt kinh hoàng kinh ngạc trên mặt Khương Bạc Vân. Cái này trừ bỏ bởi vì kiếm tâm của Khương Bạc Vân đã đại thành, chỉ sợ cũng là bởi vì hắn tuyệt đối tự tin. Bất kể là kiến thức cảnh giới dung nguyên của Mộc Cổ Bạc Vực, hay là thấy lá bài tẩy của chính mình liên tiếp xuất hiện, hay là hỏa tinh khiếp sợ toàn trường của Hỏa Nham La, Khương Bạc Vân thủy chung vẫn vân đạm phong khinh. Đó là có cảm giác hết thảy đều nắm trong tay. Như vậy, lá bài tẩy của Khương Bạc Vân là cái gì? Hắn tự tin như vậy là dựa vào cái gì? Một Khương Lan Kiếm, đệ tử thứ hai của Kiếm Tông, đã có thực lực cường đại như thế, Khương Bạc Vân là đệ tử thân truyền, thực lực của hắn cực hạn sẽ ở nơi đâu? Lâm Minh nặng nề thở ra một hơi, hắn phát hiện nếu như trực tiếp chống lại Khương Bạc Vân, phần thắng mà hắn nắm chắc cũng không lớn. Lực công kích của Tử Giao Thần Lôi không thể nghi ngờ, nhưng chiến đấu cũng không phải là xem lực công kích của ai mạnh, thì người đó có thể thắng. Bàn về lực công kích, Khương Lan Kiếm không bằng Trương Ngạn Triệu. Nhưng là Trương Ngạn Triệu lại không thắng được Khương Lan Kiếm. Bởi vì trước khi hắn dùng đến Huyết Vương Tam Sát, hắn cũng đã thua. Như vậy chính mình chỉ dựa vào Tử Giao Thần Lôi, có thể thắng Khương Bạc Vân sao? Tử Giao Thần Lôi mạnh, nhưng nếu như đánh không tới Khương Bạc Vân, vậy thì không có bất kỳ ý nghĩa. Mà kiếm của Khương Bạc Vân có thể chậm hơn so với Tử Giao Thần Lôi sao? Mình có thể trốn tránh hay không? Lâm Minh trải qua một phen thôi diễn ở trong lòng, lại phát hiện chỉ cần kiếm của Khương Bạc Vân nhanh đến cảnh giới nhất định, lĩnh ngộ một loại ý cảnh khác mà không phải là phong chi ý cảnh, chính mình sẽ thua. Trừ Tử Giao Thần Lôi, Lâm Minh còn có Lôi Hỏa Sát, nhưng là Lôi Hỏa Sát bởi vì kém hỏa tinh, uy lực không mạnh hơn quá nhiều so sánh với Tử Giao Thần Lôi, hơn nữa tiêu hao lớn, phát động chậm, còn không thực dụng bằng Tử Giao Thần Lôi. Ta còn là quá khinh thường đệ tử thân truyền của Thất Huyền Cốc, lấy thiên tư của Khương Bạc Vân, thả vào tông môn tứ phẩm cũng hẳn là không tệ, huống chi, hắn lớn hơn ta 3 tuổi. Khương Lan Kiếm trở lại vị trí của mình, yên lặng nhìn Lâm Minh, nói với Khương Bạc Vân bên cạnh. Lâm Minh có lẽ sẽ gia nhập Kiếm Tông, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau này hắn rất có thể sẽ trở thành đệ tử đệ nhất của Kiếm Tông, thậm chí là người trẻ tuổi nhất của Thất Huyền Cốc. Có thể, Khương Bạc Vân nhàn nhạt đáp, ngươi không lo lắng. Khương Lan Kiếm quay đầu nhìn về Khương Bạc Vân, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt của đối phương tìm kiếm được chút hít gì đó. Ta lo lắng cái gì? Lo lắng hắn đoạt vị trí của ngươi, cướp đi tài nguyên của ngươi, bây giờ ngươi là người trẻ tuổi có tiềm lực phát triển cao nhất Thất Huyền Cốc, cũng là đệ nhất thiên tài trăm năm qua của Kiếm Tông. Trước đó, Tổng Tông cùng Kiếm Tông cơ hồ đều không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng ngươi, nhưng là nếu như Lâm Minh tới thì... Khương Bạc Vân cười, cướp đi tài nguyên của ta. Ha ha, Lan Kiếm, ngươi cho là một cao thủ đỉnh cấp cảnh giới toàn đan là có thể dùng tài nguyên để tạo ra. Khương Bạc Vân vừa nói như vậy, Khương Lan Kiếm sửng sốt một chút, không sai, dùng tài nguyên có thể tạo ra một võ giả ngưng mạch, võ giả hậu thiên, thậm chí nếu như không tiếc phá bỏ mười mấy viên nhập thiên đan, đủ để có thể tạo ra một cao thủ tiên thiên, nhưng là đại năng toàn đan chân chính, không có nghe nói ai là dựa vào tài nguyên để tạo ra. Cho dù là bọn họ những người được gọi là thiên tài muốn đạt tới cảnh giới toàn đan, cũng vô cùng khó khăn. Khương Bạc Vân nói, nếu như một võ giả, một lòng trông cậy vào nhận được tài nguyên của tông môn, như vậy võ đạo chi tâm của hắn sẽ rơi xuống tiểu thừa, người như thế sẽ không có thành tích lớn. Ta là một kiếm khách, ta tin tưởng chẳng qua là kiếm trong tay, mà không phải tài nguyên do tông môn cung cấp. Huống chi, Thất Huyền Cốc bất quá là một tông môn tam phẩm, bàn về tài nguyên, chúng ta so sánh được với ai? So sánh qua được với Thần Hoàng Đảo, hay là so sánh qua được với Khổng Tước Sơn? Ở Ngưng Mạch Kỳ, chúng ta cũng là thiên tài, thực lực có thể so với cao thủ hậu thiên trung kỳ, hậu thiên hậu kỳ, nghe rất giỏi. Thật ra thì những cao thủ hậu thiên bị chúng ta so sánh kia cả đời cũng chỉ là hậu thiên mà thôi, bọn họ sẽ không bước vào tiên thiên, đợi đến sau khi chúng ta tiến vào tiên thiên. Theo chúng ta so sánh với, cũng sẽ là cao thủ tiên thiên, lúc bọn họ ở Ngưng Mạch Kỳ đều giống như chúng ta, cũng là thiên tài trong bạn cùng lứa tuổi. Tất cả mọi người là thiên tài, nếu như lúc ấy chúng ta phai mờ mọi người, không cách nào bộc lộ tài năng thì chúng ta lấy cái gì để trùng kích vào toàn đan. Mục tiêu của ta rất rõ ràng, đó chính là theo đuổi cực hạn của kiếm. Ta không sợ có người làm đối thủ cạnh tranh của ta, vừa vặn ngược lại, ta sợ chính là không có ai làm đối thủ của ta. Nếu quả thật có một tuyệt thế thiên tài có 102 của thiên diễn đại lục xuất hiện ở bên cạnh ta, như vậy ta đuổi theo thậm chí vượt qua cước bộ của hắn, ta liền sẽ trở thành một trong những nhân vật chính của thời đại này. Trong ngôn ngữ của Khương Bạc Vân, mang theo một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ, Khương Lan Kiếm nghe được tâm tình cũng là khe khẽ kích động. Bản thân tư chất của Khương Lan Kiếm đã tốt vô cùng, nhưng là đối với Khương Bạc Vân, sư huynh sắp xỉ tuổi cùng hắn, lại luôn luôn dẫn đầu một bước, Khương Lan Kiếm có thể nói là tâm phục khẩu phục. Hắn nói, sư huynh nói không sai, có thể có một đối thủ cường đại. Đối với kiếm khách mà nói, là chuyện tình cầu cũng không được. Từ sau khi Lâm Minh cùng Khương Bạc Vân đánh một trận, tranh tài tạm thời yên lặng, vòng thứ 6, không có giao thủ đáng giá chú ý. Vòng thứ 7, trận thứ 5, Trương Ngạn Triệu đối với Phương Khải bày ra cửu chuyển thanh quang trận, lại bị huyết vương tam sát của Trương Ngạn Triệu xé rách, Phương Khải bại trận lần nữa. Phương Khải cũng là không có biện pháp, trận tông chính là chiến đấu đả trận, mà lực công kích của Trương Ngạn Triệu cũng là số 1 số 2 trong tất cả tuyển thủ ở toàn trường, quả thực là một pháo đài siêu cấp, ở trước mặt huyết vương tuyệt sát, thiên địa băng, cửu chuyển thanh quang trận của hắn yếu ớt cũng như vỏ trứng. Vòng thứ 8, trận thứ 3, Trương Ngạn Triệu đối với Khương Lan Kiếm. Bàn về lực công kích, Trương Ngạn Triệu tự nhiên vượt qua Khương Lan Kiếm, song lực công kích cường thịnh trở lại, không phát huy ra cũng là vô dụng. Kiếm khí của Khương Lan Kiếm ngưng tụ thành một mảnh dây nhỏ dài hẹp, chân nguyên áp xúc độ cao, trong nháy mắt phát ra mười mấy kiếm, kiếm khí như dệt, dày đặc như lưới. Loại kiếm khí áp xúc độ cao này cực kỳ bén nhọn, hơn nữa khó có thể bị làm hao mòn. Khương Lan Kiếm ngay cả phong trì ý cảnh cũng không sử dụng, cũng đã đánh cho Trương Ngạn Triệu chật vật không chịu nổi. Kiếm của hắn giống như rắn độc, mỗi lần cũng đâm vào nơi chân nguyên yếu kém của Trương Ngạn Triệu, căn bản là không để cho Trương Ngạn Triệu có cơ hội ngưng tụ chân nguyên. Trương Ngạn Triệu có lực dùng không ra, đối mặt với kiếm khí dày đặc như mưa, hắn ứng tiếp không xuể, liên tục bị kiếm khí đánh trúng. Mà hắn muốn công kích Khương Lan Kiếm, lại chỉ có thể chớm vỡ một đạo hư ảnh, ngay cả chéo áo của Khương Lan Kiếm cũng không gặp được. Suy suy suy, ống tay áo, ống quần của Trương Ngạn Triệu toàn bộ bị kiếm phong cắt ra, điều này hiển nhiên là Khương Lan Kiếm cố ý nương tay, nếu không hắn thậm chí có thể chớm tay chân của Trương Ngạn Triệu xuống. Thở dài một hơi, Trương Ngạn Triệu thu hồi đao, đánh nữa cũng không có ý nghĩa, Khương Lan Kiếm đã lưu đủ mặt mũi cho mình, đánh nữa chẳng qua là tự rước lấy nhục mà thôi. Ta nhận thua, đa tạ, Khương Lan Kiếm ôm quyền, xoay người rời đi, mặc dù xuất kiếm nhiều hơn mấy lần, nhưng là hắn căn bản cũng không có tiêu hao chân nguyên, ngược lại Trương Ngạn Triệu bổ ra một đao lại tiêu hao đại lượng chân nguyên, đã thở hồng hộc. Chênh lệch quá xa, lúc trước khi giao thủ cùng Khương Lan Kiếm, Trương Ngạn Triệu tự suy đoán chính mình hơn phân nửa sẽ thua, nhưng là hắn không nghĩ tới, ngay cả phong trì ý cảnh mà Khương Lan Kiếm cũng chưa sử dụng liền thắng mình. Căn bản là không cùng một đẳng cấp, Ngạn Triệu thua không oan. Trương gia trưởng lão cũng chỉ có thể than thở, lúc Khương Lan Kiếm giao thủ cùng Lâm Minh, hắn cảm giác không ra sự cường đại của Khương Lan Kiếm, hiện tại vừa so sánh với Trương Ngạn Triệu, thực lực sai biệt quá rõ ràng, ngay cả lá bài tẩy của Phương Trương Ngạn Triệu cũng không ép ra. Khó có thể tưởng tượng, Lâm Minh dĩ nhiên là đánh cho cường giả như vậy không hề có lực hoàn thủ. Vòng thứ 8, trận thứ 10, Khương Bạc Vân đối với Mộc Cổ Kiếp Nhung, đệ tử thứ 2 của Khôi Lỗi Tông, đây là một tràng tranh tài không có chút hồi hộp nào, đừng nói Mộc Cổ Kiếp Nhung đã tổn thất 3 con rối, cho dù tất cả con rối của hắn hoàn hảo vô khuyết, cũng không có ai cho là Mộc Cổ Kiếp Nhung có nửa phần có thể thắng Khương Bạc Vân. Khương Bạc Vân ngay cả kiếm cũng không ra, chỉ dùng kiếm chỉ tự phá vỡ chân nguyên hộ thể của Mộc Cổ Kiếp Nhung. Khương Bạc Vân thắng, lúc trọng tài tuyên bố, người xem tại chỗ cũng là hít một hơi lãnh khí. Tuy nói chiến lực của Mộc Cổ Kiếp Nhung hao tổn không ít, nhưng dẫu gì cũng là đệ tử thứ 2 của Khôi Lỗi Tông cũng không phải là tông kém, đệ tử thứ 2 của bọn họ so với đệ tử thân truyền Trận Tông cùng Luyện Khí Tông chỉ có hơn chớ không kém. Điểm này từ một trận đánh của Mộc Cổ Kiếp Nhung cùng Hỏa Nham La cũng có thể thấy được, mới đầu, Mộc Cổ Kiếp Nhung đánh cho Hỏa Nham La không hề có lực hoàn thủ, nếu không phải Hỏa Nham La đột nhiên dùng được hỏa tinh, kết quả tất nhiên là Mộc Cổ Kiếp Nhung thắng. Mộc Cổ Kiếp Nhung cường đại như thế, đối mặt Khương Bạc Vân, ngay cả kiếm của đối phương cũng không ép ra, thực lực chênh lệch quá xa. Quá mạnh mẽ, Khương Bạc Vân chiến đến hiện tại, còn không có rút kiếm ra a, chỉ dùng kiếm chỉ cũng đã quét ngang toàn bộ đối thủ. Kiếm Tông vốn chính là tông môn mạnh nhất Thất Huyền Cốc, Khương Bạc Vân lại là đệ tử xuất sắc nhất trong 100 năm qua của Kiếm Tông, thực lực của hắn đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta, bỏ ra Khương Bạc Vân không nói, chỉ là thiên phú của Khương Lan Kiếm, tự theo kịp đệ tử thân truyền vãng giới của Kiếm Tông. Lần này ở bên trong 7 đệ tử thân truyền, nửa số không bằng Khương Lan Kiếm. Theo trận chiến Khương Lan Kiếm đánh bại Trương Ngạn Triệu tựu đã nhìn ra, người ta ngay cả phong trì ý cảnh đều chưa sử dụng đã thắng. Không sai, Khương Lan Kiếm thua Lâm Minh, chỉ là bởi vì Lâm Minh quá mạnh mẽ, cũng không phải Khương Lan Kiếm yếu, ta xem Khương Lan Kiếm lần này tranh tài sẽ đứng trong 6 hạng đầu, về phần Lâm Minh có khả năng vào 3 hạng đầu. Khương Bạc Vân đi xuống lôi đài, đang thấy Mộc Cổ Bạc Vực cười quái dị nhìn về chính mình. Khương Bạc Vân cùng Mộc Cổ Bạc Vực không nghi ngờ chút nào là người đứng đầu có khả năng đoạt giải quán quân lớn nhất hội võ tổng tông lần này, Âu Dương Minh đại phóng tia sáng kỳ dị lần này hoàn toàn bị hai người bọn họ hạ thấp. Khương Bạc Vân, ngươi có thể nhịn rất giỏi, bản thân ta muốn nhìn xem kiếm của ngươi có thể giấu đến bao lâu. Khương Bạc Vân ngay cả kiếm đều không cần tựu đánh bại đệ tử thứ 2 của Khôi Lỗi Tông, hạ thấp thể diện của Khôi Lỗi Tông, điều này làm cho Mộc Cổ Bạc Vực cực kỳ khó chịu. Khương Bạc Vân cười nói, giấu không được bao lâu, tuy nhiên, ngươi vẫn là đừng quan tâm ta, quan tâm chính mình một chút hơn nữa, chống lại Lâm Minh, những món đồ chơi kia của ngươi có khả năng sẽ hỏng mất. Lâm Minh, hắc hắc, ngươi cho rằng ta vô dụng cũng như Khương Lan kiếm kia. Mộc Cổ Bạc Vực cười lạnh một tiếng, Khương Bạc Vân, ta và ngươi đánh một trận, chỉ mong ngươi còn có lá bài tẩy, nếu không, ngươi ngay cả tư cách ép ta xuất thủ toàn lực cũng không có. Khương Bạc Vân chẳng qua là cười cười, không nói thêm gì nữa. Mộc Cổ Bạc Vực đạt đến cảnh giới dung nguyên đúng là một cường địch, nhưng là hắn lại mơ hồ cảm giác, uy hiếp mà Lâm Minh mang cho hắn lớn hơn nữa. Vòng thứ 9, trận đầu, Huyễn Tiểu Điệp đối với Mộc Cổ Bạc Vực. Khi Huyễn Tiểu Điệp khéo léo đẹp đẽ cười dài đứng ở trên lôi đài, người xem cũng cho rằng đây sẽ là một cuộc chiến đấu kịch liệt, mặc dù Lâm Minh cũng có ý nghĩ mượn cơ hội này xem thực lực Mộc Cổ Bạc Vực một chút, mà không nghĩ tới chính là, sau khi trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu, Huyễn Tiểu Điệp thản nhiên cười, rất dứt khoát nói: "Ta nhận thua." Người xem toàn bộ im lặng. Lâm Minh cũng im lặng cực độ, cho dù là Phương Khải kém cỏi nhất trong 7 đại đệ tử thân truyền, chống lại Mộc Cổ Bạc Vực cũng đánh nhau tượng trưng một phen, để cho Mộc Cổ Bạc Vực triển lộ ra cảnh giới dung nguyên của hắn. Huyễn Tiểu Điệp ít nhất mạnh hơn rất nhiều so sánh với Phương Khải, không chút để ý tới thể diện của đệ tử thân truyền tí nào, vừa lên tới liền trực tiếp nhận thua. Vốn tưởng rằng một cuộc tranh tài đặc sắc xem không thành, người xem khó tránh khỏi có chút thất vọng, tuy nhiên thất vọng của bọn hắn rất nhanh đã trôi qua rồi, bởi vì một cuộc tranh tài cấp quan trọng bắt đầu. Vòng thứ 9, trận thứ 3, Lâm Minh đối với Cầm Vô Tâm. Cầm Tông vẫn luôn là một trong những tông môn hết sức điệu thấp ở Thất Huyền Cốc, nhân số cũng không nhiều, nhưng là đệ tử Cầm Tông cũng không yếu, ngược lại phương thức công kích của bọn họ quỷ dị, rất khó đối phó. Cầm Vô Tâm là người cũng rất điệu thấp, mọi người chỉ biết nàng là còn nhỏ tuổi, đã là Cầm Tâm đại thành, nhưng cụ thể thực lực là bao nhiêu, lại không có bao nhiêu người rõ ràng. Lâm Minh đối với Cầm Vô Tâm giống như trước không biết gì cả, bất quá hắn lại đại khái rõ ràng ý nghĩa của Cầm Tâm đại thành. Ban đầu Cầm Tử Nha lúc hậu thiên đỉnh phong ăn nhập thiên đan vào, trùng kích vào tiên thiên cảnh giới, cũng là bởi vì Cầm Tâm kém một bậc, thất bại trong gang tấc. Rồi sau đó Cầm Tử Nha đi khắp Thâm Sơn U Cốc, tổn hao ước chừng 10 năm thời gian, mới đưa Cầm Tâm luyện tới đại thành. Cầm Tử Nha vốn chính là một nhạc công, thành tựu ở Cầm đạo hết sức xuất chúng, nếu như không phải là tu luyện quá muộn, hắn sợ là đã sớm đặt chân lên tiên thiên, nhưng là dù vậy, Cầm Tử Nha lại dùng ước chừng 10 năm thời gian để lịch lãm Cầm Tâm, vừa so sánh với Cầm Vô Tâm, chênh lệch to lớn, làm cho người ta kinh hãi.